Hiện tại Diệp Thần đạt được Thái Huyền Trận Hoàng lực lượng, trực tiếp bắt đầu sử dụng rất nhiều đại trận, điên cuồng luyện hóa Hoang Long Thiên Tinh. Oanh! Ở Diệp Thần không ngừng rèn luyện hạ, vậy Hoang Long Thiên Tinh, rốt cuộc bắt đầu hòa tan. Đúng ngôi sao, ở lò bát quái lửa, huyền diễm cùng thần hỏa dưới tác dụng, rốt cục thì dần dần dung hóa thành một đoàn vàng chất lỏng màu vàng. Trên ngôi sao sinh tồn vô số hoang cổ thiên long, cũng là phát ra rên rỉ, bị buộc đi ra ngoài, lập tức gặp phải lò bát quái lửa nướng. Bát quái thiên đan thuật, toàn bộ hóa đan. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, bàn tay đạo đạo ấn quyết đánh ra, lập tức toàn lực bùng nổ bát quái thiên đan thuật, đem rất nhiều hoang cổ thiên long và hoang long thiên tinh chất lỏng dung hợp, luyện chế thành từng hạt tròn đan dược. Rào! Nhất thời, đếm không hết đan dược, từ bát quái trong lò luyện đan chảy ra, ở trong hư không đế kết thành một cái tinh vòng vậy đan dược sông dài. Đan dược này sông dài bên trong, mỗi một viên đan dược, cũng đóng dấu trước thiên long đổ đằng, cổ xưa khoáng đạt, dược khí bàng bạc. Thằng nhóc, quá tốt, rốt cuộc luyện hóa thành công. Đúng viên hoang long thiên tinh, toàn bộ luyện hóa. Lần này chúng ta ước chừng đạt được 30 triệu viên thuần long đan, lần này thật phát tài. Thái Huyền Trận Hoàng phát ra mừng như điên thanh âm, may là lòng hắn tính trầm hậu, nhưng thấy nhiều đan dược như vậy, đều là không kềm chế được kích động, có loại cảm giác hít thở không thông. Nhiều đan dược như vậy, vô luận là cầm đi này hoang ma thiên kiếm, hoặc là cho tiểu hắc, hay là dùng tu luyện, cùng với đào tạo đệ tử, bùng nổ thần thông, đều là thiên đại tài sản. Tiền bối, đa tạ. Diệp Thần cũng là kích động cười một tiếng, lần này có thể thành công luyện hóa Hoang Long Thiên Tinh, lập tức đạt được 30 triệu thuần long đan, dĩ nhiên là may mà Thái Huyền Trận Hoàng lực lượng. Nếu như không có Thái Huyền Trận Hoàng, dựa hết vào Diệp Thần tự thân, không thể nào luyện hóa Hoang Long Thiên Tinh, dẫu sao đây là trong truyền thuyết 33 thiên hỗn độn chí bảo, hỗn độn cửu tinh một trong, không như vậy dễ dàng luyện hóa. Ước chừng 30 triệu viên thuần long đan, đây là một khoản thiên đại số tiền lớn. Đủ Diệp Thần tiêu phí rất lâu rồi. Hô, ta dây dưa lực không cạn, tiếp theo một đoạn thời gian, ta cần nghỉ ngơi, đừng qua loa kêu ta đi ra. Thái Huyền Trận Hoàng thư ra một ngụm chọc khí, thần hồn thân thể chui hồi luân hồi mộ địa bên trong đi, trực tiếp ở mộ bia bên trong ngủ say nghỉ ngơi. Lần này luyện đan, hao phí hắn to lớn linh lực, hiện tại hắn cần nghỉ ngơi. Đa tạ. Diệp Thần lần nữa nói cảm ơn một tiếng, giạt rào mừng rỡ. Đem tất cả thuần long đan, cũng thu vào hoàng tuyển đồ bên trong đi. À, ta pháp bảo. Viên vô đạo vành mắt hết sức nứt ra, trơ mắt nhìn hoang long thiên tinh bị luyện hóa, nhưng một chút vùng vẫy đều không thể. Pháp bảo hoàn toàn biến mất, hắn vậy gặp to lớn cắn trả, phốc xích một tiếng, máu tươi cuồng phún, chán nản ngã trên đất. Cha! Viên vô thương lật đật chạy tới, đỡ viên vô đạo, hai phụ tử kinh hoàng nhìn Diệp Thần. Diệp Thần trên mình khí tượng thu liếm, chậm rãi từ bầu trời đáp xuống, nhìn xem vậy mặt nạ ông già. Mặt nạ ông già không có lên tiếng, tựa hồ mấy vạn năm trắc trở, đã tiêu hao hết hắn tất cả tinh khí, hắn bây giờ, giống như một cái xác biết đi. Đại ca, mau giết bọn họ. Lý Thanh Sơn mặt đầy tức giận, phủ thành chủ chiết nhục được hắn quá ác, vậy viên vô thương thậm chí muốn ô nhục hắn tỉ tỉ, cái này là tuyệt đối không có thể khoan dung. Diệp Thần ánh mắt, nhưng là mang một chút thê lương, thấy mặt nạ ông lão vậy một sát, Diệp Thần nội tâm bên trong, lại dâng lên kiếp trước, cuộc cờ, luân hồi, số mạng, nhân quả, sát phạt vân. Vân một loạt nặng nề khoáng đạt mệnh đề. Phủ thành chủ sống chết, thật sự là mây khói cỏ rác, không đáng giá để ra, hắn căn bản không quan tâm. Người tự mình xử lý đi, người thích liền tốt. Diệp Thần phất phất tay, nhưng là cảm thấy không thú vị. Lý Thanh Sơn ngẩn người, trong phảng phất cảm thấy có điểm không đúng. Trong sâu thẳm, hắn cảm thấy Diệp Thần hòa bột cái trên người lão giả, cũng lưng đeo đặc biệt nặng nề đồ, cho nên đối với trước mắt cái này trả thù phủ thành chủ, lớn hơn ác khí cơ hội, cũng không thế nào để ở trong lòng. Diệp Thần hòa bột cái ông già rất ăn ý, song song đi qua một bên, lưu lại Lý Thanh Sơn một người. Lý Thanh Sơn mờ mịt không biết làm sao, mới vừa hắn còn muốn giết sạch phủ thành chủ tất cả người. Nhưng thấy hiện tại Diệp Thần hòa bột cái ông già bộ dáng như vậy, hắn cũng có điểm ngây ngẩn. Đại ca tha mạng. Viên vô thương liền hướng Lý Thanh Sơn dập đầu, hối hận cầu xin tha thứ. Viên vô đạo dưới trọng thương, đã không thể nhúc nhích, nhưng trong ánh mắt vậy mang vẻ khẩn cầu. Rất nhiều vệ binh, cũng
cũng là quỳ thành một phiến. Hừ, các ngươi xúc phạm tỷ tỷ ta, vốn là đều đáng chết, nhưng đại ca ta tựa hồ chẳng muốn tạo nhiều sát nghiệt, ta cũng tha các ngươi. Lý Thanh Sơn hừ một tiếng, nặn chặt quả đấm. Đa tạ đại ca tha mạng. Viên Vô Thương mừng rỡ không thôi, liền liền khấu tạ. Lý Thanh Sơn lạnh lùng nói, người hơn cảm ơn cái gì, ta nói ta chỉ tha người bình thường, các ngươi hai phụ tử là nguyên hung, vẫn là phải chết. Cái gì? Viên Vô Đạo hai phụ tử, Tương Cố ngạc nhiên, còn chưa kịp phản ứng, Lý Thanh Sơn vô tận lực lượng bùng nổ, chỉ còn lại hai cổ thi thể. Chung quanh các vệ binh, thấy một màn này, đều là kêu lên một tiếng, nhưng xẻ đàn tan nghé, bọn họ cũng không có cái gì ý niệm báo thù, lập tức hoảng hốt thoát đi. Rất nhanh, cả tòa phủ thành chủ, trên dưới thanh trừ sạch sẽ, lại vậy không có một người, chỉ còn lại Diệp Thần, mặt nạ ông già, Lý Thanh Sơn ba người. Diệp Thúc, người cũ chủ, thật sự là đại ca. Lý Thanh Sơn nhìn mặt nạ ông già, như cũ một mặt nghi ngờ. Thanh Sơn, thật ra thì ta không họ Diệp, đây là chủ nhân ta họ, ta cũng không là người ngoài trong miệng ngũ hành tiên tôn, thật ra thì ta kêu ngũ đế ma thần. Mặt nạ ông già chậm rãi tháo xuống mặt nạ, lộ ra một tấm cực kỳ già nua, phủ đầy nếp nhăn phong xương gương mặt. Diệp Thúc, lúc đầu ngươi trên mặt không sẹo à, vậy ngươi lại thế nào một mực mang mặt nạ? Lý Thanh Sơn lẩm bẩm một tiếng, đột nhiên lại tỉnh ngộ cái gì, kêu lên, đợi một chút, ngươi. Ngươi nói ngươi kêu ngũ đế ma thần, thượng cổ luân hồi chi chủ người làm, sáu đại ma thần bên trong ngũ đế ma thần. Ngũ đế ma thần nói, không sai. Chính là ta, che giấu ngươi nhiều năm như vậy, ta thật xin lỗi. Ngũ đế ma thần, ngươi lại là ngũ đế ma thần, đại ca kia há chẳng phải là. Lý Thanh Sơn đạp đạp lui về phía sau hai bước, mặt đầy kinh hãi rung động, không dám tin tưởng. Ừ, hắn chính là luân hồi chi chủ chuyển thế, ngươi tu luyện thần thông, nhưng thật ra là lục đạo luân hồi bên trong nhân đạo chi nhánh, nhân đạo chú trọng ngũ hành tuần hoàn, ngũ hành đủ loại biến hóa. Cũng thoát khỏi không gian nhân đạo luân hồi bí ẩn, người sau này muốn phải trở nên mạnh, còn được nhiều hơn hướng ta tôn chủ lãnh giáo. Ngũ đế ma thần ngay lúc nói chuyện, từng đạo pháp quyết đánh ra, che đậy ở thiên cơ, miễn được bị người rình rập. Ngũ đế ma thần, Thanh Sơn là ngươi đệ tử, cái này mấy chục ngàn trong thời kỳ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Diệp Thần khẽ cau mày một cái, trong lòng có nhiều vô cùng nghi vấn. Ngũ đế ma thần hướng Diệp Thần cung kính chắp tay, nói tôn chủ, người ngũ hành đạo pháp, ta không dám tự mình truyền thụ, ta truyền cho Thanh Sơn, chỉ là một ít nông cạn thần thông, không liên quan đến lục đạo luân hồi pháp căn cơ. Không sao, ta tin tưởng ngươi ánh mắt, lấy Thanh Sơn tư chất bẩm phú, còn có tâm tính, đều có thể thừa kế thần thông của ta. Diệp Thần cũng không có quá để ý, lục đạo luân hồi pháp đặc biệt phức tạp, trừ phi giết hắn, chiếm đoạt huyết mạch hắn. Nếu không thế gian không người có thể lãnh ngộ. Coi như ngũ đế ma thần truyền thụ ra ngoài, cũng chỉ có thể truyền thụ một cái ngũ hành chi nhánh, chạm đến không tới lục đạo luân hồi căn bản. Lục đạo luân hồi pháp, môn thần thông này, ở giữa thiên địa, chỉ có luân hồi chi chủ, mới có thể hoàn toàn nắm giữ. Để cho Lý Thanh Sơn tu luyện một cái ngũ hành chi nhánh, cũng sẽ không ảnh hưởng Diệp Thần khí vận, ngược lại có thể là Diệp Thần đào tạo hơn một người đáng tin người giúp. Đại ca. Lý Thanh Sơn kinh ngạc nhìn Diệp Thần, chỉ cảm thấy Diệp Thần chính là càn khôn cảnh sáu tầng thiên, nhưng ngay lúc nói chuyện, đúng là có thượng cổ cao nhân khí độ và phong phạm, làm người ta khuất phục không dứt. Hắn coi như là thật sâu tin tưởng, Diệp Thần chính là luân hồi chi chủ chuyển thế, sẽ không có giả. Ngũ đế ma thần nói, tôn chủ, năm đó người bố trí chết sau đó, ta khí số tăng tấn, chán nản giang hồ, bơ vơ không theo, nhưng có một vị cao nhân tuyệt thế, hắn tìm được ta. Hy vọng ta có thể thay hắn cống hiến, hắn đáp ứng ta, nếu như một ngày kia, ngươi chuyển thế sống lại, và cấp trên quyết chiến, hắn có thể vì ngươi hy sinh. Diệp Thần hơi sững sờ, nói, là ta hy sinh. Cái gì cao nhân tuyệt thế, lại có như vậy quyết đoán, là 12 thần tôn bên trong nhân vật sao? Ngũ đế ma thần nói, không phải, hắn kêu Xích Huyên Thánh Vương, là Hằng Cổ Thánh Đế Sư Đệ. Hằng Cổ Thánh Đế Sư Đệ. Diệp Thần nghe vậy. Nhất thời thất kinh. Hằng Cổ Thánh Đế, hắn tự nhiên biết, đó là đã phi thăng đi thái thượng thế giới nhân vật lớn. Tiểu hoàng trứng khổng lồ, còn đâu vào đấy ở Hằng Cổ Thánh Đế địa vực bên trong. Diệp Thần lại không nghĩ rằng, lúc đầu Hằng Cổ Thánh Đế còn có một cái sư đệ, kêu Xích Huyên Thánh Vương,
ngày xưa còn muốn chiêu nạp ngũ đế ma thần. Ngũ đế ma thần nói, đúng vậy, hằng cổ thánh đế nêu cao tên tuổi thiên hạ, nhưng Xích Huyên thánh vương nhưng không có người nào biết, ánh sáng hoàn toàn bị hằng cổ thánh đế che giấu, nhưng thực, cái này Xích Huyên thánh vương, thực lực không thấp hơn thiên điện những cao tầng kia, cũng là một cái kinh thiên động địa nhân vật lớn, đặc biệt là hằng cổ thánh đế phi thăng sau đó, đem hàng loạt tu vi di trạch cũng tặng đưa cho hắn. Cái này Xích Huyên thánh vương, vô căn cứ đạt được sư huynh hằng cổ thánh đế truyền thừa, thực lực lại là đột nhiên tăng mạnh, đã đến sâu không lường được bước. Và một ít vực ngoại cường giả so sánh, hắn kém ở khí vận mà thôi, bàn về tu vi, nhưng là một chút đều không thua. Diệp thần con người đông lại một cái, nói như vậy, cái này Xích Huyên thánh vương, đúng là một nhân vật lớn, hắn lại có thể chịu là ta hy sinh, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Ngũ đế ma thần nói, Xích Huyên thánh vương nói là, nếu như tôn chủ ngươi có và cấp trên quyết chiến cơ hội, hắn mới sẽ hy sinh. Diệp thần cười nói, nếu như ta chống đỡ không tới bữa trước, liền bị người giết chết, hắn cũng không cần hy sinh, có phải hay không? Ngũ đế ma thần nói, đúng là như vậy, Xích Huyên thánh vương rất nhiều hạ một cái như vậy cam kết, nói rõ liền thì không muốn trả bất kỳ giá nào, hắn vậy không tin tôn chủ ngươi có khiêu chiến cấp trên thực lực. Diệp thần nói, sáu người ma thần, vậy không tin ta có thực lực này, nói thật, chính ta cũng không dám xác định, vậy ngươi quyết định ban đầu là. Ngũ đế ma thần nói, ta vẫn là đáp ứng hắn, Xích Huyên thánh vương thế lực to lớn, hắn thống lĩnh thánh thiên phủ, tuy không đạt tới những ngày đó điện, nhưng ở thiên nhân vực rất nhiều trong thế lực cũng không thể khinh thường, nếu như có thể đạt được hắn chống đỡ, sau này tôn chủ ngươi đường xá, tự nhiên sẽ thản thuận rất nhiều. Diệp thần suy nghĩ rõ ràng, xem ra ngũ đế ma thần, gia nhập thánh thiên phủ sau đó, từ Xích Huyên thánh vương trên mình, lấy được rất nhiều chỗ tốt. Cho nên, cái này mấy chục ngàn trong thời kỳ, ngũ đế ma thần cũng thật không có chán nản, tu vi ngược lại có tinh tiến, thậm chí xông hạ ngũ hành thiên tôn đại danh đầu. Bất quá, người ngoài chỉ biết là ngũ hành thiên tôn, cũng không biết hắn chân thật thân phận. Người gia nhập thánh thiên phủ sau đó, ngày qua được như thế nào? Diệp thần nhìn gặp ngũ đế ma thần gương mặt, so với trước kia già yếu rất nhiều, hơn nữa mặt đầy bể dâu ý, hiển nhiên cái này mấy vạn năm năm tháng, hắn tu vi tuy tiến bộ, nhưng ngày qua được cũng không yên ổn. Ngũ đế ma thần cười khổ một tí, nói tôn chủ, ta qua được cũng không tốt, có thể sống đến ngày hôm nay, cũng là may mà ngươi danh tiếng, thánh thiên phủ bên trong một mực có người muốn giết ta, nếu như không phải là cố kỵ luân hồi chi chủ uy danh, ta sợ rằng đã chết. À! Diệp thần hơi sững sờ. Ngũ đế ma thần nói, ta gia nhập thánh thiên phủ sau đó, Xích Huyên thánh vương cho ta an bài một cái nhiệm vụ, hắn ở Dương Chân vực có một cái con riêng, ủy thác ta đi trước chiếu cố. Vừa nói nhìn Lý Thanh Sơn một mắt. Nghe vậy, Diệp thần giật mình trong lòng, cũng là nhìn một cái Lý Thanh Sơn. Chẳng lẽ nói, Lý Thanh Sơn lại là Xích Huyên thánh vương con riêng? Diệp thúc, người nói gì sao? Lý Thanh Sơn mơ hồ cảm thấy có điểm không đúng, hắn một mực không biết ruột thịt phụ thân là ai, mẫu thân vậy từ đầu đến cuối không nói, trước khi chết cũng không chịu tiết lộ, hắn từ nhỏ liền do ngũ đế ma thần chiếu cố, cả người thần thông cũng là cùng ngũ đế ma thần học. Bây giờ nghe con riêng ba chữ, Lý Thanh Sơn mơ hồ tới giữa, cảm thấy có một cái động trời đại bí mật, sắp muốn vạch trần ra. Ngũ đế ma thần ánh mắt mang theo một chút thê lương, nhìn Lý Thanh Sơn nói, Thanh Sơn. Cũng là thời điểm nói cho ngươi, ngươi ruột thịt phụ thân, chính là Thánh Thiên Phủ phủ chủ Xích Huyên Thánh Vương. Hắn đối với ngươi ký thác kỳ vọng rất lớn, ủy thác ta tài bồi ngươi, cuối cùng ngươi thiên phú không tệ, không có phụ lòng ta kỳ vọng. Nói tới chỗ này, ngũ đế ma thần khó khăn được lộ ra một nụ cười, hiển nhiên đối với Lý Thanh Sơn vô cùng hài lòng, hướng Diệp thần nói, tôn chủ, ta xem Thanh Sơn thiên phú tâm tính cũng không tệ, tương lai có lẽ có thể giúp được ngươi. Cho nên ta đem bộ phận ngũ hành luân hồi đạo pháp truyền thụ cho hắn, hy vọng ngươi không nên phiền lòng. Không sao. Diệp thần khoát tay một cái, tự nhiên cũng không ngại, nhưng tựa hồ phát hiện cái gì, cau mày hỏi, ngươi truyền thụ Thanh Sơn võ đạo, chỉ truyền cho hắn ngũ hành luân hồi thần thông. Thánh thiên phủ võ kỹ đâu? Ngũ đế ma thần trầm giọng nói, Thanh Sơn dẫu sao là con riêng, thánh thiên phủ bên trong có vài người cũng không thích hắn. Ví dụ như Xích Huyên thánh vương tránh thất thiên tàm nương nương, ta không có truyền thụ hắn thánh thiên phủ thần thông, là sợ bị thiên tàm nương nương phát hiện. Thiên tàm nương nương. Diệp thần nhíu mày một cái, trước kia cũng chưa từng nghe qua người này,
hiển nhiên cũng là một vị núp ở sau lưng nhân vật lớn. Ngũ đế ma thần nói, cái này Thiên Tàm nương nương, luôn muốn diệt trừ ta, Thanh Sơn tỷ tỷ Lý Phi Tuyết, thật ra thì cũng là Thiên Tàm nương nương âm thầm phái người đả thương. Cái gì? Diệp thần một hồi kinh ngạc. Diệp thúc, người nói gì sao, tỷ tỷ ta là bị vậy cái gì Thiên Tàm nương nương đả thương? Lý Thanh Sơn nghe được, cũng là thân thể kịch chấn. Từ mẫu thân sau khi chết, hắn liền cùng tỷ tỷ sống nương tựa lẫn nhau, hai người cảm tình đặc biệt tốt. Lần này Lý Phi Tuyết bị đả thương, hắn từ đầu đến cuối không biết hung thủ là ai, bây giờ nghe tin tức, tất nhiên vô cùng khiếp sợ. Ngũ đế ma thần nói, Thanh Sơn, hết thảy các thứ này nhưng thật ra là Thánh Thiên Phủ cao tầng an bài, ngươi có thể thuận lợi đi qua Hoang Thiên Hung Mạc, coi là thông qua khảo nghiệm, hiện tại ngươi có tư cách bước vào Thánh Thiên Phủ. Chỉ cần vào Thánh Thiên Phủ, tỷ tỷ ngươi thương thế liền được cứu rồi. Lý Thanh Sơn trong lòng chấn động một cái. Nói Thánh Thiên Phủ có thể cứu tỷ tỷ ta. Dừng một chút, trong phảng phất lại một trận bất an, nói ta đi Thánh Thiên Phủ, có phải hay không muốn nhận vậy cái gì Xích Huyên Thánh Vương làm phụ thân? Ta cho tới bây giờ không gặp qua hắn, kêu ta nhận hắn làm phụ thân, cái này làm sao có thể? Hơn nữa cái gì đó Thiên Tàm nương nương cũng muốn hại ta nếu là đi liền Thánh Thiên Phủ, thật không biết có thể hay không còn sống đi ra. Nói xong. Lý Thanh Sơn ánh mắt rơi vào Diệp Thần trên mình, nói, Diệp Thúc, không bằng chúng ta đi theo Diệp Thần đại ca, cùng đi Thái Huyền trận môn tốt lắm, Diệp đại ca tự có biện pháp cứu tỷ tỷ ta. Diệp Thần nhướng mày một cái, hiện tại Lý Thanh Sơn sau lưng, quan hệ đến Thánh Thiên Phủ, thậm chí Thiên Tàm nương nương muốn đuổi giết hắn, nếu như thu nhận hắn mà nói, chỉ sợ sẽ có phiền toái lớn. Nhưng là, khó khăn phải cùng ngũ đế ma thần gặp lại, Diệp Thần nhưng vậy không muốn tùy tiện tách ra. Không thành vấn đề, Thanh Sơn, ngũ đế ma thần, các ngươi cùng nhau cùng ta hồi Thái Huyền trận môn. Diệp Thần cân nhắc một tí, rất nhanh làm xong quyết đoán, trực tiếp đáp ứng. Cùng đi đến Thái Huyền trận môn, Diệp Thần chấp trưởng đạo thống, thành lập căn cơ, vậy thì cái gì cũng không sợ. Không được, Thiên Tàm nương nương luôn muốn đuổi giết hắn, ta chỉ có mang hắn hồi Thánh Thiên Phủ, thấy hắn phụ thân, mới được che chở, tôn chủ, nếu như chúng ta đi Thái Huyền trận môn mà nói. Sợ rằng sẽ liên lụy ngươi. Ngũ đế ma thần sắc mặt nghiêm nghị, nhưng là trực tiếp cự tuyệt. Diệp thần nói, vậy ngươi. Ngũ đế ma thần nói, tôn chủ, chờ ta xử lý xong chuyện này, ta sẽ đi Thái Huyền trận môn tìm ngươi, ta và Xích Huyên Thánh Vương ước định qua, chỉ cần ngươi sống lại trở về, hắn nguyện ý thả ta rời đi. Vậy thì tốt. Diệp thần gật đầu một cái, chỉ sợ sẽ tái diễn Tiêu Thủy Hàn câu chuyện. Ban đầu Tiêu Thủy Hàn đầu dựa vào đến Thiên Ngục Thần Đế dưới quyền, nhưng Diệp Thần sau khi trở về, Thiên Ngục Thần Đế còn không chịu thả người, hai bên bộc phát rất nhiều tranh đấu. Hiện tại Xích Huyên Thánh Vương chịu thả người, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa, Diệp Thần cũng không muốn qua loa trêu chọc một cái cường địch. Ngũ Đế Ma Thần nhìn về Lý Thanh Sơn, nói Thanh Sơn, ngươi cùng ta hồi Thánh Thiên Phủ, tỷ tỷ ngươi thương thế rất nặng, chỉ có mời ngươi phụ thân mới có thể cứu chữa. Nếu như kêu ta chủ nhân ra tay, nguy hiểm quá lớn, rất có thể bị Thiên Tàm nương nương chặn đánh. Ngũ đế ma thần biết muốn cho Lý Thanh Sơn tự nguyện đi Thánh Thiên Phủ, thật sự là vô cùng chuyện khó khăn, thật may Lý Thanh Sơn đời này coi trọng nhất chính là tỷ tỷ hắn, chỉ cần dính líu tới tỷ tỷ hắn sống chết, hắn tất nhiên sẽ thận trọng cân nhắc. Quả nhiên, Lý Thanh Sơn nhìn xem quan tài băng, chau mày đứng lên, nếu như ủy thác Diệp thần cứu chữa, vậy nguy hiểm xác thực quá lớn. Được. Diệp thúc, ta cùng ngươi trở về. Rốt cuộc, Lý Thanh Sơn vẫn là đáp ứng, lòng hắn bên trong cũng không muốn đi Thánh Thiên Phủ, luôn cảm giác một khi bước vào Thánh Thiên Phủ, mình sẽ bị cuốn vào một tràng đáng sợ trong nước xoáy đi, nhưng vì tỷ tỷ sống chết, coi như phía trước là núi đao biển lửa, hắn cũng chỉ có thể xông vào. Rất tốt, ngũ đế ma thần vui vẻ yên tâm gật đầu một cái, lúc này hướng Diệp thần nói, tôn chủ, vậy ta trước mang Thanh Sơn hồi Thánh Thiên Phủ. Cùng chuyện này giải quyết thỏa đáng, ta lập tức trở về Thái Huyền trận môn. Diệp thần đại hỉ, nói, vậy thì tốt quá. Nếu như có ngũ đế ma thần gia nhập, Thái Huyền trận môn, nhất định có thể tiến một bước hừng hực, đến lúc đó đối kháng Minh Long thần điện, chắc chắn vậy sẽ đại học năm thứ nhất phút. Thanh Sơn, vậy ngươi về trước Thánh Thiên Phủ, cùng tỷ tỷ ngươi thương thế tốt lắm, tới phiên ngươi Thái Huyền trận môn thăm ta. Diệp thần vỗ vỗ Lý Thanh Sơn đầu vai, mỉm cười nói. Được, đại ca, ta nhất định sẽ.
Lý Thanh Sơn nặng nặng gật đầu một cái. Thỏa thuận xong, lập tức Diệp Thần và Lý Thanh Sơn, Ngũ Đế Ma Thần hai người nói tạm biệt, mỗi người một ngã. Diệp Thần một mình chạy tới Thái Huyền Trận Môn, mà Ngũ Đế Ma Thần thì lần nữa đeo lên mặt nạ, mang Lý Thanh Sơn đi Thánh Thiên Phủ. Lý Thanh Sơn kéo tỷ tỷ quan tài băng, bước chân không hề mau, nhưng lộ ra một cổ trầm ổn và kiên định, hắn tin tưởng tỷ tỷ luôn có tỉnh lại khôi phục thời điểm. Thanh Sơn, sau này ngươi vào Thánh Thiên Phủ, phải xử chỗ chú ý, dẫu sao thân phận ngươi đặc thù, đặc biệt muốn chú ý Thiên Tàm Nương Nương, người phụ nữ này, đối với bất kỳ ngăn trở nàng kế hoạch, cũng sẽ không từ thủ đoạn nào. Ngũ Đế Ma Thần tuần tuần dặn dò, báo cho Lý Thanh Sơn. Diệp Thúc, ta biết. Lý Thanh Sơn ngưng trọng gật đầu. Hai người tiếp tục đi tới trước, tránh hành vào gian, thiên địa đột nhiên thần quang bạo dũng, một phiến phiến bảy màu ánh sáng, giống như thần hồng vậy, ngang qua chân trời. Những thứ này thần hồng bên trong, nhưng có vô số đao kiếm, hội tụ thành nước lũ, từ chân trời cuồn cuộn bạo chém xuống tới, muốn giết phá hết thảy. Không tốt, là đao kiếm thiên tinh, Thiên Tàm Nương Nương pháp bảo. Ngũ Đế Ma Thần thất kinh, vội vàng bảo vệ Lý Thanh Sơn, bàn tay giơ lên trời chống một cái, nổ lên ngũ hành phong lôi, đem bạo giết xuống đao kiếm nước lũ, toàn bộ đánh bay. Thiên Tàm Nương Nương, chẳng lẽ nàng nhanh như vậy liền muốn giết ta? Lý Thanh Sơn thất kinh, ôm lấy tỷ tỷ quan tài băng, ngẩng đầu nhìn phía bầu trời. Chỉ gặp ở cực cao trên bầu trời, một viên sáng mở hòa hợp tinh thần, từ trong hư không nổi lên, treo thật cao trước. Ngôi sao này, khắp nơi đều là tiên khí, khắp nơi đều là sáng mờ, khắp nơi đều là điềm lành, ngôi sao trên vùng đất, cắm một cái cầm to lớn đao kiếm, tất cả tiên quang hà thải, đều là những thứ này đao kiếm tóe ra. Vô tận quang hà, diễn hóa thành từng đạo hồng kiều, rực rỡ tươi đẹp lóa mắt, sáng chói được người hoa mắt. Ngôi sao này, lại là đao kiếm thiên tinh, hỗn độn cửu tinh một trong, là thứ thiệt hỗn độn chí bảo. Trong truyền thuyết đao kiếm thiên tinh, phía trên cắm đầy đếm không hết thần đao tiên kiếm, tinh thần nhẹ nhàng đung đưa một tí, liền có vô số ánh đao kiếm ảnh bay chém ra tới, phá giết hư không, biến dạng vũ trụ, đặc biệt lợi hại. Viên này đao kiếm thiên tinh, cũng là Thiên Tàm Nương Nương pháp bảo. Ngũ Đế Ma Thần thấy ngôi sao này, lập tức cũng biết là Thiên Tàm Nương Nương làm khó dễ, không muốn nhìn thấy Lý Thanh Sơn trở về, chỉ muốn nửa đường chặn đánh. Ha ha ha, luân hồi tay sai, đao kiếm thiên tinh ở chỗ này, như nương nương đích thân tới, ngươi và cái đó dã chủng, làm sao còn không quỳ xuống. Đao kiếm thiên tinh trên, vô số hồng quang hội tụ, nổi lên một bóng người, nhưng là một cái ngũ quan đường đường tránh tránh, tướng mạo cương nghị, nhưng giữa trán mang to lớn lệ khí thanh niên người. Liêm Trinh đại đế, Thiên Tàm Nương Nương muốn xé rách ra mặt. Ngũ Đế Ma Thần sắc mặt trầm xuống, nhìn bầu trời lên thanh niên người. Cái này người thanh niên người, danh hiệu Liêm Trinh đại đế, chính là thượng cổ tâm ma đứng đầu Yến Trường Ca học trò, thất đại thánh đồ một trong. Năm đó, Liêm Trinh đại đế biết Yến Trường Ca là tâm ma đứng đầu bí mật sau đó, thánh nhân đạo tâm sụp đổ, cởi dậy ra, cuối cùng đầu phục Thánh Thiên Phủ, cũng thành Thiên Tàm Nương Nương thuộc hạ. Hiện tại Liêm Trinh đại đế tướng mạo ngũ quan bên trong, còn loáng thoáng có thể gặp ngày xưa thánh đồ uy nghiêm cương nghị, đáng tiếc năm tháng bể dâu, hắn thánh đồ khí khái, đã từ từ bị vô tận lệ khí và chấp niệm thay thế. Ngũ Đế Ma Thần tự nhiên cũng biết, Liêm Trinh đại đế là Thiên Tàm Nương Nương tâm phúc. Liêm Trinh đại đế cũng biết, Ngũ Đế Ma Thần là ngày xưa luân hồi chi chủ người làm. Ngũ Đế Ma Thần thân phận, ở Thánh Thiên Phủ bên trong, chỉ có số ít mấy người biết, mà Liêm Trinh đại đế, chính là cái này rất ít người một trong, cho nên vừa thấy mặt, hắn trực tiếp gọi Ngũ Đế Ma Thần là luân hồi tay sai, lời nói hết sức làm nhục. Ngũ Đế Ma Thần nghe được hắn như thế làm nhục lời nói, liền dự cảm đến muốn hoàn toàn xé rách ra mặt. Trước kia Thiên Tàm Nương Nương, cố kỵ luân hồi chi chủ Thiên Uy, mặc dù muốn giết hắn, nhưng từ đầu đến cuối không dám động tay, nhưng hiện tại, theo Lý Thanh Sơn sắp trở về Thánh Thiên Phủ, Thiên Tàm Nương Nương nhưng là ngồi không yên. Cái này một tí, coi như xúc phạm luân hồi Thiên Uy, Thiên Tàm Nương Nương đều phải động sát thủ, đem Ngũ Đế Ma Thần và Lý Thanh Sơn, toàn bộ tiêu diệt, giải quyết tai họa ngầm. Không sai, nương nương mượn ta đao kiếm thiên tinh, hôm nay tru diệt các ngươi hai cái tạp chủng, hãy bớt nói nhảm đi, ngoan ngoãn bó tay chịu trói, ta còn có thể cho các ngươi một thống khoái. Liêm Trinh đại đế tuét miệng cười một tiếng, đao kiếm thiên tinh thật cao trôi lơ lửng ở trên trời,
vô số thần đao tiên kiếm ánh sáng, hóa thành từng cái cầu vồng, xuyên qua dù sao cũng bên trong, đặc biệt đồ sộ. Một màn này hình ảnh, xa ở phương xa Diệp Thần, cũng là thấy được. Diệp Thần mới vừa cùng ngũ đế ma thần phân biệt không lâu, giờ phút này thấy trên trời khoáng đạt ánh đao kiếm ảnh dị tượng, nhất thời rất kinh hãi. Không tốt, xảy ra chuyện. Diệp Thần mơ hồ tới giữa, bắt được cực kỳ nguy hiểm thiên cơ, chuyện liên quan đến mình sinh tử tồn vong. Nếu như ngũ đế ma thần và Lý Thanh Sơn, còn có cái đó bị đóng băng Lý Phi Tuyết, cũng bị người giết chết, môi hở răng lạnh, Diệp Thần sớm muộn cũng phải bị Thiên Tàm nương nương bố trí. Cảm thấy được nguy hiểm ngay tức thì, Diệp Thần nhanh chóng biến dạng hư không, lao tới chiến trường. Mà chiến trường bên trong, ngũ đế ma thần và Liêm Trinh đại đế giằng co, chỉ cảm thấy ngập trời áp lực. Ngũ đế ma thần trước mắt tu vi, cũng là còn thật cảnh hậu kỳ, nếu như tầm thường tỉ thí, hắn và Liêm Trinh đại đế kỳ cổ tương đương, người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhưng hiện tại, Liêm Trinh đại đế cầm trong tay Thiên Tàm nương nương pháp bảo, viên kia đao kiếm thiên tinh treo lên, vô tận ánh đao kiếm ảnh cuồn cuộn lững lờ, sát phạt hơi thở cực kỳ ác liệt, căn bản không phải ngũ đế ma thần có thể ngăn cản. Ở hỗn độn cửu tinh bên trong, bàn về uy lực, vạn thú thiên tinh xếp hạng chót nhất, hoàng long thiên tinh có thể xếp hàng thứ tư, mà đây viên đao kiếm thiên tinh, có thể đủ để xếp hàng thứ hai, lực sát thương to lớn. Thanh Sơn, ngươi đi mau, đi tìm ngươi Diệp đại ca, ta để che ở hắn. Ngũ đế ma thần cảm giác sâu sắc nguy cơ nghiêm trọng, tỏ ý Lý Thanh Sơn đi mau, bàn tay một nặn quyết, ngũ hành đại đạo hơi thở, lập tức bộc phát ra, diễn hóa thành ngũ phương ngũ đế đại thiên kiếm, phóng lên cao, hướng Liêm Trinh đại đế chém tới. Hi hi, người điểm này đạo pháp, và luân hồi chi chủ kém được xa, trừ phi luân hồi chi chủ đích thân tới, nếu không ngươi ngày hôm nay hẳn phải chết. Lý Thanh Sơn, người cái này dã chủng, người cũng đừng nghĩ chạy. Người ngày hôm nay hẳn cũng phải chết. Liêm Trinh đại đế cười lạnh một tiếng, đao kiếm thiên tinh quay lại chuyển, nặng nề tinh thể sức nặng, vặn vẹo thời không, đếm không hết đao kiếm khí lưu, cuồn cuộn đánh giết đi ra. Lần này, Liêm Trinh đại đế vận dụng toàn lực, không hổ là ngày xưa thánh nhân môn đồ, ra tay một cái liền hiện ra cực lớn uy nghiêm, so với mới vừa đao kiếm nước lũ, không biết lợi hại nhiều ít. Viên này đao kiếm thiên tinh, đao kiếm sát khí đặc biệt ác liệt. Người bình thường nếu như mưu toan chấp trưởng, thế tất yếu bị ánh đao kiếm khí cắn trả, ở thánh thiên phủ bên trong, cũng chỉ có Liêm Trinh đại đế cái loại này thánh nhân môn đồ, mới có mạnh mẽ như vậy ý chí và nội tình, có thể chịu đựng đao kiếm thiên uy sát phạt. Ùn ùn kéo đến đao kiếm khí lưu, xuyên qua hư không, một tiếng nổ, liền đem ngũ đế ma thần ngũ hành thiên kiếm, trực tiếp chém chết được nghiền, hóa thành từng luồng ngũ hành khí lưu tiêu tán. Mà Liêm Trinh đại đế đao kiếm khí lưu như cũ uy thế không giảm, chém chết hướng ngũ đế ma thần và Lý Thanh Sơn hai người. Ngũ hành đại lộ, bảo vệ. Trong lúc nguy cấp, ngũ đế ma thần đem quanh thân ngũ hành linh khí, ngưng tụ thành một cái kết giới, nhưng cũng không phải bảo vệ mình, mà là bảo vệ Lý Thanh Sơn. Xuy xuy xuy. Hàng tỷ đạo đao kiếm, từ chân trời cuồn cuộn bạo giết xuống, ánh đao kiếm khí loạn bay, sát phạt thiên địa. Ngũ đế ma thần thân thể gặp phải vô số đao kiếm chảy loạn chém phách, nhất thời máu tươi mơ hồ, trong miệng cũng là máu tươi cuồng phún, lập tức bị trọng thương. Diệp Thúc, Lý Thanh Sơn có vẻ kinh hãi, ôm thật chặt tỷ tỷ quan tài băng, hắn và quan tài băng có ngũ hành kết giới bảo vệ, ngược lại là không có bị thương. Nhưng ngũ đế ma thần, vì bảo vệ bọn họ hai tỷ đệ, nhưng là ngay tức thì tổn thương nặng, thoi thóp. Ha ha ha, luân hồi chi chủ tay sai, nương nương ngày hôm nay muốn giết ngươi. Ngươi có thể chạy đi nơi nào? Liêm Trinh đại đế nhất kích thuận lợi, liều lĩnh cười lớn. Hắn nắm trong tay đao kiếm thiên tinh, sức chiến đấu so với ngũ đế ma thần, cường hãn quá nhiều, hai người hoàn toàn không có ở đây cùng một tầng thứ. Viên này đao kiếm thiên tinh, Thiên Tàm nương nương không biết rèn luyện nhiều ít năm, pháp bảo lực sát thương cực lớn, căn bản không phải người bình thường có thể ngăn cản. Ngũ đế ma thần ho khan kịch liệt một tiếng. Ói ra đại học năm thứ nhất miệng máu bầm, tự biết hôm nay khó thoát tai kiếp, cấp vội vàng nắm được Lý Thanh Sơn cánh tay, móc ra một quả ngọc bội giao cho hắn, nói Thanh Sơn, người đi lập tức, 10 ngày bên trong, phải chạy tới Thánh Thiên Phủ, người phụ thân ở chờ ngươi. Ở thấy người phụ thân trước, chứ ngươi Diệp đại ca, không nên tin người bất kỳ, cũng không muốn cùng người bất kỳ rời đi. Nhớ, ngươi chỉ có 10 ngày thời gian, một khi thời hạn đi qua,
Thánh Thiên Phủ cao tầng sẽ ngầm thừa nhận ngươi lịch kiếp thất bại, sẽ không lại thu nhận ngươi. Dừng một chút, lại tăng thêm giọng nói, cũng sẽ không lại cứu trị ngươi tỷ tỷ. Nghe vậy, Lý Thanh Sơn trong lòng nhất thời rung động, chỉ cảm thấy ngũ đế ma thần hơi thở, đang không ngừng suy yếu đi xuống, nói, Diệp Thúc, vậy Thánh Thiên Phủ ở nơi nào? Không thời gian hơn nữa, đi mau, đi tìm ngươi Diệp Đại Ca. Hắn là trong truyền thuyết luân hồi chi chủ, hắn có biện pháp mang ngươi đi Thánh Thiên Phủ, đi à? Ngũ đế ma thần lớn tiếng gầm thét, ánh mắt lộ ra một chút đoạn tuyệt, đẩy ra Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn lảo đảo hai bước, thiếu chút nữa thì rơi xuống, nhưng là một mặt mờ mịt đần độn. Sự việc phát sinh được quá nhanh, mới vừa ở phủ thành chủ thời điểm, ngũ đế ma thần vẫn là càn quét toàn trường hình dáng, hiện tại lại sâu bị thương nặng, thoi thóp, Lý Thanh Sơn hoàn toàn ngây ngẩn. Khó mà tiếp nhận cái hiện thực này. Ngũ đế ma thần từ nhỏ đào tạo hắn, ở lòng hắn bên trong, là vừa thầy cũng phụ tồn tại, hắn há có thể bỏ lại ngũ đế ma thần bỏ mặc. Ha ha ha, các ngươi hai cái tạp chủng, cũng lúc này, còn ngông muốn chạy trốn sao? Liêm Trinh đại đế cười to, bàn tay nặn quyết, linh khí bạo dũng ra, không ngừng thúc dục đao kiếm thiên tinh, nhất thời cuồn cuộn đao kiếm sáng mờ, lần nữa tràn ra tới, hoa cả mắt ánh đao kiếm ảnh. Từ chân trời chém đánh tiếp, phải đem ngũ đế ma thần và Lý Thanh Sơn, cũng bầm thây vạn đoạn. Ngũ phương ngũ đế, nhân đạo chí tôn, luân hồi máu tươi, đốt. Ngũ đế ma thần ánh mắt bỗng nhiên lướt qua một chút tàn bạo, liều mạng cuối cùng một chút khí lực, phóng lên cao, giấu tay động một cái, lại muốn tự bảo. Huyết mạch hắn bên trong, có kiếp trước Diệp thần lưu lại một giọt luân hồi máu tươi. Cái này giọt luân hồi máu tươi. Hàm chứa lục đạo luân hồi pháp bên trong chí tôn nhân đạo quy luật, một khi tự bảo, ngũ hành phong lôi cuồn cuộn, đủ để ngay tức thì nổ tinh không, ngăn cản người tán loạn. Người muốn tự bảo, hỏi qua nương nương chưa? Nương nương đã sớm ngờ tới người muốn sắp chết vùng vẫy, đao kiếm lôi phạt, cho ta trấn áp. Liêm Trinh đại đế thấy ngũ đế ma thần muốn tự bảo, không chút kinh hoàng, tựa hồ hết thảy đều ở đây hắn nắm giữ bên trong, lập tức giọt máu tế luyện đao kiếm thiên tinh. Ùng ùng một hồi sấm vang, vô số đao kiếm nổ tung, hình thành lôi kiếp, hóa thành kinh khủng thiên phạt, dẫn đầu hạ xuống, muốn áp chế ngũ đế ma thần huyết mạch, ngăn cản hắn tự bạo. Viên này đao kiếm thiên tinh, lại còn từ mang thiên phạt lôi kiếp, có thể tưởng tượng được linh khí có bao nhiêu nồng nặc, cũng không biết thiên tàm nương nương dùng nhiều ít thiên tài địa bảo rèn luyện. Luân hồi huyết mạch, cũng là người có thể trấn áp sao? Ngũ đế ma thần vành mắt hết sức nứt ra. Ánh mắt bén nhọn bên trong, nhưng thấm ra một chút cuồng ngạo và tự tin. Đây là thuộc về duy nhất luân hồi phép tắc cuồng ngạo. Luân hồi huyết mạch, bao trùm chư thiên, không phải bất kỳ đồ có thể áp chế. Ngũ đế ma thần có kiếp trước Diệp thần ban cho một giọt máu, hắn muốn tự bảo, cấp trên cũng chưa chắc ngăn được hắn. Hô! Ngũ đế ma thần trong huyết mạch, nhất thời hiện ra một cái luân hồi chi bàn hư ảnh bên trên, có 6 đạo tinh vị, mà giờ khắc này. Thuộc về nhân đạo tinh vị, lớn sáng lên, sáng chói lóa mắt, đột nhiên chấn động một cái, liền đem đầy trời lôi kiếp chấn vỡ. Cái gì, luân hồi huyết mạch, lại có thể cường hãn như vậy, một giọt máu đều như vậy nghịch thiên. Cái này không thể nào. Liêm Trinh đại đế thấy một màn này, nhất thời hoảng hốt. Hắn tự nhiên biết luân hồi huyết mạch khủng bố, nhưng ngũ đế ma thần trong cơ thể, chỉ có một giọt máu tươi mà thôi. Chính là một giọt luân hồi máu tươi. Hắn không hề đặt ở bên trong mắt. Nhưng hiện tại, ngũ đế ma thần nhưng dùng kinh khủng khí tượng, hung hăng nghiền nát hắn ánh mắt. Trong truyền thuyết luân hồi huyết mạch, coi như chỉ là một giọt máu, đều không phải là hắn có thể trấn áp, coi như thiên tàm nương nương tới cũng không được. Bảo. Ngũ đế ma thần ánh mắt đoạn tuyệt, không chút do dự nào, trực tiếp từ bảo. Oanh. Luân hồi chi bàn nổ tung, trong hư không nổ lên kinh khủng ngũ hành khí lưu. Đại biểu nhân đạo chí tôn ngũ phương ngũ đế, kim mộc thủy hỏa thổ vân. Vân các loại ánh sáng, điên cuồng hỗn loạn tàn phá, xen lẫn nổ, cuối cùng biến thành một đóa ngập trời mây hình nấm. Doạt! Liêm Trinh đại đế phóng thích ra ánh đao kiếm ảnh, trong nháy mắt bị khí lãng nổ tách ra, liền liền vậy đao kiếm thiên tinh, vậy bị to lớn chấn động, bị nổ được lảo đảo lắc lư, trên ngôi sao vô số đao kiếm gãy nhào, biến thành phần mộ phế tích vậy tồn tại. Phốc xích! Mà Liêm Trinh đại đế đây, càng bị nổ được hộc máu, lập tức bị trọng thương. Luân hồi huyết mạch nổ, lại có thể như vậy khủng bố, khó trách cấp trên như thế kiêng kỵ luân hồi chi chủ.
Liêm Trinh đại đế con ngươi co rút lại, rốt cuộc cảm nhận được luân hồi huyết mạch khủng bố. Ngũ đế ma thần chỉ là có một giọt máu mà thôi, liền đem hắn nổ trọng thương, nếu như là bản nguyên vẹn luân hồi huyết mạch, một tí nổ, hắn sợ rằng cặn bã đều sẽ không còn dư lại. Diệp Thúc. Lý Thanh Sơn thấy ngũ đế ma thần, từ bể thành một đóa đỏ thẫm mây hình nấm, nhất thời sửng sờ tại chỗ, rung động được không nói ra lời. Ở lòng hắn bên trong, ngũ đế ma thần vừa thầy cũng phụ, hiện ở người sư phụ này cho phụ thân vậy tồn tại, nhưng bởi vì bảo vệ hắn, hoàn toàn chết biến mất. Đáng chết, tới trễ một bước. Bầu trời phương xa, xuất hiện một đạo thân ảnh, nhưng là Diệp Thần. Diệp Thần thấy đao kiếm thiên tinh khí tượng sau đó, cũng cảm giác được không ổn, lập tức truy đuổi chạy tới. Nhưng đao kiếm thiên tinh, ngôi sao này cực kỳ nặng nề, phía trên hiện đầy vô số sắt thép đao kiếm, ở không cách nào tưởng tượng sức nặng dưới áp chế, liền thời không đều vặn vẹo. Ở vặn vẹo thời không bên trong phi hành, Diệp Thần coi như đem hết toàn lực, nhưng vẫn là tới trễ một bước. Làm hắn chạy tới hiện trường thời điểm, ngũ đế ma thần đã tự bạo. Nhìn vậy ngút trời đỏ tươi nổ mây khói, Diệp Thần nội tâm một hồi bi thương. Có lẽ, đây chính là số mệnh cùng khí số. Kiếp trước luân hồi chi chủ chết sau đó, luân hồi 6 ma thần khí số, liền đã đến cuối, coi như cưỡng ép kéo dài tánh mạng, kết quả cũng là khó thoát chết. Nhưng mà, khó khăn phải cùng ngũ đế ma thần gặp lại, giờ phút này nhưng muốn trơ mắt nhìn hắn chết ở trước mặt mình, Diệp Thần bên trong lòng đang rỉ máu, cựu hận ngập trời cùng lửa giận đang cháy. Thiên Tàm nương nương, ta muốn giết ngươi. Diệp Thần ánh mắt nổ lên kinh khủng sát khí, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Liêm Trinh đại đế. Liêm Trinh đại đế chỉ là một dưới quyền thôi, chân chính nguyên hung là Thiên Tàm nương nương, vậy đao kiếm thiên tinh cũng là Thiên Tàm nương nương pháp bảo. Ngũ đế ma thần chết thảm, đều là Thiên Tàm nương nương tàn nhẫn độc. Đại ca, Lý Thanh Sơn thấy Diệp Thần tới, trong lòng dâng lên ngập trời đau buồn và ủy khuất, kêu to lên. Luân hồi chi chủ, là ngươi. Bị thương nặng Liêm Trinh đại đế phát hiện chung quanh luân hồi toàn bộ khí tức tràn vào Diệp Thần thân thể, ngay tức thì biết Diệp Thần thân phận. Đáng tiếc hắn bây giờ bị nổ trọng thương, tuyệt đối không phải Diệp Thần địch thủ. Rút lui. Cơ hồ là ngay lập tức, Liêm Trinh đại đế quyết định thật nhanh, xoay người chạy. Giết người ta, người còn muốn chạy. Diệp Thần ánh mắt rét lạnh, hít thở sâu một tí, còn sót lại ở chung quanh ngũ hành luân hồi quy luật, lập tức bị hắn hấp thu. Ngũ đế ma thần mặc dù tự bạo, nhưng ngũ hành luân hồi quy luật cường hãn dị thường, trong chốc lát cũng sẽ không tiêu tán. Diệp Thần hạ xuống nơi đây, liền đem kiếp trước quy luật, toàn bộ thu thập đến mình trong huyết mạch. Vù vù. Lục đạo luân hồi pháp luân bàn hư ảnh, từ Diệp Thần sau lưng nổ lên. Ở nơi này luân bàn hư ảnh trên, xúc sanh đạo, ngạ quỷ đạo, nhân đạo tinh vị, cũng nổ lên vạn dặm thần quang, huy hoàng vô địch. Hiện tại Diệp Thần đã thu tập được ác quỷ ma thần, huyền tẫn ma thần, ngũ đế ma thần ba vị người làm quy luật, luân hồi huyết mạch tiến một bước mạnh mẽ, lục đạo luân hồi pháp khí tượng tự nhiên cũng lớn lớn tăng lên. Ngũ phương ngũ đế đại tiên kiếm. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, nhân đạo chí tôn ngũ hành ánh sáng, bỗng nhiên nóng rực. Hóa thành một chuôi không biết có nhiều ít vạn trượng dài trảm thiên tiên kiếm. Cái này cầm tiên kiếm, đại biểu nhân đạo trung cực nghĩa sâu xa, ngũ hành tuần hoàn, ngũ đức từ đầu đến cuối, trên thân kiếm tầng tầng ngũ hành tiên quang, cuồn cuộn vần quanh lưu chuyển, xen lẫn va chạm, nổ lên phong lôi, mang kinh khủng thiên uy, chém chết hướng Liêm Trinh đại đế. Luân hồi chi chủ, tham mạng. Tham lang đại đế là sư huynh ta, xem ở do mặt mũi hắn, mời người đại nhân có đại lượng. Tha ta một mạng. Liêm Trinh đại đế thấy bạo giết mà đến ngũ hành đại tiên kiếm, nhất thời lộ ra kinh hoàng kinh hãi thần sắc. Diệp Thần lần nữa góp nhặt nhân đạo quy luật, vậy thật sâu lĩnh ngộ ngũ hành luân hồi diệu pháp, ngón này ngũ phương ngũ đế đại tiên kiếm, mang luân hồi huyết mạch thiên uy, sát phạt hơi thở cực kỳ khủng bố, Liêm Trinh đại đế dưới trọng thương, căn bản không thể nào ngăn cản. Sống chết trước mắt, hắn truyền ra thần niệm, và Diệp Thần trao đổi. Hy vọng Diệp Thần có thể xem tham lam chó sói đại đế phân thượng, tha hắn một mạng. Cho ta chết. Diệp Thần vành mắt hết sức nứt ra, không có chút nào nói nhảm, trực tiếp cự tuyệt, ngũ hành đại tiên kiếm điên cuồng chém đi giết, ở Liêm Trinh đại đế sợ hãi hối hận trong ánh mắt, ầm một tiếng, kiếm khí phong lôi nổ tung, trực tiếp đem hắn đánh giết thành đầy trời mảnh vỡ. Ô hu hu. Liêm Trinh đại đế tiêu diệt sau đó, vậy đao kiếm thiên tinh,
phiêu bay ra, tựa hồ mang linh tính, hướng một phương hướng chạy trốn xa đi, ngay chớp mắt biến mất không thấy. Diệp Thần biết, cái này đao kiếm thiên tinh là Thiên Tàm nương nương pháp bảo, vô cùng cái linh tính, cảm thấy được thiên biến cố lớn, lập tức thoát thân bay trốn. Nơi này phát sinh hết thảy, cũng sẽ truyền tới Thiên Tàm nương nương trong lỗ tai. Bất quá, Diệp Thần vậy không quan tâm, dù sao Thiên Tàm nương nương hại chết Ngũ Đế Ma Thần, hắn cũng không có hòa giải dự định. Đại ca, chiến đấu hạ màn, Lý Thanh Sơn cơ hồ rơi lệ, chạy tới Diệp Thần bên người. Không sao. Diệp Thần than thở một tiếng, nhìn Ngũ Đế Ma Thần dần dần nhạt đi xuống nổ mây khói, ánh mắt mang theo một chút hoảng hốt. Lý Thanh Sơn bi thương nói, đại ca, Diệp thúc chết. Ta biết, sinh tử có số, ngươi không nên quá thương tâm, ngươi Diệp thúc trước khi chết có thể có gì phân phó. Diệp Thần trước mắt, có rất nhiều phiền toái, bây giờ không phải là bi thương thời điểm, phải đưa mắt đi về trước xem. Đại ca, Diệp thúc cho ta một quả ngọc bội, kêu ta tìm ngươi, nói kêu ngươi ở 10 ngày bên trong, mang ta đi Thánh Thiên Phủ. Lý Thanh Sơn móc ra một quả ngọc bội. Diệp Thần nhận lấy vừa thấy, nhất thời cảm thấy một chút thiên cơ, lại có thể mơ hồ và Hằng Cổ Thánh Đế có liên quan. Mà Xích Huyên Thánh Vương, chính là Hằng Cổ Thánh Đế sư đệ, thừa kế hắn di trạch mưa móc, cái này cái ngọc bội, hẳn là Xích Huyên Thánh Vương thiếp thân vật, phía trên lưu lại thiên cơ đầu mối, có thể tìm được Thánh Thiên Phủ vị trí. Chỉ có 10 ngày thời gian sao? Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, có cái này cái ngọc bội, hắn có thể truy tố đến Thánh Thiên Phủ vị trí. Bất quá, Thiên Tàm nương nương cũng ở đây Thánh Thiên Phủ bên trong, tùy tiện đi trước, sẽ không có kết quả tốt, chỉ có ngắn ngủi 10 ngày, chuẩn bị thời gian hoàn toàn không đủ. Lý Thanh Sơn nói, ừ, Diệp Thúc nói ta phụ thân bên kia, tựa hồ có thời gian lúc nào yêu cầu, ta phải trong vòng 10 ngày chạy tới, nếu không vượt qua thời hạn, Thánh Thiên Phủ cao tầng sẽ không lại chờ ta. Diệp Thần nhướng mày một cái, xem ra Xích Huyên Thánh Vương và Thiên Tàm nương nương tới giữa, tồn tại quyền lực tranh đấu, Thánh Thiên Phủ rất nhiều cao tầng bị buộc đứng đội, Xích Huyên Thánh Vương thủ hạ thế lực, kiên nhẫn có hạn, sẽ không cho Lý Thanh Sơn quá thời gian dài. Còn có 10 ngày, người trước cùng ta hồi một chuyến Thái Huyền Trận Môn, hơi làm chuẩn bị, ta lại mang ngươi đi Thánh Thiên Phủ. Diệp Thần suy tư một hồi, rất nhanh làm xong quyết định. Nếu như hiện tại đi Thánh Thiên Phủ mà nói, không có chút nào chuẩn bị, chết như thế nào cũng không biết. Diệp Thần dự định đi trước Thái Huyền Trận Môn, tiếp trưởng đạo thống, chuẩn bị sẵn sàng, lại xuất phát đi Thánh Thiên Phủ, chắc tới kịp. Được, đại ca, ta đều nghe ngươi, nhưng tỷ tỷ ta. Lý Thanh Sơn dĩ nhiên là nghe theo Diệp Thần mà nói, nhưng nhìn xem tỷ tỷ Lý Phi Tuyết quan tài băng, nhưng là có chút lo âu. Lý Phi Tuyết thương thế chỉ hoãn một ngày, hắn lo âu liền tăng thêm một phần, dĩ nhiên là muốn nhanh lên một chút chữa trị. Ngắn ngủi 10 ngày mà thôi, nàng sẽ không xảy ra chuyện, ta trước đem nàng đâu vào đấy ở ta suối vàng trong thế giới. Diệp Thần sử dụng hoàng tuyền đồ, lúc này đem Lý Phi Tuyết quan tài băng, đâu vào đấy đi vào. Lý Thanh Sơn muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nói, được rồi, đại ca, ta nghe ngươi. Diệp Thần cười một tí, cũng biết Lý Thanh Sơn và tỷ tỷ tách ra, trong lòng bỏ không được. Nhưng cái này phó quan tài băng, vẫn là quá chói mắt, nếu như một đường mang, có thể sẽ kinh thế hãi tục, trước hay là ẩn núp tương đối khá. Lập tức Diệp Thần hướng hư không bái một bái, tưởng nhớ Ngũ Đế Ma Thần, sau đó liền dẫn Lý Thanh Sơn, chạy tới Thái Huyền Trận Môn. Lần này cuối cùng không có bất trắc phát sinh nữa, Diệp Thần và Lý Thanh Sơn, thuận thuận lợi lợi đi tới Thái Huyền Trận Môn. Thái Huyền Trận Môn Sơn Môn, tọa lạc tại Thiên Nhân Vực phía Tây, vị trí đặc biệt bí mật, có từng tầng một thượng cổ trận pháp che giấu. Lộ ra trận pháp vách ngăn ánh sáng, có thể mơ hồ thấy bên trong sơn môn, dãy núi liên miên, thác nước treo ngược, bạch hạc bay vút lên, kỳ hoa thụy thảo khắp nơi, tốt lâm tu trúc, bưng là một khối linh khí đậm đà tu luyện bảo địa. Nơi này chính là Thái Huyền Trận Môn sao? Lý Thanh Sơn tò mò đánh giá chung quanh, cũng không gặp chút nào bóng người. Tu La Ma Thần, ngươi ở đâu? Diệp Thần trong lòng yên lặng kêu gọi. Diệp Thần trong lòng tiếng kêu vừa dứt hạ, Thái Huyền Trận Môn bên trong liền truyền ra một hồi chấn động vang lớn, tầng tầng trận pháp mở ra, trên bầu trời lại có một viên không rõ ràng hỗn độn tinh thần hạ xuống. Ngôi sao này, bề ngoài hiện đầy vô số trận pháp, thoáng vừa chuyển động, thì có vạn nặng trận pháp ánh sáng toát ra.
À, là độn giáp thiên tinh. Ai bản lãnh lớn như vậy, lại có thể đem khảm nạm ở trên trời trận trong tế đàn độn giáp thiên tinh tháo xuống. Luân hồi mộ địa bên trong, Thái Huyền Trận Hoàng thấy ngôi sao này, nhất thời phát ra một hồi khen ngợi thanh âm kinh ngạc, hiển nhiên vật này bất phàm. Độn giáp thiên tinh. Diệp Thần ánh mắt híp lại, cũng là tò mò đánh giá bầu trời trận pháp tinh thần. Độn giáp thiên tinh truyền thuyết, Diệp Thần tự nhiên biết, đó là hỗn độn cửu tinh một trong, có thể xếp hàng tên thứ 6, không biết là phương nào cường giả đúc, trên ngôi sao hiện đầy vô cùng độn giáp trận pháp, cơ quan mê cung vân. Vân. Những thứ này độn giáp trận pháp, cơ quan mê cung, một bộc phát ra, thì có thể làm cho kẻ địch rơi vào sương mù dày đặc bên trong đi, không thoát thân được, sống sờ sờ bị trận pháp mê cung buồn ngủ chết. Diệp Thần lại không nghĩ rằng, viên này độn giáp thiên tinh, nguyên lai là ở Thái Huyền Trận Môn bên trong, nghe Thái Huyền Trận Hoàng mà nói, ngôi sao này tựa hồ khảm nạm ở một cái trên tế đàn, liền ngày xưa Thái Huyền Trận Hoàng, đều không có thể tháo xuống. Luân hồi chi chủ, mời lên tụ họp một chút. Bỗng nhiên lúc này, độn giáp thiên tinh tinh thần bề mặt trái đất, sơn xuyên con sông vặn vẹo, trong phảng phất lại có thể huyễn hóa thành một tấm giả nua mặt người, phát ra thanh âm tang thương. Được. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, cảm thấy Tu La Ma Thần hơi thở, tựa hồ cũng ở đây độn giáp thiên tinh phía trên. Thanh Sơn, ngươi ở chỗ này chờ ta. Thôi, vẫn là cùng ta cùng đi đi. Diệp Thần mơ hồ tới giữa, cảm thấy Lý Thanh Sơn là một khối có thể tạo tài, trong lòng có đào tạo ý. Sau này khiêu chiến cấp trên, hung hiểm trùng trùng, tự nhiên là có một hơi, điểm một ngọn đèn, dùng hết cơ hội lớn mạnh tự thân thế lực, thu nạp Lý Thanh Sơn mà nói, cũng có thể hơn một phần trợ lực. Đa tạ đại ca. Lý Thanh Sơn trong lòng vui mừng, biết Diệp Thần là đồng ý hắn. Lập tức Diệp Thần mang Lý Thanh Sơn, ngự gió lên, đi tới độn giáp thiên tinh trên. Từ trên ngôi sao nhìn tiếp, có thể thấy Thái Huyền Trận Môn toàn cảnh, cả tòa Thái Huyền Trận Môn phơi bày bát quái phong thủy bố trí, mà ở tâm trận nhất hạch tâm, Diệp Thần thấy được một đạo quen thuộc bóng người, chính là Diệp Lạc Nhi. Diệp Lạc Nhi bị toàn bộ Thái Huyền Trận Môn bảo vệ, chung quanh có rất nhiều trưởng lão và cường giả bảo vệ. Thái Huyền Trận Môn trên dưới, ước chừng có hơn 5.000 người, nội tình tương đương không tầm thường, nhưng so với Minh Long Thần Điện, vẫn có chênh lệch thật lớn. Cho nên, bây giờ đối mặt Minh Long Thần Điện ép sát, Thái Huyền Trận Môn lựa chọn khiêm tốn, không có bại lộ, ẩn núp dậy Diệp Lạc Nhi vị trí, tránh không cần thiết tranh đấu. Diệp Thần rất muốn lập tức bay xuống đi, và Diệp Lạc Nhi đoàn tụ, hít thở một hơi thật sâu, mới kềm chế nội tâm xung động, bình tĩnh. Luân hồi chi chủ, trưởng môn nhân ở chờ ngươi. Độn giáp thiên tinh địa mạch bên trong, tiếp tục truyền ra thanh âm tang thương. Tiền bối ngươi là... Diệp Thần hỏi, ta là độn giáp thiên tinh tinh linh, nhưng trước kia và Minh Long Thần Điện đấu pháp, bị tổn thương nặng, sống không được bao lâu, người vẫn là đi nhanh xem trưởng môn người đi. Thanh âm kia ha ha cười một tiếng, tựa hồ đã đem sống chết thấy ra, ngay lúc nói chuyện, đổi giao dịch Sơn Hà, biến hóa ra một con đường. Diệp Thần nghe được Minh Long Thần Điện chuyện, nhất thời trong lòng chấn động một cái, nhưng cũng không có hỏi quá nhiều, mà là mang Lý Thanh Sơn. Dọc theo đường xá đi xuống, dọc theo đường đi nơi gặp, đều là tất cả loại trận văn, độn giáp phủ chiếu, thượng cổ đồ đằng, khắp nơi hiện đầy khí tức thần bí. Không cần thiết đã lâu, Diệp Thần, Lý Thanh Sơn hai người, liền đi tới một tòa trên núi hoang. Núi hoang đỉnh, có một tôn đá xây thành ghế ngồi, một cái trong gió tàn năm ông già, đang ngồi ở đá chỗ ngồi, chính là Tu La Ma Thần. Tôn chủ, người tới. Tu La Ma Thần ánh mắt đục ngầu. Thấy Diệp Thần tới, ho khan một hồi, cả người hiện ra cực đoan yếu ớt và suy hủ hơi thở. Tu La, ngươi làm sao sẽ biến thành bộ dáng này? Diệp Thần lấy làm kinh hãi, so với lần trước lúc gặp mặt, Tu La Ma Thần hơn nữa già, hơn nữa lộ ra một cổ dị thường suy hủ hơi thở, đã sắp tới chết già bước. Lần trước Tu La Ma Thần, mặc dù già nua, nhưng chí ít còn có cao thủ tông sư gió lớn phạm, nhưng hiện tại, hình dáng nhìn như và thế tục hành tương tự mộc bình thường cụ già kém không nhiều. Ta thay Diệp cô nương che giấu thiên cơ, hao phí cực lớn tinh lực, hơn nữa, ta cưỡng ép tháo xuống độn giáp thiên tinh, thiếu chút nữa thì bị thiên phạt giết chết, dưới mắt còn có thể sống được, đã coi là vận khí. Tu La Ma Thần than thở một tiếng, già nua trong mắt hơi híp, không ngừng thở hào hển. Người cái này người làm thật là to gan, lại dám tháo xuống độn giáp thiên tinh, liền ta cũng không dám.
Luân hồi mộ địa bên trong, Thái Huyền Trận Hoàng nghe được Tu La Ma Thần nói, hừ một tiếng, tựa hồ rất là bất ngờ. Tiền bối, cái này độn giáp thiên tinh rốt cuộc là lai lịch gì? Diệp Thần một hồi tò mò, hỏi. Độn giáp thiên tinh, là khảm nạm ở trên trời trận trên tế đàn tinh thần, giống như Minh Châu vậy tồn tại, mà thiên trận tế đàn, là ta Thái Huyền Trận môn cấm địa, ở môn phái đạo thống còn không thiết lập thời điểm, cái tế đàn này cũng đã tồn tại. Năm đó, ta tìm được cái tế đàn này, lấy này làm căn cơ, sáng lập Thái Huyền Trận môn, nhưng cái tế đàn này nhân quả, liền ta cũng không có biện pháp hoàn toàn nhìn thấu, chỉ biết là bên trong có một cái thiên trận, có vô cùng mạnh mẽ lực lượng bảo vệ, nếu như mở ra, đủ để bảo vệ hết thảy, mà độn giáp thiên tinh, chính là tạo thành thiên trận một phần chia, hắn tùy tiện tháo xuống, rất có thể sẽ phá hoại toàn bộ thiên trận kết cấu, gặp cắn trả. Bữa trước trận tế đàn cắn trả, không phải người bình thường có thể tiếp nhận, người người làm lại còn không có chết, thật là một cái kỳ tích. Thái Huyền Trận Hoàng nhìn Tu La Ma Thần hành tương tự một hình dáng, một hồi kinh nghi. Hiện tại Tu La Ma Thần trạng thái, mặc dù đặc biệt yếu ớt, nhưng chí ít còn dư lại một hơi. Nghe vậy, Diệp Thần cũng là một hồi kinh ngạc, lúc đầu Thái Huyền Trận môn còn có một cấm địa tồn tại, hiện tại Tu La Ma Thần tháo xuống tế đàn nạm tinh thần, xúc phạm cấm chế, nhất thời được nghiêm trọng cắn trả. Tu La, ngươi và Minh Long Thần Điện tranh đấu qua. Diệp Thần ngưng trọng hỏi. Đúng vậy, tôn chủ, ta đem Diệp Lạc Nhi mang tới sau đó, Minh Long Thần Điện tựa hồ có cảm ứng, vận dụng thiên cơ thủ đoạn suy diễn, ta đơn thuần là che đậy thiên cơ, đã không che giấu được, không thể làm gì khác hơn là cưỡng ép tháo xuống tế đàn cấm địa độn giáp thiên tinh, dựa vào các loại đại trận che giấu, mới tính là tránh thoát Minh Long Thần Điện truy xét. Tu La Ma Thần nói chuyện tức giận không có sức, đặc biệt nhẹ, nhưng vậy coi là rõ ràng. Diệp Thần coi như là nghe hiểu, lúc đầu vì bảo vệ Diệp Lạc Nhi, Tu La Ma Thần mới mạo hiểm tháo xuống độn giáp thiên tinh. Tu La Ma Thần nói, thật may Diệp Lạc Nhi cô nương, thức tỉnh cửu thiên thần thuật, trên mình khí vận cực lớn, thay ta tiêu biết một phần chia thiên phạt cắn trả, nếu không ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ta cũng là bởi vì là một điểm này, mới dám mạo hiểm, nếu không, cho ta 10 cái lá gan ta cũng không dám, ha ha, dẫu sao viên này độn giáp thiên tinh. Nhưng mà liền ngày xưa Thái Huyền Trận Hoàng, cũng không dám hái xuống đồ. Thì ra là như vậy. Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, rốt cuộc rõ ràng, lúc đầu Tu La Ma Thần dám tháo xuống độn giáp thiên tinh, không phải bởi vì hắn có bao nhiêu cuồng ngông lợi hại, mà là bởi vì Diệp Lạc Nhi khí vận thâm hậu, có thể giúp hắn tiêu rõ ràng thiên phạt mà thôi. Nguyên lai là như vậy. Luân hồi mộ địa bên trong, Thái Huyền Trận Hoàng biết trong đó quan hệ, cũng là thư thái. Đồng thời vậy âm thầm rung động cửu thiên thần thuật lợi hại. Lĩnh ngộ cửu thiên thần thuật, đại khí vận thêm thân, cả ngày phạt đều có thể tiêu rõ ràng, đơn giản là vô địch. Diệp Thần hỏi, dưới mắt dựa vào Thái Huyền Trận môn bản thân trận pháp, còn có độn giáp thiên tinh che chở, có thể chống đỡ bao lâu? Tu La Ma Thần than thở một tiếng, nói chỉ có thể chống đỡ 1-2 tháng, 1-2 tháng sau đó, Minh Long Thần Điện tuyệt đối có thể động phá hết thảy, tra tìm đến Diệp Lạc Nhi tồn tại. Diệp Thần cả kinh nói, nhanh như vậy, so dự trù còn muốn ngắn. Ban đầu Tu La Ma Thần, mang đi Diệp Lạc Nhi thời điểm, còn dự trù nói có thể chống đỡ 3 tháng, nhưng hiện tại liền độn giáp thiên tinh cũng tháo xuống, chống đỡ thời gian vậy như cũ như vậy thiếu. Tu La Ma Thần cười khổ một tí, nói, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, Minh Long Thần Điện không biết đi nơi nào mượn được liền một viên đao kiếm thiên tinh, lợi dụng đao kiếm sát phạt, động phá thiên cơ. Thiếu chút nữa thì cha tới nơi này, nếu như không phải là ta kịp thời tháo xuống độn giáp thiên tinh đối kháng, hiện tại Diệp Lạc Nhi cô nương đã bại lộ. Đao kiếm thiên tinh, thiên tàm nương nương. Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, nghe được đao kiếm thiên tinh 4 chữ, lập tức biết là thiên tàm nương nương bút tích. Lúc đầu thiên tàm nương nương, lại có thể và Minh Long Thần Điện có hợp tác, còn đã từng ban cho mượn đao kiếm thiên tinh. Ở hỗn độn cửu tinh bên trong, bàn về uy lực. Đao kiếm thiên tinh có thể xếp hàng thứ 2, này cùng pháp bảo, đao kiếm sát phạt hơi thở ác liệt, vừa có thể công địch giết người, cũng có thể xuyên qua thiên cơ, điều tra được đủ loại tương lai sự việc, đặc biệt huyền diệu. Ngũ đế ma thần và Lý Thanh Sơn tung tích bại lộ, bị Liêm Trinh đại đế đuổi giết, lộ vẻ lại chính là đao kiếm thiên tinh thủ đoạn. Tôn chủ, người biết đao kiếm thiên tinh chủ nhân. Tu La ma thần một hồi kinh dị, thiên tàm nương nương thân phận, đặc biệt thần bí. Hắn vậy chưa từng nghe qua,
cũng không biết đao kiếm thiên tinh chủ nhân. Được rồi, không nói cái này, người dính nhân quả đã đủ, nghỉ ngơi cho khỏe đi. Diệp Thần không có giải thích quá nhiều, cầm Tu La Ma Thần già nua tay, chỉ cảm thấy hắn sức sống đang không ngừng trôi qua. Tu La Ma Thần thở dài thầm thượt, khóe miệng nhưng là gợi lên một nụ cười, nói, tôn chủ, ta yêu cầu không phải nghỉ ngơi, mà là yên nghỉ. Ta đã chịu quá nhiều khổ nạn và hành hạ, ngươi tới đúng dịp, sau này Thái Huyền Trận môn đạo thống, liền truyền cho ngươi, ta có thể an tâm chết. Tiếng nói rơi xuống, Tu La Ma Thần nhắm hai mắt lại, hô hấp lại là ngay tức thì dừng lại, sắc mặt mang tường hòa cùng giải thoát. Tu La! Diệp Thần có vẻ chấn động, mặc dù trong lòng đã có thay Tu La Ma Thần giải thoát chuẩn bị, nhưng từ đầu đến cuối không có mở miệng, hiện tại cảm thấy Tu La Ma Thần bàn tay, ở tay mình trong lòng đổi được lạnh như băng, Diệp Thần tất nhiên vô cùng chấn động. Lý Thanh Sơn tiến lên trước một bước, hắn cũng không biết Tu La Ma Thần sự việc, hiện tại đột nhiên thấy này cùng biến cố, môi vù vù động một tí, muốn nói gì, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, yên lặng bầu bạn ở Diệp Thần bên người. Hô! Tu La Ma Thần vừa chết, hắn thân thể liền tự động bốc cháy, một giọt luân hồi máu tươi, từ trong cơ thể hắn bay ra, xen lẫn hung mãnh phách liệt Tu La hơi thở, lần nữa chui hồi Diệp Thần trong cơ thể. Vù vù! Diệp Thần sau lưng, luân hồi chi bàn hiện lên, phía trên đã có bốn cái tinh vị, lóe ra vạn trượng thần quang, theo thứ tự là ngạ quỷ đạo, súc sanh đạo, nhân đạo, A-tu-la đạo, còn thiếu thiên nhân đạo và địa ngục đạo, không có kích hoạt. Đau đớn kịch liệt, từ Diệp Thần trong đầu phát ra. Cái này giọt luân hồi máu tươi bên trong, không chỉ là bao hàm A-tu-la đạo trí nhớ, còn có Tu La Ma Thần trọn đời võ đạo sở học, tất cả loại trận pháp bí ẩn vân. Vân. Hiện tại dung hợp giọt máu tươi này, bàn về trận pháp nói, Diệp Thần ở thiên nhân vực đều không coi là yếu. Luân hồi chi chủ, từ nay về sau, ngươi chính là chúng ta Thái Huyền Trận môn trưởng môn. Độn giáp thiên tinh tinh linh, phát ra thanh âm già nua. Tu La Ma Thần hiển nhiên sắp xếp xong xuôi hết thảy, Thái Huyền Trận môn trên dưới, đều biết Diệp Thần muốn tiếp trưởng đạo chính thống sự việc. Bất quá, Diệp Thần là luân hồi chi chủ thân phận, chỉ có độn giáp tinh linh biết. Những đệ tử khác không hề biết, chỉ lấy là Diệp Thần là Thái Huyền Trận Hoàng bí mật truyền nhân. Ban đầu Thái Huyền Trận Hoàng, ở Dương Chân vực Huyền Vân Quan lộ ra linh, vô cùng đại chấn động liền Thái Huyền Trận môn, gia trưởng lão suy diễn thiên cơ, biết Diệp Thần đích xác là Thái Huyền Trận Hoàng truyền nhân, cho nên vậy công nhận Diệp Thần địa vị. Luân hồi chi chủ, sau này ngươi ở Thái Huyền Trận môn danh hiệu, liền kêu U Huyền Chí Tôn, hiện tại hạ đi tiếp nhận môn nhân đệ tử triều bái đi. Độn giáp tinh linh chỉ điểm Diệp Thần, dưới mắt Tu La Ma Thần đã giải thoát, Diệp Thần chính là Thái Huyền Trận môn chủ nhân mới. Ừ, Diệp Thần gật đầu một cái, lúc này mang Lý Thanh Sơn, từ độn giáp thiên tinh trên bay ra ngoài. Lý Thanh Sơn đáp xuống, mà Diệp Thần, như cũng ngự gió trôi lơ lửng ở trên trời, ông một tiếng, độn giáp thiên tinh đầu hạ một món sáng chói ánh sao bao trùm ở Diệp Thần trên mình, hình thành một bộ thở mạnh trôi giạt độn giáp đạo bào. Phía trên thêu vô số kỳ môn ký hiệu, cổ xưa đồ đằng. Chúng đệ tử nghe lệnh, lập tức triều bái ta Thái Huyền Trận môn đảm nhiệm mới trưởng giáo, U Huyền Chí Tôn. Độn giáp tinh linh phát ra cuồn cuộn thanh âm, truyền khắp toàn bộ Thái Huyền Trận môn. Rất nhiều Thái Huyền Trận môn đệ tử, hiển nhiên sớm có chuẩn bị, một nghe được mệnh lệnh truyền xuống, rối rít hiện thân, bối phận cao trưởng lão, trực tiếp ngự gió bay đến trên trời, chắp tay hướng Diệp Thần triều bái. Bái kiến trưởng giáo Chí Tôn, mà một ít thấp bối phận đệ tử, thì trực tiếp quỳ xuống đất, trong miệng đồng hô, bái kiến trưởng giáo Chí Tôn. Trưởng giáo Chí Tôn văn thành võ đức, công xây thiên cổ, thừa kế Thái Huyền đạo thống, trấn hưng nhật nguyệt. Lý Thanh Sơn vậy quỳ xuống, kêu lên, bái kiến trưởng giáo đại ca. Đám người nghe được hắn kêu trưởng giáo đại ca, đều là chố mắt nghẹn họng, rất giật mình. Diệp Thần mỉm cười cười một tiếng, treo lơ lửng trên không trung. Đón nhận mọi người triều bái. Thằng nhóc, sau này Thái Huyền Trận môn, chính là ngươi cơ nghiệp, ngươi có thể đừng làm hỏng. Luân hồi mộ địa bên trong, Thái Huyền Trận Hoàng thật thà nhắc nhở. Cái này Thái Huyền Trận môn, nhưng mà hắn tự làm sáng lập đạo thống, hiện tại đối mặt Minh Long thần điện áp lực, hắn cũng không cầu Diệp Thần có thể chấn hưng, đừng lấy diệt môn là được. Yên tâm đi, tiền bối, ta biết. Diệp Thần cười khổ một tí. Sờ một cái lỗ mũi. Bỏ mặc như thế nào, bắt đầu từ hôm nay,
hắn chính là Thái Huyền trận môn trưởng môn, ở thiên nhân vực bên trong, trừ Bắc Lăng Thiên Điện, chí ít lại thêm một cái đất đặt chân. Bắc Lăng Thiên Điện mặc dù quan tâm mình, nhưng làm chạm được đầy đủ lợi ích, cũng là có thể vứt bỏ mình, mà Thái Huyền trận môn sẽ không. Nơi này có 1 triệu thuần long đan, là dùng thuần túy hoang cổ thiên long máu thịt đúc thành, mọi người giữ tu vi phân phát, lần này chúng ta đối kháng Minh Long Thần Điện, nếu như có thể vượt qua kiếp này, sau này nhất định có chấn hưng cơ hội. Diệp Thần khẽ mỉm cười, mới vừa đảm nhiệm trưởng giáo, vậy không có gì hay lễ vật, trực tiếp từ hoàng tuyền đổ bên trong, điều ra 1 triệu thuần long đan, mưa to vậy tự nhiên đi xuống. Ban đầu luyện hóa hoang long thiên tinh, Diệp Thần ước chừng lấy được 30 triệu viên thuần long đan, có thể nói là một đêm chợt giàu, hiện tại cầm ra 1 triệu, dĩ nhiên là một cái chuyện nhỏ. Hơn triệu thuần long đan, tự nhiên đi xuống, đan khí cuồn cuộn gầm thét, lại có thể phát ra long ngâm, trong hư không có từng cái long ảnh, đặc biệt nguy nga. Cái gì, lại là hoang cổ thiên long máu thịt luyện chế đan dược? À, thật là tinh khiết hơi thở, ta thậm chí cảm nhận được liền hỗn độn ngôi sao chập chờn. Trưởng giáo chí tôn, ngươi sẽ không phải là đem hoang long thiên tinh luyện hóa chứ? Chúng đệ tử, tất cả trưởng lão thấy đầy trời tung rơi xuống đan dược, nhất thời khiếp sợ không thôi. Mỗi một viên thuần long đan hơi thở, cũng không có so tinh thuần, hít thở một cái, cũng giác tâm thần sảng khoái, nếu như dùng lâu dài đi xuống, đối với tu luyện nhất định là rất có ích lợi. Cũng có chút ánh mắt sắc bén trưởng lão và tinh nhuệ đệ tử, nhìn thấu thuần long đan bất phàm, trong phảng phất còn đoán được hoang long thiên tinh hơi thở. Hoang long thiên tinh, đây chính là hỗn độn cửu tinh bên trong hạng thứ tư tồn tại, coi như trong truyền thuyết vận mệnh đứng đầu, tâm ma đứng đầu liên thủ, cũng chưa chắc có thể luyện hóa. Nhưng hiện tại, Diệp Thần nhưng là luyện hóa ngôi sao này, đúc thành vô số đan dược, cái này thủ đoạn luyện đan, có thể gặp có đáng sợ dường nào. Đám người rung động không dứt, coi như là thấy được Diệp Thần lực lượng, còn có tiền muôn bạc biển. 1 triệu viên thuần long đan, nếu như bắt được hiệu buôn bên trong đi, không biết có thể đổi nhiều ít thiên tài địa bảo. Mà Diệp Thần trực giác, cũng là vô cùng bén nhạy, lập tức thăm dò chúng đệ tử tu vi, dựa theo tu vi mạnh yếu, đem 1 triệu đan dược chia không cùng số lượng, phân phát xuống, tất cả mọi người đều lấy được mình nên được một phần chia, đều là lớn vui mừng. Bất quá, Diệp Thần cũng có tư lợi. Lý Thanh Sơn lấy được thuần long đan, số lượng nhiều nhất. Đại ca vẫn là chiếu cố ta. Lý Thanh Sơn trong lòng có vẻ cảm kích, hắn nhận được đan dược, ít nhất có 30 đến 40 nghìn, dùng làm tu luyện là dư sức có thừa. Diệp Thần nhìn trước mắt náo nhiệt cảnh tượng, trong lòng cũng rất là cao hứng. Trưởng giáo chí tôn, ta đã chuẩn bị xong chúc mừng dạ tiệc, tối nay chúng ta môn phái trên dưới, thật tốt ăn mừng một phen. Độn giáp tinh linh vậy lộ ra nụ cười vui vẻ, từ quyết định đối kháng Minh Long Thần Điện tới nay, Thái Huyền trận môn từ đầu đến cuối bao phủ một tầng khói mù, nhưng hiện tại Diệp Thần tiếp trưởng đạo thống, nhưng mang tới một chút hy vọng và quang minh. Nhìn Diệp Thần bóng người, độn giáp tinh linh tin tưởng, Diệp Thần tuyệt đối có thể dẫn Thái Huyền trận môn, nghiền Minh Long Thần Điện âm mưu. Nếu như có thể đánh bại Minh Long Thần Điện, cướp lấy Minh Long thần tộc dưới quyền cơ nghiệp đạo thống, vậy Thái Huyền trận môn, có thể ngay tức thì thực hiện chấn hưng, bước lên siêu nhất lưu thế lực lớn. Được. Diệp Thần đáp ứng, những ngày qua mây đen quá mức nặng nề, cũng là thời điểm chúc mừng buông lỏng một chút. Lập tức Diệp Thần bay rơi xuống mặt đất, ở mấy trưởng lão dưới sự hướng dẫn, đi đến Thái Huyền trận môn trưởng giáo chỗ ở, còn như Thái Huyền trận môn quy củ luật lệ, Diệp Thần không cần lại tận lực đi học, bởi vì tu la ma thần máu tươi bên trong, có bộ phận này trí nhớ. Đơn giản bố trí một tí trưởng giáo chỗ ở, Diệp Thần lập tức đi Thái Huyền trận môn chính giữa nhất tâm trận vùng. Diệp Lạc Nhi là ở chỗ đó. Diệp Thần trong lòng nhất nhớ nhung, chính là Diệp Lạc Nhi. Đi tới tâm trận chi địa, nguyên lai nơi này là một khu rừng trúc, dựa theo kỳ môn độn giáp quỹ tích bố trí, tầng tầng thiên cơ che đậy. Diệp Thần mệnh trông chừng rừng trúc trưởng lão, toàn bộ lui ra, một thân một mình bước vào rừng trúc, rốt cuộc ở trong rừng trúc tim, gặp được một đạo yêu nhã dịu dàng bóng người. Diệp Lạc Nhi cả người áo xanh, và rừng trúc tương phản thành thú. Đang ngồi một mình ở một phiến u hoàng dưới, yên lặng đánh đàn giải buồn, tiếng đàn như khóc như kể, nhưng là mang một chút đau khổ. Diệp Thần biết nàng buồn khổ, nhẹ nhàng đi tới, không nói gì. Băng! Diệp Lạc Nhi thấy Diệp Thần bóng người, ánh mắt ngẩn ngơ, ngón tay cứng đờ, lập tức đem dây đàn đứt đoạn,
mặt đầy kinh ngạc, kích động, ngạc nhiên, thần sắc không dám tin. Diệp đại ca, ngươi rốt cuộc đã tới. Diệp Lạc Nhi bỗng nhiên lên, bước chậm chạy mau đến Diệp Thần trước người, sau đó lao vào hắn trong ngực, vành mắt một hồi đỏ bừng, trong lòng có đếm không hết ủy khuất muốn kể lể, nhưng lời đến khóe miệng, nhưng lại cái gì đều không nói được. Trong rừng trúc thiên cơ che đậy, liền ngoại giới hơi thở vẫy ngăn cách, mới vừa Diệp Thần thừa kế đạo thống, trở thành trưởng môn, Thái Huyền trận môn trên dưới một phiến vui mừng, Diệp Lạc Nhi cũng không nhìn thấy. Nàng ở chỗ này, là vĩnh hằng yên tĩnh, vĩnh hằng cô độc, chỉ có cây trúc và tiếng đàn làm bạn, tựa hồ vĩnh viễn không thấy được giải thoát thời điểm. Nhưng hiện tại, Diệp Thần xuất hiện, Diệp Lạc Nhi ngay tức thì thích trong lòng, ủy khuất gì cũng không ngại, chỉ muốn và Diệp Thần chung một chỗ. Diệp Thần cười một tiếng, nhẹ vỗ nhẹ Diệp Lạc Nhi sau lưng, nói, Lạc Nhi, ngươi ở chỗ này thói quen sao? Diệp Lạc Nhi nói, khá tốt, chỉ là có chút bực mình, Minh Long thần điện bên kia thế nào, Vũ Văn Cơ bọn họ còn đang đuổi bắt ta sao? Diệp Thần ngưng trọng gật đầu, nói, ừ, bên ngoài bây giờ thế cục, còn vô cùng nguy hiểm, ngươi phải tiếp tục ở lại Thái Huyền trận môn bên trong, ta hướng ngươi bảo đảm, ta sẽ mau sớm để cho ngươi khôi phục tự do. Diệp Lạc Nhi khẽ mỉm cười, nói, Diệp đại ca, không có chuyện gì, chỉ cần ngươi ở bên người, ta cái gì cũng không để ý. Dừng một chút, lại nói, đúng rồi, ngươi hiện tại đã tiếp trưởng Thái Huyền trận môn đạo thống liền sao? Diệp Thần nói, ừ, ta sau này sẽ là Thái Huyền trận môn trưởng giáo, tối nay bọn họ chuẩn bị thay ta chúc mừng. Diệp Lạc Nhi ánh mắt sáng lên, nói chúc mừng sao? Ta cũng đi. Nói vừa nói ra miệng. Lập tức biết không ổn, vội vàng im miệng. Hiện tại Minh Long thần điện bên kia, không biết có nhiều ít cặp mắt đang ngó chừng nàng, chỉ cần nàng vừa xuất hiện, lập tức kích động thiên cơ, lập tức sẽ bị bại lộ, bị Minh Long thần điện phát hiện. Lạc Nhi, xin lỗi. Diệp Thần gương mặt mang vẻ áy náy, hiện tại Diệp Lạc Nhi phải ở lại trong rừng trúc, nơi này là tâm trận, Thái Huyền trận môn mấu chốt nhất chỗ, nàng muốn né tránh Minh Long thần điện theo dõi, tuyệt đối không thể đi ra ngoài. Không có sao, Diệp đại ca, các ngươi chơi vui vẻ điểm. Diệp Lạc Nhi lộ ra một cái khổ sở nụ cười, cũng biết tình cảnh trước mắt rất nguy hiểm, không thể tùy tiện bại lộ. Diệp Thần than thở một tiếng, cuối cùng lưu luyến không thôi rời đi. Đến buổi tối, Thái Huyền trận môn cử hành chúc mừng đại điển, chúc mừng Diệp Thần chấp trưởng Thái Huyền đạo thống. Diệp Thần trong lòng cũng rất là cao hứng, bây giờ là có một khối địa bàn, không cần một mình đối kháng Minh Long thần điện. Còn như Bắc Lăng Thiên Điện, Diệp Thần mặc dù có hảo cảm, nhưng cũng không muốn đem kéo nhập mình ân oán cá nhân bên trong. Môn phái đạo thống, không chỉ là quan hệ đến tự thân thế lực, còn quan hệ đến khí vận căn cơ, chấp trưởng một cái môn phái, bị dù sao cũng người ngưỡng mộ, thống ngự một khối, vậy khẳng định là đại khí vận thêm thân, vô cùng quang vòng quanh quẩn, có vô số chỗ tốt. Thằng nhóc, người chỉ còn lại thời gian ngắn như vậy, có thể đủ để đối kháng Minh Long Thần Điện. Luân hồi mộ địa bên trong, Thái Huyền trận hoàng phát ra âm thanh. Dưới mắt Diệp Thần là tạm thời an ổn, nhưng Minh Long thần điện đuổi tận cùng không buông, tối đa 2 tháng, liền sẽ phát hiện nơi này. Đến lúc đó, Diệp Thần sắp đối mặt tai họa ngập đầu, lấy Thái Huyền trận môn thế lực, sợ rằng khó mà chống lại. Có gọi hay không được qua, vậy phải chân chính đánh mới biết. Diệp Thần trong lòng xông lên một hồi nhiệt huyết, mặc dù biết rõ khó khăn. Nhưng hắn không hề sẽ lùi bước. Hắn đã lập kế đến lúc đó đại chiến bắt đầu, kêu Huyết Long, Già Thiên Ma Đế, Tiêu Thủy Hàn, Hạ Nhược Tuyết các người, còn có Nguyên Thiên Viện thế lực, toàn bộ tới đây trợ chiến, hắn cũng không tin, nhiều người như vậy liên hiệp, còn đối với kháng không được một cái Minh Long thần tộc. Thái Huyền trận hoàng ha ha cười một tiếng, vậy nhìn thấu Diệp Thần tâm tư, nói, người muốn triệu tập đồng minh của ngươi tới đây, quyết tử chiến một trận. Minh Long thần điện nội tình thâm hậu như vậy, lấy các ngươi bây giờ thực lực, coi như thắng, vậy nhất định là thắng thảm, không biết phải bỏ ra nhiều ít hy sinh. Diệp Thần nhướng mày một cái, Thái Huyền trận hoàng nói không sai, chỉ có ngắn ngủi 2 tháng thời gian, nếu như trực tiếp khai chiến nói, coi như thắng, hy sinh đều là thảm trọng, như vậy sau này lại đối mặt Huyền Cơ Nguyệt, Đế Thích Thiên, Lãnh Gia, Đông Hoàng Thiên Điện vậy thì phiền toái, chớ nói chi là và Hồng Thiên Kinh trung cực quyết chiến. Có lẽ, chính là dự cảm đến đời này luân hồi chi chủ, nhất định là hung hiểm trùng trùng, cửu tử nhất sanh, cho nên, Thánh Thiên Phủ bên kia,
Xích Huyên Thánh Vương mới sẽ khoe khoang khoác lác, nói nếu như luân hồi chi chủ, có khiêu chiến cấp trên cơ hội, hắn nguyện ý hy sinh. Dưới mắt Diệp Thần muốn cùng Hồng Thiên Kinh quyết chiến, thật sự là muôn vàn khó khăn, trước mắt đối mặt Minh Long thần tộc, đều cảm thấy ngập trời áp lực. Thái Huyền Trận Hoàng từ từ nói, ta đề nghị ngươi đi Thiên Trận Tế Đàn xem. Thiên Trận Tế Đàn. Diệp Thần trong lòng động một cái này Thiên Trận Tế Đàn, trước mặt hắn cũng nghe Thái Huyền Trận Hoàng đề cập tới, chính là Thái Huyền Trận môn cấm địa, cũng là môn phái đạo thống thiết lập lúc ban đầu nền tảng, hàm chứa sâu không lường được bí ẩn. Vậy độn giáp thiên tinh, chính là từ thiên trận trên tế đàn hái xuống tinh thần. Thái Huyền Trận Hoàng nói, ừ, cái này thiên trận tế đàn, bên trong có một cái bảo vệ trận pháp, nếu như có thể mở ra, có lẽ có thể lại bảo vệ Thái Huyền Trận môn một năm thời gian, cái này một năm, ngươi có đầy đủ thời gian trưởng thành. Bất quá, như thế nào mở trong tế đàn thiên trận, ta cũng không rõ ràng, ngươi tốt nhất tự mình đi xem, huyết mạch ngươi bao trùm chư thiên, uy năng vô cùng. Có lẽ có thể kích thích tế đàn ẩn núp bí mật. Phải không? Diệp Thần ánh mắt hoảng hốt một tí, thử nghiệm suy diễn một tí, nhưng rất khó nhìn rõ họa phúc. Được, vậy ta ngày mai đi qua xem. Trầm tư một hồi, Diệp Thần vẫn là quyết định đi xem, dẫu sao chỉ còn lại 2 tháng thời gian, tùy tiện khai chiến, vẫn là quá mức thương bất ngờ, nếu như có thể tranh cãi nữa lấy hơn 1 năm thời gian, tự nhiên không thể tốt hơn nữa. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thần mang theo độn giáp thiên tinh, đi thiên trận tế đàn, quá mức còn mang theo Lý Thanh Sơn. Ngày này trận tế đàn vô cùng là hung hiểm, người lại thế nào mang theo hắn? Cũng không sợ xảy ra chuyện sao? Thái Huyền Trận Hoàng thấy Lý Thanh Sơn, nhướng mày một cái. Cho hắn một chút lịch luyện cũng tốt, ta cố ý muốn tải bồi hắn. Diệp Thần thuận miệng đáp lại, đi tới thiên trận tế đàn trước mặt. Cái tế đàn này, ở Thái Huyền Trận môn phía Bắc. Ở độn giáp tứ tượng bên trong, Đông Thương Long, Tây Bạch Hổ, Nam Chu Tước, Bắc Huyền Vũ. Phía Bắc phối hợp Huyền Vũ tinh không, Huyền Vũ đại biểu chứng trạc trầm hậu khí vận đại thế, năm đó Thái Huyền Trận Hoàng, lấy tế đàn là Bắc, thành lập Thái Huyền Trận Môn, là lấy Huyền Vũ bảo vệ, đại thế vừa dày vừa nặng ý. Trưởng giáo Chí Tôn, nơi này chính là bổn môn cấm địa, thiên trận tế đàn. Độn giáp thiên tinh tinh linh, chậm rãi mở miệng. Hiện tại đúng viên độn giáp thiên tinh, cũng cô đọng hóa thành một viên nho nhỏ hạt châu, như phổ thông pháp bảo vậy, còn quấn Diệp Thần thân thể, không ngừng xoay tròn. Nhìn kỹ lại, viên này độn giáp thiên châu phía trên, có rất nhiều thật nhỏ vết rách, hiển nhiên gặp qua vết thương. Trước và Minh Long thần điện đấu pháp, độn giáp thiên tinh được đả kích khổng lồ, bị thương rất nặng, đã đến kế cận bị tiêu diệt bước. Diệp Thần y thuật đan pháp, có thể trị liệu thân thể con người. Nhưng không trị liệu được tinh thần, muốn khôi phục độn giáp thiên tinh mà nói, cần quá mức đi thu thập tất cả loại thiên tài địa bảo, dưới mắt Diệp Thần không có cái này thời gian, cũng là khó giải quyết. Nhưng nếu như có thể mở ra thiên trận, lại tranh thủ được 1 năm nói, Diệp Thần liền có đầy đủ thời gian. Cho nên, tới hôm nay thiên trận tế đàn, độn giáp tinh linh vậy ký thác kỳ vọng rất lớn, hy vọng có thể chân chính mở. Ừ, Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, ánh mắt híp lại. Nhìn về trước mắt. Trước mắt là 2 phiến bất ngờ vách đá, 2 phiến vách đá, kẹp ra một cái lối đi hẹp, ở lối đi sau lưng, rõ ràng có thể gặp một tòa đen nhánh tế đàn, trôi lơ lửng ở trên trời, tản mát ra yêu dị hắc quang, ánh sáng xuyên qua không biết nhiều ít tầng thế giới. Tế đàn kia vùng lân cận không gian, đều là kịch liệt vặn vẹo, vách đá sau lưng là một phiến vũ trụ phế tích vậy cảnh tượng, khắp nơi vặn vẹo, khắp nơi hắc ám, khắp nơi đều là màu đen ánh sáng. Không có bất kỳ cỏ cây sinh linh tồn tại, chỉ có vô tận chôn vùi hơi thở. Cái này chôn vùi hơi thở, tốt cảm giác quen thuộc. Yên vắng vẻ thiên kiếm. Diệp Thần cảm thụ vậy vô tận chôn vùi hơi thở, nhất thời cả người chấn động một cái, lại có thể bắt được một chút quen thuộc nhân quả. Tế đàn kia hơi thở, lại có thể và yên vắng vẻ thiên kiếm đặc biệt tương tự, chẳng lẽ và yên vắng vẻ thiên kiếm có liên quan? Phải biết. Yên vắng vẻ thiên kiếm nhưng mà Hồng Thiên Kinh binh khí, chẳng lẽ cái tế đàn này, lại có thể và Hồng Thiên Kinh có liên quan? Diệp Thần nhất thời rợn cả tóc gáy, da đầu tê dại, thần niệm truyền về luân hồi mộ địa bên trong, hỏi Thái Huyền tiền bối, cái này thiên trận tế đàn, là Hồng Thiên Kinh lưu lại sao? Thái Huyền Trận Hoàng nói, ta cũng không biết, cái tế đàn này nhân quả, đặc biệt phức tạp, ta cũng không cách nào đoán, cái này yên vắng vẻ hơi thở, trước kia không có.
ta cũng là ngày hôm nay lần đầu tiên cảm nhận được, xem ra là độn giáp thiên tinh bị tháo xuống sau đó, tế đàn chỗ sâu hơi thở tuyên tiết đi ra. Thì ra là như vậy. Diệp Thần ánh mắt lóe lên, nhìn kỹ lại, liền thấy vậy trôi lơ lửng ở trên không tế đàn, phía trên có một cái lõm, trên cái lõm hẳn nạm một hạt châu, nhưng hiện ở cái lõm này, nhưng là trống trơn như vậy, khảm nạm ở phía trên đồ, rõ ràng bị tháo xuống, dĩ nhiên chính là độn giáp thiên tinh. Độn giáp thiên tinh, người biết cái tế đàn này lai lịch sao? Diệp Thần hỏi. Độn giáp tinh linh lắc đầu một cái, nói, hồi bẩm trưởng giáo chí tôn, ta sản sinh ra linh trí thời điểm, cái tế đàn này đã xây xong vạn năm có thừa, xây dựng mục đích, trước đó nhân quả, ta cũng một mực không biết, ta hẳn là khởi động tế đàn nhiên liệu một trong. Phải không? Diệp Thần nhướng mày một cái, xem ra muốn chân chính biết rõ tế đàn bí mật, vẫn là phải tự mình vào đi một chuyến. Thanh Sơn, chúng ta đi. Lập tức Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, mang Lý Thanh Sơn bước lên lối đi. Đại ca. Lý Thanh Sơn theo thật sát Diệp Thần phía sau, nhìn trước mặt tế đàn hoành cứ bầu trời, một phiến đen nhánh hình dáng, trong lòng nhưng là có chút lo lắng bất an. Rốt cuộc, hai người đi tới liền tế đàn phía dưới, có thể càng rõ ràng cảm nhận được tế đàn chập chờn, vậy nồng nặc chôn vùi hơi thở, mang theo sát khí nồng nặc, vừa nhìn thấy có sinh linh đến gần, liền đổi thành từng đạo kiếm ảnh, từ chân trời phá giết xuống. Kiếm này ảnh, nhưng lại yên vắng vẻ thiên kiếm ảnh. Quả nhiên và yên vắng vẻ thiên kiếm có liên quan. Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, bàn tay một chảo, tu la hơi thở lững lờ, hóa thành một cái tu la ma chảo, rắc rắc một tí, liền đem chém chết tới đây kiếm ảnh, toàn bộ nghiền. Tu la ma thần trước khi chết, đem A-tu-la đạo luân hồi quy luật, trả lại cho Diệp Thần, cho nên Diệp Thần hiện tại A-tu-la đạo pháp tu vi, đặc biệt tinh xảo, tiện tay tu la ma khí bùng nổ, liền có thể hóa thành ma chảo, nghiền công kích của địch nhân. Đi vào xem. Diệp Thần quyết định thật nhanh, lập tức mang Lý Thanh Sơn, trốn vào tế đàn nội bộ trong thế giới đi. Cái tế đàn này, nội bộ tự thành một khối thế giới. Diệp Thần đi tới bên trong tế đàn bộ, liền thấy vô biên vô tận khoáng đạt cảnh tượng, xuất hiện ở trước mặt mình. Ở mảnh thế giới này bên trong, khắp nơi đều là phế tích, vô số tinh không sụp đổ, đếm không hết tinh thần vẫn thạch rơi xuống, hiển nhiên đã từng bùng nổ qua đại chiến, hơn nữa quy mô đặc biệt to lớn. Tế đàn bí mật, hiển nhiên vậy núp ở chỗ sâu nhất. Thằng nhóc, xem tài năng của ngươi, ta trước kia đều không có thể tháo ra tế đàn này bí mật, mảnh thế giới này, có ý chí mãnh liệt, tựa hồ đến từ thái thượng, không phải người bình thường có thể chống cự, liền xem ngươi có hay không cái này tư cách. Thái Huyền Trận Hoàng nhìn cái này phiến mênh mông thế giới, cũng là xúc động. Diệp Thần thầm kinh hãi, không biết là ai thủ bút lớn như vậy, lại có thể ở trong tế đàn mở ra một khối thế giới. Liền Thái Huyền Trận Hoàng đều không cách nào thấy rõ ràng. Diệp Thần ngưng trọng gật đầu, lúc này mang Lý Thanh Sơn, bay đi chỗ sâu, đồng thời thúc giục độn giáp thiên tinh, thả ra thiên bách hộ thân trận pháp, tầng tầng bảo vệ, để ứng đối bất trắc. Hiện tại độn giáp thiên tinh bị thương nặng, cốt lõi nhất một ít đại trận, không cách nào sử dụng, nhưng sử dụng thông thường trận pháp, vẫn là không có vấn đề, có thể hơn một tầng bảo vệ. Theo Diệp Thần không ngừng bay đi tế đàn hạch tâm, vũ trụ chỗ sâu nhưng truyền ra kinh người chấn động, tựa hồ Diệp Thần huyết mạch kinh động cái gì. Oanh! Liền gặp một cái tinh thần đồ sộ trùy, từ chỗ sâu bạo giết ra, một đường càn quét, không biết phá hủy nhiều ít tinh thần vẫn thạch, điên cuồng hướng Diệp Thần đánh giết tới. Thiên rèn đạo pháp, võ uy kiếm nô. Diệp Thần thấy cái này cầm tinh thần đồ sộ trùy, nhất thời con ngươi co rúm một cái, lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Cái này cầm tinh thần đồ sộ trùy, đạo pháp hơi thở hắn quá quen thuộc, lại là thiên rèn đạo pháp, là võ uy kiếm nô thần thông. Ban đầu ở Hằng Cổ Vực, Diệp Thần và võ uy kiếm nô bùng nổ qua đại chiến, cuối cùng hy sinh cự môn đại đế, mới khó khăn lắm đem võ uy kiếm nô lần nữa phong ấn. Cái này võ uy kiếm nô, nhưng mà Hồng Thiên Kinh người làm, đã từng tham dự qua võ uy thiên kiếm đúc, cũng coi là nửa cấp trên. Giờ khắc này ở Thái Huyền Trận Môn trong tế đàn, lại có thể thấy võ uy kiếm nô thiên rèn đạo pháp, Diệp Thần tất nhiên vô cùng khiếp sợ. Bình bịch bịch, vậy cầm tinh thần đồ sộ trùy, còn không chân chính đập tới, kinh khủng đánh giết hơi thở, liền đánh bể Diệp Thần quanh thân từng tầng một hộ thân trận pháp, khí thế đặc biệt mãnh liệt bá đạo. Thật là đáng sợ đạo pháp.
Lý Thanh Sơn thấy ngôi sao kia đồ sộ trùy, cũng là chấn động phố, chỉ cảm thấy tự thân như con kiến hôi, phải bị một cái búa đập dẹt. Ngũ phương ngũ đế đại tiên kiếm. Diệp thần lâm nguy không loạn, ngũ hành luân hồi linh khí lăn, diễn hóa ra một chuôi kinh thiên đại tiên kiếm, kim hoàng bạch đế, mộc hoàng thanh đế, thủy hoàng hắc đế, lửa hoàng xích đế, đất hoàng hoàng đế ngũ hành khí voi, cuồn cuộn nổ lên ngập trời phong lôi. Oanh! Ngũ hành đại tiên kiếm chém đánh ra, hung hăng và vậy cầm tinh thần đồ sộ trùy, đụng vào nhau. Kiếm trùy giao kích, không biết nổ lên kinh khủng dường nào đợt khí, không gian một phiến phiến sụp đổ, mọi chỗ tinh không phế thích, bị phá hủy thành phấn vụn vậy tồn tại, lâm vào là vô số nhỏ xíu vẫn thạch bụi bầm. Cái này một tí giao phong, nhưng là Diệp thần ổn chiếm thượng phong, hắn lần nữa lấy được ngũ đế ma thần ngũ hành nhân đạo quy luật, tu vi tinh tiến rất nhiều, mặc dù vẫn là càn khôn cảnh 6 tầng thiên, nhưng thực lực so với trước kia tăng lên không thiếu, đủ để nhất kích nghiền trước mắt rèn thiên đại trùy. Vù vù, ở nơi này cầm tinh thần đồ sộ trùy phía sau, là một cái hư phủ bóng người. Bóng người này, vậy được Diệp thần ngũ hành lớn tiên kiếm ảnh hưởng đến, hư ảnh thân thể vặn vẹo, trong phút chốc tan vỡ tiêu tán. Là võ uy kiếm nô còn sót lại ý chí. Diệp thần lấy làm kinh hãi, mới vừa vậy biến mất bóng người, chính là võ uy kiếm nô, bất quá không phải chân thân, mà là còn sót lại ý chí. Võ uy kiếm nô chân thân, còn bị phong ấn ở hằng cổ vực bên trong, Diệp thần mới vừa thấy, chỉ là hắn lưu lại một món thượng cổ ý chí, diễn hóa thành một đạo hư ảnh. Nếu như là chân chánh võ uy kiếm nô, Diệp thần chưa chắc có thể tương đương, nhưng chỉ là một đạo ý chí phân thân nói. Tự nhiên có thể ung dung đối phó, hiện tại trực tiếp đem nó đánh tan. Nơi này rốt cuộc phát sinh qua cái gì? Diệp thần nhướng mày một cái, lập tức mở cực ma chi đồng, bấm ngón tay suy diễn. Ở thế giới bên ngoài, Diệp thần cực ma chi đồng, được to lớn hạn chế, nhưng nơi này là một phiến độc lập thế giới, Diệp thần cũng không bị ảnh hưởng. Ở cực ma chi đồng rình rập hạ, Diệp thần nhất thời dòm ngó thấy vô cùng nhân quả, thậm chí kích phát thiên cơ. Thế giới bên trong, ùng ùng một hồi vang, có lôi kiếp hạ xuống. Bất quá cái này lôi kiếp, tựa hồ cảm nhận được Diệp thần huyết mạch lợi hại, mới vừa hạ xuống, liền lập tức tiêu tán. Theo lôi kiếp tiêu tán, một bức bức thiên cơ hình ảnh, ở đen nhánh vũ trụ bên trong nổi lên. Cái này từng bức họa, đặc biệt kinh người. Hình ảnh bên trong, có hai đạo kinh thiên bóng người, đang bùng nổ đại chiến. Cái này hai đạo thân ảnh, một đạo là Hồng Thiên Kinh. Một món khác, nhưng là Hằng Cổ Thánh Đế. Là Hồng Thiên Kinh và Hằng Cổ Thánh Đế. Bọn họ trước kia bùng nổ qua đại chiến. Diệp thần thấy hai người này bóng người, nhất thời thất kinh. Hằng Cổ Thánh Đế, đây chính là đã thành công phi thăng nhân vật lớn. Thiên cơ thấy rõ dưới, Diệp thần nhất thời rõ ràng, lúc đầu ngày xưa Hằng Cổ Thánh Đế muốn phi thăng, nhưng Vạn Khư Thần Điện không đồng ý, phái người xuống chặn đánh. Thái Thượng Thiên Nữ và Hồng Thiên Kinh cũng lưng đeo chặn đánh Hằng Cổ Thánh Đế nhiệm vụ. Thái Thượng Thiên Nữ chuyện qua loa lấy lệ, chẳng muốn chơi ỷ mạnh hiếp yếu câu làm, nhưng Hồng Thiên Kinh nhưng là chân chân chánh chánh, muốn thi hành Vạn Khư nhiệm vụ, giết chết Hằng Cổ Thánh Đế. Hiện tại trong hình, Hồng Thiên Kinh và Hằng Cổ Thánh Đế bùng nổ đại chiến, rõ ràng cho thấy muốn giết chết đối phương. Bởi vì quy tắc hạn chế, Hồng Thiên Kinh không phát huy ra toàn bộ thực lực, nhưng như cũng chiếm cứ thượng phong. Đè được Hằng Cổ Thánh Đế lần lượt tháo chạy. Hồng Thiên Kinh trong tay, cầm yên vắng vẻ thiên kiếm, sát phạt hơi thở cực kỳ ác liệt, hơn nữa, còn có một cái người làm, võ uy kiếm nô, ở bên cạnh lược trận trợ chiến. Hằng Cổ Thánh Đế lấy một chọi hai, liền càng không phải là địch thủ. Thật là vô sỉ, đường đường cấp trên, lại muốn lấy nhiều ăn hiếp ít. Diệp thần thấy một màn này, chân mày nhất thời nhíu một cái. Xem ra không phải là một cái cấp trên, đều giống như Thái Thượng Thiên Nữ như vậy đường đường tránh tránh, rất có thể phần lớn cấp trên, đều là tàn nhẫn vô tình hạng người, vì đạt tới mục đích, không chừa thủ đoạn nào. Thí dụ như Hồng Thiên Kinh, vì giết chết Hằng Cổ Thánh Đế, liền không chừa thủ đoạn nào, lấy nhiều ăn hiếp ít. Cái tế đàn này, lúc đầu chính là Hồng Thiên Kinh tự tay chế tạo, là cầm đi đối phó Hằng Cổ Thánh Đế chiến trường. Diệp thần thấy rõ biết. Lúc đầu Thái Huyền trận môn cấm địa tế đàn, chính là Hồng Thiên Kinh tự tay chế tạo, mục đích là vì tiêu diệt Hằng Cổ Thánh Đế. Cái tế đàn này, tương đương với Hồng Thiên Kinh tự tại thiên thế giới. Ở chỗ này, Hồng Thiên Kinh thực lực, có thể có được tăng lên. Mà Hằng Cổ Thánh Đế thực lực,
thì bị áp chế. Này tiêu người dài dưới, Hồng Thiên Kinh tự nhiên chiếm cứ càng có lợi địa vị. Oanh! Chiến đấu hình ảnh bên trong, Hằng Cổ Thánh Đế ngang nhiên ra tay, một cái cổ xưa thiên kiếm bạo giết ra, tầng tầng kinh khủng tai nạn hơi thở, điên cuồng nổ đi ra, đánh vào Hồng Thiên Kinh trên mình. Tai nan thiên kiếm, tốt kiếm khí bén nhọn, đáng tiếc nơi này là địa bàn ta, không tới phiên ngươi ngang ngược. Hồng Thiên Kinh thấy Hằng Cổ Thánh Đế kiếm khí, nhất thời một hồi khen ngợi cùng ngưng trọng, vậy không dám thở ơ, vung tay lên, dưới chân liền nổ lên một cái bảy mang tinh vậy trận pháp. Trận pháp này, bao phủ dù sao cũng bên trong, tràn đầy hùng hồn bảo vệ khí, thậm chí so với trong truyền thuyết thiên thủ đạo pháp, còn lợi hại hơn rất nhiều, chân chính vạn pháp không phá, vững chắc vô cùng. Hằng Cổ Thánh Đế tai nạn kiếm khí, hung hăng bạo đánh tiếp, chém ở nơi này bảy mang tinh bảo vệ trên trận pháp. Nhất thời, bảo vệ trận pháp khắp nơi sụp đổ, bị nghiêm trọng đánh vào. Nhưng là, trận pháp này, phòng ngự quy luật vẫn là quá mức nghiêm mật, cuối cùng vẫn là chịu đựng được Hằng Cổ Thánh Đế kinh thiên một kiếm, mặc dù bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng cũng không có tan biến. Hồng Thiên Kinh đạt được bảy mang tinh trận pháp bảo vệ, khí định thần nhàn, cũng không có bị thương. Đáng chết! Hằng Cổ Thánh Đế thấy một màn này, nhất thời vô cùng thương tiếc cùng nặng nề. Diệp Thần nhìn chiến đấu hình ảnh, càng ngày càng kinh hãi. Hằng Cổ Thánh Đế bên trong kiếm, chính là tám đại thiên kiếm một trong, kêu tai nan thiên kiếm. Tám đại thiên kiếm, theo thứ tự là Thần La Thiên Kiếm, Long Uyên Thiên Kiếm, Hoang Ma Thiên Kiếm, Băng Hoàng Thiên Kiếm, Võ Uy Thiên Kiếm, Yên Vắng Vẻ Thiên Kiếm, Tai Nan Thiên Kiếm, Luân Hồi Thiên Kiếm. Cái này tám đại thiên kiếm, Diệp Thần coi như là toàn bộ đều kiến thức qua. Ở tám đại thiên kiếm bên trong, tai nan thiên kiếm đại biểu chí cao vô thượng tai nạn, một kiếm vung ra, có thể bùng nổ tất cả loại thiên tai tuyệt họa, phong tai, lôi tai, nạn lụt, hắc nhật cướp tai vân. Vân. Ngày xưa, Hằng Cổ Thánh Đế sắp phi thăng thái thượng thế giới, lại lấy được tai nan thiên kiếm đồng ý, thanh kiếm này thoát khỏi thái thượng thế giới, thành binh khí của hắn. Diệp Thần trước kia chỉ biết là, thái thượng thế giới có ba cây thiên kiếm rớt xuống, theo thứ tự là Thần La, Long Uyên, Hoang Ma, nhưng lại không nghĩ rằng, lúc đầu phía sau còn rớt một cái tai nan thiên kiếm xuống, rơi vào Hằng Cổ Thánh Đế trên tay. Hằng Cổ Thánh Đế, lại có thể lấy được tai nan thiên kiếm đồng ý, đích xác là thân cái đại khí vận, đại thần thông, có tư cách phi thăng thái thượng. Bất quá, Vạn Khư Thần Điện là một cái phong bế vòng, đặc biệt xếp bên ngoài. Vạn khư bên trong các cường giả, chẳng muốn tiếp nhận người ngoài. Nếu như người ngoài, muốn bước lên trở thành cấp trên, trừ phi trước hướng bọn họ cúi đầu, tự nguyện quỳ xuống làm chó, thần phục nghe lời, bọn họ mới chịu miễn cưỡng tiếp nhận. Nhưng Hằng Cổ Thánh Đế, hiển nhiên không chịu cúi đầu, cho nên Vạn Khư trực tiếp phái người chặn đánh, muốn gãy tuyệt Hằng Cổ Thánh Đế phi thăng đường. Hồng Thiên Kinh phụng mệnh chặn đánh Hằng Cổ Thánh Đế, sư tử vồ thỏ, đặc biệt là dùng toàn lực. Hồng Thiên Kinh cũng không dám khinh thường, huống chi hắn thực lực, còn muốn bị quy tắc hạn chế, phát huy không tới đỉnh cấp. Cho nên, vì cẩn thận để gặp, Hồng Thiên Kinh kiến tạo tòa tế đàn này, cũng đem Hằng Cổ Thánh Đế, kéo nhập trong tế đàn quyết chiến. Ở trong tế đàn, Hằng Cổ Thánh Đế tu vi, gặp áp chế, hơn nữa trong tế đàn mặt, còn có một cái vô địch bảo vệ trận pháp. Có trận pháp này bảo vệ, Hồng Thiên Kinh đủ để chống đỡ tai nan thiên kiếm sát phạt. Ha ha ha, ta có cái này thất tinh đồ long trận bảo vệ, Hằng Cổ Thánh Đế, ngươi không tổn thương được ta, ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi. Hồng Thiên Kinh ngửa mặt lên trời cười to, một bộ nắm chắc phần thắng hình dáng. Cái này thất tinh đồ long trận, nhưng thật ra là ngày xưa cấp trên, đúc Long Uyên Thiên Kiếm thời điểm, bố trí trận pháp, dùng để phòng ngừa Long Uyên kiếm khí tàn phá, áp chế kiếm khí sử dụng. Tám đại thiên kiếm, mỗi một cầm thiên kiếm đúc thành lúc đó. Đều có kinh thiên khí tượng bùng nổ, cho nên cần trấn áp, mới có thể hàng phục. Cái này thất tinh đồ long trận, chính là ngày xưa áp chế Long Uyên thiên kiếm trận pháp, phòng vệ hơi thở vô cùng cường đại, đủ để ngăn cản thiên kiếm sát phạt. Hằng Cổ Thánh Đế tai nan thiên kiếm, sát khí cũng bị ngăn trở, không tổn thương được Hồng Thiên Kinh. Hồng Thiên Kinh này cùng cấp trên, muốn giết chết hắn, hoặc là dùng cao nhất nguyên binh, hoặc là dùng cửu thiên thần thuật. Mà Hằng Cổ Thánh Đế, hiển nhiên không có cửu thiên thần thuật, tai nan thiên kiếm là hắn duy nhất dựa vào. Toàn lực một kiếm, bị Hồng Thiên Kinh ngăn cản, Hằng Cổ Thánh Đế nhất thời sắc mặt phát trắng, cảm thấy cực lớn nguy hiểm.
Nếu như liền tai nan thiên kiếm, cũng giết không chết Hồng Thiên Kinh, vậy hắn đừng thủ đoạn, lại càng không có hiệu quả, lại chiến đấu tiếp, chỉ có một con đường chết. Cổ đế đại nhân, người đi mau, ta để che ở hắn. Vừa lúc đó, hằng cổ thánh đế trong tay tai nan thiên kiếm, nhưng là hắc khí bùng nổ, bay ra khỏi một đạo thân ảnh yểu điệu. Đạo thân ảnh này, thướt tha, vóc người đặc biệt bốc lửa, gương mặt cũng là đẹp động lòng người, tuyệt đẹp không giống như là thế gian cô gái, thiên tiên vậy tồn tại, ăn mặc một bộ bó sát người màu đen kỳ bào, giơ tay nhấc chân đều là động lòng người phong tư. Tiểu man, hằng cổ thánh đế thân thể chấn động một cái. Cái này thướt tha động lòng người cô gái, nguyên lai là tai nan thiên kiếm kiếm linh, tên là tai nạn ma nữ, tiểu man là nàng biệt danh. Tỷ tỷ, Lý Thanh Sơn một mực quan sát chiến đấu hình ảnh, thấy người phụ nữ này hiện thân, nhất thời vô cùng chấn động, kinh hãi thất sắc. Bởi vì cái này tai nạn ma nữ, tướng mạo và hắn tỷ tỷ Lý Phi Tuyết, lại có thể lớn lên giống nhau như đúc. Cái gì, Thanh Sơn tỷ tỷ, lại là tai nạn ma nữ chuyển thế? Diệp Thần thấy một màn này, cũng là kinh hãi không thôi, cơ hồ không dám tin tưởng mình ánh mắt, ngay tức thì bắt được thiên cơ, cũng biết Lý Phi Tuyết thân phận chân thật, nguyên lai là tai nan thiên kiếm kiếm linh. Tỷ tỷ, người tại sao lại ở chỗ này? Mau trở lại. Lý Thanh Sơn hét to, dưới sự kích động, nhưng quên những thứ này chiến đấu hình ảnh, nhưng thật ra là thượng cổ hơi thở lưu lại biến thành, trong hình chiến đấu phát sinh, sớm sẽ không biết đi qua nhiều ít vạn năm, cũng không phải là hiện tại bùng nổ. Liền gặp chiến đấu hình ảnh bên trong, tai nạn ma nữ phi thân ra, mang cái này cầm tai nan thiên kiếm, bay đến Hồng Thiên Kinh đỉnh đầu, cuồn cuộn thiên tai bộc phát ra, vô số hắc ám bá đạo hơi thở, vờn quanh nàng quanh thân. Tai nạn ma nữ, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn tự mình hy sinh? Vì một cái người phàm, đáng giá không? Hồng Thiên Kinh có vẻ kinh hãi, dự cảm đến không ổn. Hừ, Hồng Thiên Kinh, ta ngày hôm nay cho dù chết, cũng phải kéo ngươi chôn theo. Tai nạn ma nữ cao cao tại thượng, phát ra uy nghiêm thanh âm, sau đó mãnh liệt một cái tự bạo, một tiếng nổ, vô cùng thiên tai liền nổ đi ra, từng cổ một so với thiên hình ngũ tuyệt trận, còn kinh khủng hơn dù sao cũng lần tai nạn thiên phạt hơi thở, ùng ùng đánh giết xuống. Tiểu man, hằng cổ thánh đế thấy tai nạn ma nữ tự bạo, cũng là đau buồn không dứt, thất thanh hô to đứng lên. Ô, tai nạn ma nữ một tự bạo, vậy tai nan thiên kiếm, mất đi tất cả linh khí, lập tức phát ra một tiếng rên rỉ, rơi xuống hướng vực sâu, không biết bay về phía phương nào. À, Hồng Thiên Kinh phát ra kêu thảm thiết, vô cùng thiên tai bạo giết xuống, thất tinh đồ long trận cũng không ngăn nổi, lập tức bị xuyên qua một cái đường lỗ to, vô số tai nạn thiên uy, so lôi kiếp bá đạo dù sao cũng lần, nổ được Hồng Thiên Kinh máu thịt tung tóe, bị thương rất nặng. Phốc xích, mà hằng cổ thánh đế, mất đi tai nan thiên kiếm, cũng là gặp to lớn cắn trả, tại chỗ hộc máu. Hồng Thiên Kinh, cùng một ngày kia, ta phi thăng thái thượng, nhất định phải đem bằng thây ngươi vạn đoạn, ngươi cho ta chờ. Hằng cổ thánh đế phát ra oán độc gầm thét, tai nạn ma nữ tự bạo, hắn nội tâm vô cùng đau buồn cừu hận, chỉ muốn giết Hồng Thiên Kinh trả thù. Bất quá, hiện tại hắn vậy bị cắn trả, đã không có năng lực chiến đấu, mà Hồng Thiên Kinh bên người, còn có một cái kiếm nô tồn tại. Bá! Hằng cổ thánh đế quyết định thật nhanh, lập tức xoay người biến dạng hư không, thoát đi. Kiếm nô, mau truy đuổi, đừng để cho hắn chạy, coi như lướt đi hằng cổ vực, vậy nhất định phải giết chết hắn. Hiện tại hắn cô gái chết rồi, hắn đau buồn dưới, phá rồi sau đó lập tức phải phi thăng, lại không giết hắn, liền không cơ hội. Hồng Thiên Kinh gầm thét liền, coi như trọng thương, vậy chưa quên chặn đánh hằng cổ thánh đế nhiệm vụ. Thiên vương đại nhân. Võ uy kiếm nô không dám thở ơ, lập tức truy đuổi đánh ra. Võ uy kiếm nô và hằng cổ thánh đế, hai người sau này tranh đấu hình ảnh, ở chỗ này không thấy được, nhưng Diệp Thần biết, là hằng cổ thánh đế thắng. Hằng cổ thánh đế thuận lợi phi thăng thái thượng, mà võ uy kiếm nô, bị trấn áp tại hằng cổ vực. Trước Diệp Thần đi hằng cổ vực, an trí tiểu hoàng trứng khổng lồ thời điểm, thì biết chuyện này. Nhưng không nghĩ tới, ở chuyện này trước, thật ra thì hằng cổ thánh đế, liền cùng Hồng Thiên Kinh bộc phát kịch liệt đại chiến, thậm chí hy sinh tai nan thiên kiếm kiếm linh. Mà tai nan thiên kiếm kiếm linh, lại có thể chuyển kiếp, biến thành Lý Thanh Sơn tỷ tỷ, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Diệp Thần rung động được không nói ra lời, không nghĩ tới cái này sau lưng,
sẽ có như thế động trời nhân quả. Nơi này hình ảnh, vẫn chưa kết thúc. Hồng Thiên Kinh gặp bị thương nặng, quỳ một chân trong hư không, không ngừng ho ra máu, lẩm bẩm nói, đáng chết, lập tức phải và đảm nhiệm thiên nữ quyết chiến, ta bị thương, như thế nào là nàng địch thủ. Vừa lúc đó, vũ trụ chỗ sâu vang lên một đạo uy nghiêm tiếng kêu, Hồng Thiên Kinh. Là Thái Thượng Thiên Nữ thanh âm. Đảm nhiệm thiên nữ. Hồng Thiên Kinh con người co rúc lại, liền gặp một đạo quần áo trắng tung bay, phong hoa tuyệt đại bóng người, biến dạng hư không, hạ xuống. Thân ảnh này một hạ xuống, vũ trụ các nơi nhất thời thủy hà lưỡng lờ, ánh sáng cút trào, từng cái băng hoàng phiêu bay, khí tượng đặc biệt khoáng đạt. Chính là Thái Thượng Thiên Nữ. Ở Thái Thượng Thiên Nữ bên người, còn đi theo một người thanh niên nam tử, vậy chàng thanh niên, mang đồng xanh mặt nạ, không thấy rõ mặt mũi, nhưng dáng vẻ phong tư, để cho Diệp Thần hết sức quen thuộc. Tựa hồ là Nhâm Tiền Bối. Hắn tại sao sẽ ở Thái Thượng Thiên Nữ bên người? Còn nữa, Thái Thượng Thiên Nữ vậy họ Nhâm. Diệp Thần nhìn vậy chàng thanh niên, mặc dù không thấy được gương mặt, nhưng nhân quả hơi thở quá quen thuộc, hắn liếc mắt liền nhìn ra, đó là Nhâm Phi Phàm. Nhâm Phi Phàm, lại có thể ở Thái Thượng Thiên Nữ bên người, hai người rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Diệp Thần rung động không dứt, suy đoán không ra sau lưng nhân quả, hơn nữa hắn nhưng cho tới bây giờ không có nghe Nhâm Phi Phàm nói qua, cái này hai người lại có liên lạc. Muốn động thủ sao? Nhâm Phi Phàm bàn tay động một cái, từng tia lôi quang bùng nổ, đây là hắn còn không luyện thành Hy Hoàng Lôi Ấn, nhưng đã tiếp xúc tới một chút ngưỡng cửa, giấu tay đung đưa một tí, thì có muôn vàn lôi quang nổ tung đi ra, muốn đánh đau chó rớt xuống nước, giết chết trọng thương dưới trạng thái Hồng Thiên Kinh, hiển nhiên không phải cái gì chuyện khó khăn. Hồng Thiên Kinh cảm nhận được Nhâm Phi Phàm ý định giết người, nhất thời dùng cả mình. Được rồi, ta không thích thừa dịp cháy nhà hôi của. Thái Thượng Thiên Nữ lắc đầu một cái, gương mặt thủy chung là bình tĩnh, bình thản, nắm giữ hết thảy, thần cao cao tại thượng sắc, cũng không có đánh đau chó rớt xuống nước ý. Người nha, vẫn là quá hiền lành. Nhâm Phi Phàm than thở một tiếng, thu bàn tay về. Thái Thượng Thiên Nữ ha ha cười một tiếng, nói ta chỉ là không thích hỉ mạnh hiếp yếu thôi, ta muốn đường đường tránh tránh quyết chiến, nếu như ta tàn nhẫn một chút, có vài người, cũng sớm đã chết. Nhâm Phi Phàm nói, chờ ta luyện thành Hy Hoàng Lôi Ấn, ta không nhúng tay mềm. Thái Thượng Thiên Nữ như cũ treo mỉm cười, nói ta chờ ngươi, nếu như có thể chết ở trên tay ngươi, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Ha ha! Nhâm Phi Phàm cười một tiếng, yên lặng đứng ở một bên, hai tay chắp sau lưng, cũng không nói chuyện. Thái Thượng Thiên Nữ ánh mắt nhìn về Hồng Thiên Kinh, nói, Hồng Thiên Kinh, ta ngày hôm nay tới đây, là muốn nói cho ngươi. Vốn là ở 3 ngày sau quyết chiến, ta quyết định chậm lại đến 1 tháng sau đó. 1 tháng sau, Hồng Thiên Kinh một hồi ngạc nhiên, không dám tin tưởng mình lỗ tai. Thái Thượng Thiên Nữ nói, không sai, người bị trọng thương, ta cho ngươi cả tháng thời gian chữa thương, miễn phải nói ta khi dễ ngươi. Nghe vậy, Hồng Thiên Kinh vui vẻ cười to, thật là vui từ trên trời hạ xuống, nói, đảm nhiệm thiên nữ, ngươi quá tự phụ, lại còn cho thời gian ta chữa thương. Người đây là tự tìm cái chết. Chờ ta thương thế khỏi rồi, ta phá rồi sau đó lập, một chiêu liền có thể trong nháy mắt giết ngươi. Ngươi chết chắc. Thái Thượng Thiên Nữ khẽ mỉm cười, vậy không quan tâm, nhàn nhạt nói ta chờ ngươi. Dừng một chút, nhìn Nhâm Phi Phàm nói, chúng ta đi thôi. Chậm. Nhâm Phi Phàm dừng lại, bàn tay vung ra, nhưng là thu thập tán lạc ở vũ trụ trong hư không tai nạn hơi thở. Đó là tai nạn ma nữ tự bạo sau đó, còn sót lại lưu lại hơi thở. Ngươi muốn làm gì? Thái Thượng Thiên Nữ thấy vậy, nhất thời nhướng mày một cái. Nhâm Phi Phàm cười một tiếng, nói thiên nữ, ngươi thần thông quảng đại, chúng ta muốn chiến thắng ngươi, chỉ có thể đi qua rất dài bố trí, ta muốn tranh lấy hơn một con cờ thôi. Thái Thượng Thiên Nữ nói, ngươi muốn gọi luân hồi chi chủ, vận dụng quy luật, giúp cái này tai nạn ma nữ chuyển thế sống lại. Tương lai thành vì các ngươi người giúp. Nhưng cứ như vậy, luân hồi chi chủ khí vận, nhất định lớn bị suy yếu, chính hắn sau khi sống lại, khó mà trưởng thành. Nhâm Phi Phàm nói, không, ta không sẽ nói cho luân hồi chi chủ, hắn phiền toái đã quá nhiều, thành tựu bằng hữu, ta chẳng muốn phiền toái đi nữa hắn. Thái Thượng Thiên Nữ cả kinh nói, vậy là ngươi muốn hy sinh linh khí của mình. Như vậy hao tổn quá nghiêm trọng, nếu như lĩnh ngộ không được Hy Hoàng Lôi Ấn,
ngươi không có hồi phục cơ hội. Nhâm Phi Phàm nói, yên tâm, Hy Hoàng lôi ấn, ta nhất định có thể lĩnh ngộ. Thái Thượng Thiên Nữ ánh mắt hơi chăm chú, cười nói, ha ha, vậy tùy ngươi, dù sao vô luận các ngươi làm sao vùng vẫy, thắng lợi cuối cùng vẫn là thuộc về ta. Ta nhất thích nhìn các ngươi những người khiêu chiến này, phí công vùng vẫy, khổ khổ phấn đấu hình dáng. Các ngươi liều mạng muốn giết ta phá cuộc, nhưng hết lần này tới lần khác liền ta một cái chút nào mau cũng không gây thương tổn được, như vậy tuyệt vọng thất lạc, căm hận vẻ mặt bất đắc dĩ, là ta rất lâu mà nhàm chán sinh mạng bên trong, đẹp mắt nhất lửa khói. Ta sẽ ở vạn khư chờ các ngươi. Nói xong, Thái Thượng Thiên Nữ nhanh nhẹn đi. Nhâm Phi Phàm thu tập được tai nạn ma nữ còn sót lại hơi thở, vậy đi theo rời đi. Đúng rồi. Có người chế giờ sẽ an bài một cái kêu là Tu La Ma Thần người, dự định cùng ngươi đòi điểm cơ duyên, hy vọng ngươi không nên quá qua hẹp hòi. Nhâm Phi Phàm đuổi kịp Thái Thượng Thiên Nữ hình bóng, đây là hắn cuối cùng lưu lại. Tế đàn hình ảnh, tới nơi này liền hoàn toàn biến mất. Diệp Thần ngơ ngác nhìn, chỉ cảm thấy từng cái tán loạn tuyến, rốt cuộc bị bện đến cùng nhau. Hằng Cổ Vực, Lý Thanh Sơn, quan tài băng bên trong phong ấn cô gái, Thái Huyền Trận Môn. Thiên trận tế đàn, lúc đầu cũng quan hệ đến cùng một bố trí. Nhâm Phi Phàm tự mình hy sinh hàng loạt nguyên khí, trợ giúp tai nan thiên kiếm kiếm linh, chuyển thế sống lại. Cái này kiếm linh, chuyển thế biến thành Lý Phi Tuyết, chính là Lý Thanh Sơn tỷ tỷ. Diệp Thần gặp phải Lý Thanh Sơn, phảng phất là trong chỗ U Minh đã định trước sự việc, rốt cuộc và Nhâm Phi Phàm kiếp trước bố trí, liên lạc đến cùng nhau. Thanh Sơn tỷ tỷ, lại là tai nạn ma nữ chuyển thế. Vậy nhất định phải đem nàng cứu sống. Diệp Thần trong lòng dâng lên một hồi nhiệt huyết, nếu như cứu sống Lý Phi Tuyết, để cho nàng khôi phục trí nhớ của kiếp trước, vậy Diệp Thần tương đương với lấy được tai nan thiên kiếm trợ giúp. Tai nan thiên kiếm, đây chính là tám đại thiên kiếm một trong, nếu như có thể đạt được kiếm này tương trợ, đối kháng cấp trên chắc chắn, liền lớn một phần. Dẫu sao, tai nạn ma nữ nổ, liền hồng thiên kinh cũng phải sợ, này cùng tồn tại, tự nhiên muốn tranh thủ. Đây chính là Nhâm Phi Phàm khổ cực bố trí, là Diệp Thần lưu lại trợ lực. Năm đó Nhâm Phi Phàm, vì để cho tai nạn ma nữ chuyển thế sống lại, nhất định là hao phí thiên đại linh khí, không biết tổn thất nhiều ít, Diệp Thần tự nhiên không thể phụ lòng hắn khổ tâm. Thật may Nhâm Phi Phàm, ở cuối cùng vậy luyện thành Hy Hoàng lôi ấn, khôi phục tất cả, thậm chí điên cuồng tiến bộ, đến hôm nay đã có vào vậy cao cao tại thượng tranh phong thực lực. Hồng Thiên Kinh và Hằng Cổ Thánh Đế đại chiến kết thúc. Chuyện về sau, Diệp Thần dĩ nhiên là toàn bộ biết. Thái Thượng Thiên Nữ chậm lại một tháng quyết chiến, cuối cùng vẫn là đại phát thần uy, đánh bại Hồng Thiên Kinh, hoàn toàn trấn áp phong ấn. Mà Hằng Cổ Thánh Đế, vậy thuận lợi phi thăng Thái Thượng Thế Giới, võ uy kiếm nô vậy gặp phải phong ấn. Hiện tại tai nạn ma nữ, chuyển thế thành Lý Phi Tuyết, nằm ở quan tài băng bên trong, ngay tại Diệp Thần Hoàng Tuyền Đồ bên trong. Ngày xưa đủ loại bố trí. Đến nơi này một khắc, rốt cuộc thu thúc. Dưới mắt chỉ cần cứu sống Lý Phi Tuyết, Diệp Thần liền có thể được một cái to lớn trợ lực, trong truyền thuyết tai nan thiên kiếm, đem sẽ trở thành là hắn đồng minh. Không nghĩ tới à, tòa tế đàn này bên trong, lại có thể cất giấu như thế động trời nhân quả, thật là không thể tưởng tượng nổi. Thái Huyền Trận Hoàng ở luân hồi mộ địa bên trong, xem xong tất cả hình ảnh, cũng là thán phục không thôi, rốt cuộc biết tế đàn tất cả bí mật. Khó trách ngày xưa hắn, vậy không có biện pháp tháo ra tế đàn bí ẩn, lúc đầu cái tế đàn này, lại là Hồng Thiên Kinh tự tay đúc. Hiện tại Diệp Thần bước vào, luân hồi huyết mạch cổn đáng, kích thích tới đây thiên cơ, rốt cuộc để cho hắn biết rõ tất cả. Trong tế đàn thiên trận, chính là vậy thất tinh đồ long trận, liền tai nan thiên kiếm kiếm khí, đều có thể ngăn cản, nếu như mở lại trận này, đủ để bảo vệ Thái Huyền Trận Môn, chống lại Minh Long Thần Điện rình rập, chống đỡ một năm thời gian. Hoàn toàn không thành vấn đề. Đại ca, tỷ tỷ ta là tai nan thiên kiếm kiếm linh chuyển thế. Lý Thanh Sơn bị những hình ảnh này, rung động được trợn mắt hốc mồm, mờ mịt không biết làm sao. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, lúc đầu hắn tỷ tỷ, lại có lớn như vậy lai lịch. Hiện tại hắn cũng là Xích Huyên Thánh Vương con riêng, trong chỗ U Minh tựa hồ sớm có định trước. Xích Huyên Thánh Vương, chính là Hằng Cổ Thánh Đế sư đệ. Hiện tại Lý Thanh Sơn và Lý Phi Tuyết cũng sắp đưa vào Xích Huyên Thánh Vương thế lực, tựa hồ có phối hợp kiếp trước ý. Luân hồi tuần hoàn, thiên cơ ảo diệu,
thật là suy nghĩ một chút cũng làm ra đầu tê dại. Hẳn là. Diệp Thần sắc mặt ngưng trọng, không có nói quá nhiều, chỉ là yên lặng gật đầu, đem lưu tồn tại Hoàng Tuyền đồ bên trong quan tài băng, phóng thích ra ngoài. Tỷ tỷ. Lý Thanh Sơn quỳ xuống quan tài băng trước mặt, vuốt ve nắp quan tài. Quan tài băng bên trong Lý Phi Tuyết, mi mục như họa, và mới vừa thiên cơ trong hình tai nạn ma nữ, lớn lên giống nhau như đúc. Vừa nghĩ tới chị mình, lại có lớn như vậy lai lịch, Lý Thanh Sơn liền tâm loạn như ma. Hắn chỉ muốn qua cuộc sống yên tĩnh, nhưng bây giờ nhìn lại, cuộc sống sau này, đã không thể nào bình tĩnh lại, hắn định trước cũng phải bị dính dấp tiến vào bàn cờ này trong cục. Nếu như hắn muốn lui cục mà nói, trừ phi là vĩnh viễn rời đi Lý Phi Tuyết, đoạn tuyệt quan hệ, nhưng cái này là tuyệt đối chuyện không thể nào. Vì tỷ tỷ hạnh phúc, hắn thậm chí nguyện ý tự mình hy sinh, há lại sẽ thối lui ra. Đi thôi. Diệp Thần nhẹ nhàng vỗ vỗ Lý Thanh Sơn đầu vai, ánh mắt nhìn về phía trước. Vậy thất tinh đồ long trận, ngay tại chỗ sâu, chỉ cần mở lại, Diệp Thần có thể lại đạt được một năm che chở, không cần ngắn ngủi hai tháng sau đó, liền vội vàng và Minh Long Thần Điện quyết chiến. Trưởng giáo Chí Tôn, không nghĩ tới à, ta lại có thể đã từng là Hồng Thiên Kinh Pháp Bảo. Độn giáp thiên tinh tinh linh, cũng là khen ngợi không dứt, không nghĩ tới mình sẽ có lớn như vậy lai lịch. Ngày xưa Hồng Thiên Kinh thúc dục tế đàn, hắn viên này độn giáp thiên tinh, đó là có thể nguyên một trong. Ở Hồng Thiên Kinh trong mắt, chính là một viên độn giáp thiên tinh, tự nhiên không đáng giá để ra, nhưng ở độn giáp tinh linh trong lòng, mình lại có thể và cấp trên có liên quan, dĩ nhiên là vô cùng làm người ta hưng phấn sự việc. Điều này đại biểu, hắn khí vận thâm hậu, tương lai có lột xác tiến hóa cơ hội. Diệp Thần cười một tiếng, vậy không có nói gì, lập tức tiếp tục đi tới trước. Lý Thanh Sơn kéo quan tài băng, theo ở phía sau. Không cần thiết đã lâu, hai người đi tới chỗ sâu, nơi này là ngày xưa Hồng Thiên Kinh và Hằng Cổ Thánh Đế đại chiến địa phương, có thể rõ ràng thấy một cái trận pháp, bố trí ở trong tinh không. Trận pháp này, chính là thất tinh đồ long trận, toàn thể phơi bày bảy mang tinh kết cấu, hiện đầy vô số phức tạp cổ xưa trận văn. Ngày xưa đánh một trận, tai nạn ma nữ tự bạo, cơ hồ phá hủy toàn bộ thất tinh đồ long trận. Nhưng này cùng trận pháp, có thể tự động hấp thu linh khí trong trời đất, tự mình tu bổ. Trải qua vô số năm tháng, cái này thất tinh đồ long trận, đã khôi phục hai ba thành hơi thở, nếu như mở ra nói, đủ để che chở toàn bộ Thái Huyền trận môn, đối kháng Minh Long Thần Điện dò xét. Dẫu sao, trận pháp này, đến từ Thái Thượng Thế Giới, là ngày xưa đúc Long Uyên Thiên Kiếm thời điểm, dùng để phòng ngừa kiếm khí tiết lộ ra ngoài, liền cao nhất nguyên binh kiếm khí, đều có thể ngăn cản. Muốn ngăn cản Minh Long Thần Điện rình rập, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Trận pháp này, tốt hào hùng nội tình. Luân hồi mộ địa bên trong, Thái Huyền trận môn nhìn thất tinh đồ long trận quy mô, âm thầm thán phục. Cái này thất tinh đồ long trận, trận văn cũng không phức tạp, cơ cấu cũng không coi là quá thâm ảo, lấy Thái Huyền trận hoàng và Diệp Thần ánh mắt, cũng có thể xem hiểu. Nhưng là, trận pháp văn lạc sau lưng, ẩn chứa ngút trời nội tình. Cũng không phải hai người có thể so sánh. Không nghi ngờ chút nào, khắc họa trận này người, là thứ thiệt cấp trên, thực lực nhất định là vượt qua Hồng Thiên Kinh, hẳn là ban đầu tham dự đúc tám đại thiên kiếm những lão gia hỏa kia. Mỗi một cái trận văn, đều là già dặn có lực, hàm chứa chí cao bí ẩn, làm người ta thán phục. Nếu như là Diệp Thần xuất thủ, hắn có thể phục khắc một cái thất tinh đồ long trận, nhưng trận văn nội tình, không đạt tới hùng hậu như vậy cảnh giới, uy lực vậy xa xa không bằng. Cái này không chỉ là trận đạo cảnh giới chênh lệch, còn có võ đạo, thần thông, tâm tính vân. Vân toàn phương vị chênh lệch, hoàn toàn không có ở đây một cái tiêu chuẩn trên. Thằng nhóc, mau mở trận này, che chở sơn môn, nhưng đối với kháng Minh Long Thần Điện. Thái Huyền trận hoàng thúc dục, hắn cảm nhận được, cái này thất tinh đồ long trận hơi thở, đặc biệt khoáng đạt. Coi như chỉ khôi phục lại hai ba thành tiêu chuẩn, cũng có thể ung dung đối kháng Minh Long Thần Điện rình rập. Ừ. Diệp Thần ngưng trọng gật đầu, vận chuyển linh khí, trong miệng chậm rãi tụng niệm. Thất tinh ngự hồn, đồ long chảm ma, mở. Rào. Từng luồng hùng hồn linh khí, từ Diệp Thần trong cơ thể xông ra, bơm vào đến thất tinh đồ long trận bên trong đi. Lấy Diệp Thần trận pháp tu vi, tự nhiên có thể thấy rõ thất tinh đồ long trận vận chuyển bí ẩn. Trận pháp này thật ra thì cũng không phức tạp, chỉ là lực lượng sau lưng, đặc biệt hùng hồn, trận văn nội tình mạnh, đủ để phòng ngự thiên kiếm sát phạt.
Nhưng là, một màn kinh người nhưng xuất hiện, Diệp Thần linh khí, dưới vào trận pháp sau đó, nhưng giống như châu đất xuống biển, cũng không có bất luận phản ứng gì. Chuyện gì xảy ra? Diệp Thần lấy làm kinh hãi, trận pháp này, chỉ có thời kỳ tột cùng 2-3 thành tiêu chuẩn mà thôi, chính là một cái tàn trận, lấy Diệp Thần võ đạo tu vi, hẳn có thể kích hoạt mới được. Nhưng là, Diệp Thần linh khí bơm vào đi xuống, lại không có bất luận phản ứng gì. Độn Giáp Tinh Linh và Lý Thanh Sơn thấy một màn này, cũng là trố mắt nhìn nhau, không biết chuyện gì xảy ra. Vù vù. Ngay tại lúc này, Lý Phi Tuyết quan tài băng, lại đột nhiên chấn động, tóe ra vạn trượng kiếm quang. Kiếm quang này, đen nhánh không rõ ràng, nhưng không phải hoang ma thiên kiếm như vậy thuần túy màu đen, mà là mang rất nhiều loang lổ, rất nhiều tạp chất. Mỗi một điểm loang lổ, mỗi một điểm tạp chất, thật ra thì đều là thiên tai nhân tử, là từng hạt tròn thật nhỏ cát bụi, mỗi một viên cát bụi, cũng đại biểu một loại thiên tai, gió lôi liệt lửa, nạn lụt nạn hạn hán vân. Vân. Phật gia có dầu gì thế giới truyền thuyết, một hạt cát nhỏ bên trong cất giấu một cái thế giới. Giờ phút này, Lý Phi Tuyết bộc phát ra kiếm khí, bên trong loang lổ cát bụi, chính là cất giấu một cái thiên tai thế giới, một khi nổ, không biết sẽ tạo thành kinh khủng dường nào sát thương. Tỷ tỷ ta muốn thức tỉnh. Lý Thanh Sơn nhìn kiếm khí này, nhất thời kinh hãi, lại là trông đợi. Kiếm khí này hàm chứa trăm nghìn thiên tai, họa khí cuồn cuộn, rõ ràng trương hiện ra Lý Phi Tuyết thân phận, nàng đích xác là tai nạn ma nữ chuyển thế, ngày xưa tai nan thiên kiếm kiếm linh. Rắc rắc, vạn trượng thiên tai kiếm khí, hạ xuống thất tinh đồ long trận trên. Diệp Thần nghe được một tiếng thanh thúy liệt hưởng, tựa như thứ gì bị vỡ vụn. Kiếp trước nhân quả, bị chém đứt. Diệp Thần ánh mắt sáng lên, nhưng là nhìn ra liền đầu mối. Cái này thất tinh đồ long trận, sở dĩ không cách nào khởi động, là bởi vì là tai nan thiên kiếm nhân quả, còn lưu lại ở phía trên. Mà hiện tại, Lý Phi Tuyết ra tay, một kiếm chém qua, nghiền kiếp trước nhân quả, tòa trận pháp này, thoát khỏi nhân quả trói buộc, nhất thời ùng ùng một hồi vang, mãnh liệt khải động lực. Hống! Trận pháp mở ra động, thì có thiên long bóng sáng, nổi lên. Mỗi một cái trận văn, đều tựa như là một con rồng, rậm rạp chằng chịt xen lẫn, lan tràn hướng cả thế giới, vô cùng ánh sáng toát ra, sáng chói mà chói mắt. Rắc rắc, theo thất tinh đồ long trận khởi động, toàn bộ thiên trận tế đàn, vậy chuyển động theo, thả ra một cổ hùng hồn năng lượng, bao phủ ở toàn bộ Thái Huyền trận môn. Ngoại giới, Thái Huyền trận môn các đệ tử, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, liền có thể thấy rõ, một tầng kết giới tựa như vòng bảo vệ. Từ chân trời đáp xuống, tạo thành một cái bẫy mang tinh kết cấu, đem đúng sơn môn đều bao phủ đi vào. Hiển nhiên, thất tinh đồ long trận đã bắt đầu có hiệu lực, che chở ở Thái Huyền trận môn, người ngoài muốn tấn công đi vào, khó hơn lên trời. Mà trận pháp bản thân năng lượng, cũng có thể che đậy thiên cơ, ngăn cách hết thảy địch nhân rình rập. Trưởng giáo Chí Tôn, quá tốt, trận pháp khởi động. Độn Giáp Tinh Linh thấy trận pháp mở, nhất thời đại hỉ. Diệp Thần cũng là nheo mắt lại, hài lòng gật đầu một cái. Có trận pháp này che chở, tiếp theo một năm thời gian, chỉ ít mình và Thái Huyền trận môn, đều là an toàn. Tỷ tỷ, Lý Thanh Sơn tâm tư, nhưng toàn bộ ở Lý Phi Tuyết trên mình, vội vàng tiến tới quan tài băng bên cạnh vừa thấy, nhưng Lý Phi Tuyết như cũng nhắm chặt hai mắt, mới vừa bộc phát ra một đạo thiên tai kiếm khí sau đó, liền cũng không có tiếng thở nữa. Thanh Sơn, không nên quá cuống cuồng. Chờ thêm mấy ngày, ta lập tức cùng ngươi đi Thánh Thiên Phủ. Diệp Thần vỗ vỗ Lý Thanh Sơn bả vai, bây giờ biết liền Lý Phi Tuyết thân phận, Diệp Thần nhưng cũng không dám khinh thường, vạn nhất mình cứu chữa thất bại, đưa đến Lý Phi Tuyết vĩnh cửu ngủ say, vậy thì phiền toái. Biện pháp ổn thỏa nhất, vẫn là đi Thánh Thiên Phủ, để cho Xích Huyên Thánh Vương tự mình ra tay, như vậy có thể bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Lý Thanh Sơn cùng gật đầu. Chỉ muốn lập tức đi Thánh Thiên Phủ, cứu chữa hắn tỷ tỷ, nhưng hắn cũng biết, lần đi Thánh Thiên Phủ, nguy nan trùng trùng, không thể lỗ mãng như vậy, phải chuẩn bị sẵn sàng. Đi thôi. Diệp Thần đang muốn mang Lý Thanh Sơn rời đi, nhưng vào lúc này, thất tinh đồ long trận ông một tiếng vang, tâm trận chỗ, lại có thể bay ra một khối màu đỏ nhạt đặc thù tinh thạch. Đây là... Diệp Thần nhướng mày một cái, cẩn thận cảm ứng một tí, nhưng phát hiện khối này tinh thạch bên trong. Lại có thể hàm chứa thái thượng ý chí, năng lượng đặc biệt dư thừa đến kinh khủng bước. Là trận pháp nguồn năng lượng.
Diệp Thần một hồi bừng tỉnh, khối này tinh thạch, không nghi ngờ chút nào, nhất định là đến từ thái thượng thế giới đồ, cùng cả cái trận pháp, đều có một loại liên hệ kỳ diệu, hiển nhiên là cốt lõi nhất nguồn năng lượng. Độn giáp thiên tinh, chỉ là phụ trợ nhiên liệu một trong, mà trận pháp chân chính nồng cốt nhiên liệu, nhưng là khối này đặc thù tinh thạch. Nếu như cầm đi đưa cho Lạc Nhi mà nói, có lẽ có thể giúp nàng cảm ngộ cửu thiên thần thuật. Diệp Thần thiên cơ thấy rõ dưới, nhất thời phát hiện một chút vi diệu liên lạc. Khối này đặc thù tinh thạch, năng lượng dư thừa, đối với tu luyện cửu thiên thần thuật hữu ích, nếu như đưa cho Diệp Lạc Nhi, có thể tăng tiến Diệp Lạc Nhi cao nhất nguyên thuật tu vi. Phải biết, Diệp Lạc Nhi Long Thần Phá Thiên Quyết, không chỉ là cao nhất nguyên thuật, vẫn là cửu thiên thần thuật một trong, một khi luyện thành, có kinh thế thần uy. Nhưng cửu thiên thần thuật, tu luyện đặc biệt khó khăn, liền liền Nhâm Phi Phàm này các đại nhân vật, đều phải hao hết khổ công, mới cuối cùng lĩnh ngộ. Diệp Lạc Nhi có thể lãnh ngộ, là nàng vận khí, nhưng muốn duy trì tiếp, thậm chí chân chính nắm giữ, hiển nhiên không phải chuyện dễ dàng. Nếu như có thể đạt được khối này đặc thù tinh thạch, để tâm cảm ngộ nói, Diệp Lạc Nhi thần thuật tu vi, nhất định có tiến bộ. Nếu như Diệp Lạc Nhi có thể vận dụng thuần thục Long Thần Phá Thiên Quyết, vậy thậm chí không cần Diệp Thần và Thái Huyền Trận môn che chở, nàng một người liền có thể diệt Minh Long Thần tộc. Cửu thiên thần thuật, là không nói phải trái mạnh mẽ, nghịch thiên vậy tồn tại, coi như thả vào thái thượng thế giới, đều là vô cùng vật chân quý, giá trị thậm chí so tám đại thiên kiếm còn muốn tăng thêm một bậc. Khối này nhiên liệu tinh thạch, ta muốn cầm đi cho Lạc Nhi. Diệp Thần ánh mắt lóe lên một tí, lập tức làm xong phán đoán, bàn tay cách không một chảo, nhất thời đem khối kia đặc thù tinh thạch, chộp được trong tay. Theo vậy đặc thù tinh thạch, bị Diệp Thần bắt, toàn bộ thất tinh đồ long trận, mất đi nguồn năng lượng, lập tức có sụp đổ dấu hiệu, không ngừng vang động, trận văn ánh sáng nhanh chóng ảm đạm xuống. Long Uyên Thiên Kiếm, ngự. Diệp Thần thong thả, trực tiếp sử dụng Long Uyên Thiên Kiếm mảnh vỡ, đổ cắm ở tâm trận bên trên. Suy suy suy. Toàn bộ thất tinh đồ long trận, bắt đầu điên cuồng hấp thu Long Uyên Thiên Kiếm mảnh vụn linh khí, lại khôi phục vận chuyển, trận văn lần nữa toát ra chói mắt chói lọi. Rất tốt. Diệp Thần hài lòng gật đầu một cái, trận pháp này, chỉ còn lại 2-3 thành nội tình, không cần dùng hạch tâm tinh thạch, đơn thuần dùng Long Uyên Thiên Kiếm mảnh vỡ, cũng có thể thúc dục. Diệp Thần Long Uyên Thiên Kiếm, chỉ là một khối mảnh vỡ, cũng không phải là bản thể, đối với trước mắt hắn mà nói, tác dụng đã chừng mực. Dẫu sao, hắn đã có Hoang Ma Thiên Kiếm, hơn nữa, sát kiếm và dáng trần hàng Long Kiếm, vậy là vô cùng lợi hại binh khí, đã không cần sử dụng chính là một khối mảnh vụn. Khối này mảnh vỡ, dùng để thúc dục thất tinh đồ long trận, chính là thích hợp. Lý Thanh Sơn và Độn Giáp Tinh Linh, cũng không có so kinh ngạc nhìn Diệp Thần, ngược lại là không nghĩ tới Diệp Thần sẽ dùng này cùng thay mận đổi đào thủ đoạn. Không sao, đi ra ngoài đi. Diệp Thần vỗ tay một cái, lúc này mang Lý Thanh Sơn và Độn Giáp Tinh Linh rời đi. Ra đi ra bên ngoài, Diệp Thần nhìn bao trùm ở toàn bộ Thái Huyền Trận môn trận pháp ánh sáng, không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Có thất tinh đồ long trận che chở, kế tiếp một năm thời gian, hắn coi như là thanh tịnh, chỉ cần không chủ động bại lộ, cũng sẽ không bị Minh Long Thần Điện phát hiện. Thanh Sơn, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, qua mấy ngày chúng ta liền lên đường. Diệp Thần phân phó một tiếng. Lý Thanh Sơn cung kính trả lời, ở lòng hắn bên trong, Diệp Thần đã là thiên thần vậy tồn tại, chỉ cần có Diệp Thần dẫn, hắn tin tưởng Lý Phi Tuyết tuyệt đối có thể tỉnh lại. Vừa nghĩ tới Lý Phi Tuyết, lại là trong truyền thuyết tai nan thiên kiếm kiếm linh chuyển thế, Lý Thanh Sơn liền không kềm chế được kích động và lo lắng. Đường sau này, hắn định trước cũng muốn đi theo trước Lý Phi Tuyết, bước vào cái này cuộc cờ. Diệp Thần và Lý Thanh Sơn phân biệt, lập tức cầm vậy đặc thù tinh thạch, đi tìm Diệp Lạc Nhi. Diệp Lạc Nhi như cũ cư ngụ ở trong rừng trúc, thất tinh đồ long trận khí tức cường đại, đã rung động nơi này thiên cơ hơi thở, nàng rốt cuộc cũng có thể xem đến thế giới bên ngoài. Diệp đại ca, đây là cái gì? Diệp Lạc Nhi nhìn bầu trời lên trận pháp kết giới, một hồi kinh ngạc ngạc nhiên. Mơ hồ tới giữa, nàng vậy cảm nhận được, trận pháp này, có thái thượng thế giới hơi thở, tuyệt đối không phải Thái Huyền Trận môn bố trí. Cái này gọi là thất tinh đồ long trận. Diệp Thần đi tới Diệp Lạc Nhi bên người, đem mới vừa ở trên trời trận trong tế đàn sự tình phát sinh, đơn giản nói một lần. Hằng cổ thánh đế, hồng thiên kinh. Tai nan thiên kiếm.
Diệp Lạc Nhi sau khi nghe xong, nhưng là một hồi kinh hãi, không nghĩ tới cái này sau lưng, lại có thể dính líu tới như thế nhiều nhân quả. Hiện tại trường tranh đấu này, đã không chỉ là đối kháng Minh Long Thần Điện, cuối cùng còn muốn đối kháng Hồng Thiên Kinh. Minh Long Thần Điện chỉ là một tràng tiểu kiếp, chân chính đại kiếp, là Hồng Thiên Kinh. Cùng Lý Phi Tuyết tỉnh lại, kiếp trước nhân quả vận mệnh, bánh răng xe chuyển động, đại kiếp kém không nhiều liền đến. Diệp đại ca, chúng ta làm thế nào? Diệp Lạc Nhi thật sâu lo lắng, chỉ là một cái Minh Long Thần Điện, dưới mắt đều như vậy khó mà đối kháng, nếu như trực tiếp đối kháng Hồng Thiên Kinh mà nói, hiển nhiên không có phần thắng. Đừng hoảng hốt, ta là luân hồi chi chủ chuyển thế, ngươi thức tỉnh cửu thiên thần thuật, chúng ta đều có đại khí vận người, không như vậy dễ dàng chết. Diệp thần cười một tiếng, sờ một cái Diệp Lạc Nhi đầu, sau đó móc ra khối kia đặc thù tinh thạch, nói. Khối này tinh thạch, là thất tinh đồ long trận nhiên liệu hạch tâm, phía trên có thái thượng ý chí, năng lượng cực kỳ dư thừa, rất thích hợp ngươi tu luyện cửu thiên thần thuật, ngươi lại tu luyện thử một chút. Được. Diệp Lạc Nhi gật đầu, lập tức nhận lấy tinh thạch, nàng cũng biết đại kiếp buông xuống, phải mau sớm tăng lên tu vi, mới có thể giúp được Diệp thần. Tốt hùng hậu năng lượng. Diệp Lạc Nhi vừa cầm qua tinh thạch, nhất thời cảm thấy linh khí cuồn cuộn không ngừng, lúc này chắp hai tay, đem tinh thạch hợp nơi tay tim, sau đó ngồi xếp bằng xuống, thử nghiệm vận chuyển Long Thần Phá Thiên Quyết. Hoang cổ Long Thần, bể tan tành hư không, chín tầng trời chí tôn, thần thông vô lượng. Uy nghiêm tiếng ngâm sướng, từ Diệp Lạc Nhi trong miệng phát ra, một phiến phiến kim quang sáng chói, vậy từ nàng trong cơ thể bộc phát ra. Rắc rắc sát. Diệp Lạc Nhi cả người gân cốt, vậy đi theo một hồi nổ vang, ra toát ra long văn, sau đó cả người đều có hóa rồng dấu hiệu, một tôn hoang cổ long thần hư ảnh, ở quanh người nàng quanh quẩn không tiêu tan. Thành công! Diệp thần hô hấp nghẹt thở, vội vàng lui về phía sau. Thời khắc này Diệp Lạc Nhi, thành công hiển hóa ra hoang cổ long thần khí tượng, uy năng đặc biệt bàng bạc, liền Diệp thần đều có cảm giác hít thở không thông. Thật may thất tinh đồ long trận che đậy. Khí này voi cũng không có tản ra đi ra ngoài. Nếu như ở lúc trước, Diệp Lạc Nhi là không thể nào thành công thi triển Long Thần Phá Thiên Quyết, nhưng hiện tại, có viên kia thái thượng tinh thạch phụ trợ, nàng rốt cuộc thành công hiển hóa, tiến vào cửu thiên thần thuật trạng thái tu luyện. Diệp đại ca, khối này tinh thạch rất thích hợp ta chuẩn bị bế quan tu luyện, hấp thu bên trong tất cả linh khí. Diệp Lạc Nhi mở mắt ra, còn duy trì tu luyện động tác tay, ánh mắt vô cùng mừng rỡ. Khối này thái thượng tinh thạch, đặc biệt thích hợp nàng tu luyện sử dụng, nếu như có thể toàn bộ hấp thu tinh thạch năng lượng bên trong, đủ để cho nàng nắm giữ Long Thần Phá Thiên Quyết một chút bí ẩn, không còn là bị động thi triển, mà là có chủ động đánh ra có thể. Cửu thiên thần thuật, chủ động đánh ra, sát phạt kinh khủng, so cao nhất nguyên binh còn lợi hại hơn. Diệp thần nghe được Diệp Lạc Nhi lời nói này, cũng là vô cùng vui sướng, đồng thời vậy mang to lớn kinh ngạc. Phải biết. Đây chính là đến từ thái thượng thế giới tinh thạch, là ngày xưa Hồng Thiên Kinh, dùng để thúc giục thất tinh đồ long trận, năng lượng đặc biệt bàng bạc, coi như là Diệp thần, cũng không thể hoàn toàn hấp thu. Nhưng hiện tại, Diệp Lạc Nhi lại nói phải hoàn toàn chiếm đoạt, có thể tưởng tượng được, nàng cửu thiên thần thuật, có kinh khủng dường nào, coi như lại năng lượng bàng bạc, cũng có thể hấp thu. Được, Lạc Nhi, người thật tốt tu luyện, nếu như ngươi có thể đột phá lột xác, trực tiếp có tiêu diệt Minh Long Thần Điện thực lực, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Diệp thần tràn đầy vui vẻ nói. Ừ, Diệp đại ca, vậy ta bế quan. Diệp Lạc Nhi nhắm mắt lại, trực tiếp tiến vào bế quan trạng thái, không ngừng hấp thu khối này tinh thạch năng lượng, toàn bộ tinh thần chăm chú tu luyện Long Thần Phá Thiên Quyết. Diệp thần ở chỗ này bảo vệ nửa ngày, xác định thật sẽ không có phát sinh ngoài ý muốn, mới hài lòng rời đi. Tiếp theo. Nên chuẩn bị đi Thánh Thiên Phủ. Trở lại trưởng giáo chỗ ở bên trong, Diệp thần tâm thần ngưng trọng xuống, bắt đầu tính toán chuyện kế tiếp. Hiện tại đặt ở Diệp thần trước mặt, khẩn yếu nhất sự việc, dĩ nhiên là để cho Lý Thanh Sơn trở về Thánh Thiên Phủ, cứu chữa Lý Phi Tuyết. Nhưng Thánh Thiên Phủ bên trong, Thiên Tàm Nương Nương lòng dạ ác độc, khẳng định sẽ nhằm vào, nếu như tùy tiện bước vào, ắt phải gặp phải nàng chặn đánh. Liền Ngũ Đế Ma Thần. Cũng bởi vì Thiên Tàm Nương Nương mà chết, Diệp thần tự nhiên không dám khinh thường. Vù vù. Mở ra hoàng tuyển đồ, Diệp thần trực tiếp tiến vào suối vàng trong thế giới đi. Gặp qua tôn chủ. Xa la cây trà cành lá dao động, cung kính thi lễ.
Diệp Thần gật đầu một cái, cũng không nói nhảm, trực tiếp khoát tay, quát lên, Hoàng Ma Thiên Kiếm, lên. Ùm ùm. Tiếng nói rơi xuống, đen thui như mực Hoàng Ma Thiên Kiếm, nhất thời từ xa la cây phía dưới bắn ra. Thuần Long Đan, bơm vào. Diệp Thần ánh mắt sắc bén, không chút nào hà tiện, trực tiếp phung tay lên, đem hơn 10 triệu viên Thuần Long Đan, toàn bộ cầm đi nuôi Hoàng Ma Thiên Kiếm. Diệp Thần tồn kho Thuần Long Đan, tổng cộng liền 30 triệu viên, trước phân phát cho Thái Huyền Trận môn đệ tử, cũng chỉ tiêu hao 1 triệu. Nhưng hiện tại, vì nuôi Hoàng Ma Thiên Kiếm, hắn trực tiếp điều động dù sao cũng số. Rào 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 rào. Ước chừng 10 triệu viên Thuần Long Đan, bay đến bầu trời, hội tụ thành một phiến đan dược đại dương, vô số long ảnh từng tầng một xen lẫn, nguy nga tới cực điểm. Hạ một sát, những thứ này Thuần Long Đan, liền toàn bộ hòa tan, thành từng luồng nước thuốc, điên cuồng tưới đến Hoàng Ma Thiên Kiếm bên trong đi. Cái này cầm Hoàng Ma Thiên Kiếm, vẫn là non kiếm, chính là cần nuôi thời điểm. Diệp Thần cũng không có cái gì yêu thương, hơn triệu Thuần Long Đan, cứ như vậy tự nhiên đi ra ngoài, lần này đi Thánh Thiên Phủ, không biết sẽ có nguy hiểm gì, hắn tự nhiên phải chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần Hoàng Ma Thiên Kiếm lớn mạnh, Diệp Thần là thêm một phần đối địch lá bài tẩy. Phải biết, Hoàng Ma Thiên Kiếm nhưng mà tám đại thiên kiếm một trong, mà đạo mũi nhọn một khi bùng nổ, đủ để càn quét hết thảy, này cùng thần binh lợi khí, tuyệt đối có đào tạo giá trị. Suy suy suy. Hoàng Ma Thiên Kiếm hấp thu hàng loạt Thuần Long Đan linh khí, nhất thời ma khí bạo tăng, kiếm quang cuồn cuộn, từng đạo kiếm khí nổ tung đi ra, làm không xoay tròn múa, ùng ùng vang dội, diễn biến thành một cái triệu ma kiếm đại trận. Cái này đại trận, chừng 1 triệu đạo Hoàng Ma kiếm khí, tầng tầng xen lẫn chém chết, coi như là còn thật cảnh hậu kỳ cao thủ rơi vào, chỉ sợ cũng có rơi xuống nguy hiểm. Được, rất tốt, lần này đi Thánh Thiên Phủ, ta liền hơn một phần khuyến khích. Diệp Thần mặt lộ vẻ vui mừng, cho ăn 10 triệu viên Thuần Long Đan, Hoàng Ma Thiên Kiếm hiển nhiên có to lớn trưởng thành, mặc dù vẫn là một cái non kiếm, nhưng kiếm khí ác liệt, hơn xa trước kia. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Thần liền chuyên tâm luyện kiếm, đồng thời tìm hiểu tất cả loại trận pháp bí quyết. Hắn lấy được Tu La Ma Thần truyền thừa, hiện tại trận pháp chi đạo, đặc biệt tinh thâm. Trận pháp chi đạo, vô cùng ảo diệu, chỉ cần sử dụng được làm. Cũng là một tấm to lớn lá bài tẩy. Thánh Thiên Phủ cho thời gian là 10 ngày, 10 ngày bên trong, Lý Thanh Sơn phải chạy tới, nếu không vượt quá thời gian, coi như Xích Huyên Thánh Vương muốn nhận hắn, Thánh Thiên Phủ các cao tầng, cũng sẽ không lại thu nhận hắn. Đến được ngày thứ 8, Diệp Thần đoán chừng thời gian cũng không còn nhiều lắm, liền gọi tới Lý Thanh Sơn, chuẩn bị lên đường. Đại ca, ta có chút khẩn trương. Lý Thanh Sơn tim đập bịch bịch. Hắn biết mình là con riêng, ở Thánh Thiên Phủ bên trong, vậy Thiên Tàm Nương Nương muốn giết hắn, nếu như hơi lơ là, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn ngược lại không quan tâm mình sống chết, chỉ sợ liên lụy Tỷ Tỷ và Diệp Thần. Không có sao, có ta ở. Diệp Thần cười một tiếng, cầm trong tay ngọc bội, bắt đầu cảm ngộ Thánh Thiên Phủ vị trí. Khối ngọc bội này, cũng là Ngũ Đế Ma Thần trước khi chết, ủy thác cho Lý Thanh Sơn. Chính là Xích Huyên Thánh Vương ban thưởng tín vật, phía trên lưu lại Thánh Thiên Phủ một chút thiên cơ dấu vết. Lý Thanh Sơn cần phải dựa vào cái này một chút dấu vết, tìm được Thánh Thiên Phủ vị trí. Đây cũng là Xích Huyên Thánh Vương một cái khảo nghiệm. Nếu như Lý Thanh Sơn, liền Thánh Thiên Phủ vị trí cũng không tìm được, kia con trai, hắn không nhận cũng được. Lý Thanh Sơn suy diễn thần thông, đặc biệt yếu, nhưng không có biện pháp bắt được Thánh Thiên Phủ tồn tại. Thật may. Hắn bên người còn có Diệp Thần. Diệp Thần cầm ngọc bội, cực ma chi đồng vừa bắt đầu, lập tức thấy được Thánh Thiên Phủ vị trí, núp ở mờ mịt trong núi lớn, đặc biệt ẩn núp. Ở thiên nhân vực bên trong, Thánh Thiên Phủ là hết sức là thế lực thần bí, người bình thường căn bản không biết, Xích Huyên Thánh Vương tựa hồ không có tranh bá ý, hoặc là nói, bây giờ còn chưa phải là tranh bá thời điểm. Tìm được, đi thôi. Diệp Thần khẽ mỉm cười, phong tỏa Thánh Thiên Phủ vị trí. Lập tức lên đường. Lý Thanh Sơn một hồi kích động, đi theo Diệp Thần phía sau. Lý Phi Tuyết quan tài băng, tạm thời do Diệp Thần thả vào Hoàng Tuyền Đồ bên trong giữ. Hai người không tới một ngày, còn kém không nhiều đến Thánh Thiên Phủ, ở ngoài ngàn dặm dừng lại. Sau đó một bên phi hành, một bên điều dưỡng linh khí, càng đến gần Thánh Thiên Phủ, Diệp Thần càng cảm thấy nguy hiểm, chung quanh bầu trời cũng có không thiếu bóng người,
đang phi hành đi, tựa hồ chạy tới cái gì hội họp lớn. Người phụ thân tiếp gặp ngươi, chẳng lẽ người ngoài đều biết? Tại sao có thể có như thế nhiều người ngoài? Diệp Thần nhướng mày một cái, nguyên vốn cho là Xích Huyên Thánh Vương tiếp gặp Lý Thanh Sơn, là đặc biệt bí mật sự việc, nhưng bây giờ nhìn lại, tựa hồ xảy ra chút bất ngờ. Đại ca, ta cũng không biết, làm sao bây giờ? Lý Thanh Sơn lo lắng bất an, càng đến gần Thánh Thiên Phủ, hắn lại càng khẩn trương. Hắn ngược lại không lo lắng tự thân an nguy, chỉ là sợ không cứu được tỷ tỷ. Ngươi trước đợi một chút. Diệp Thần xoay chuyển ánh mắt, thấy một cái ngự kiếm võ giả, từ bên người bay qua, lúc này tiến lên phía trước nói. Huynh đài xin dừng bước. Vậy ngự kiếm võ giả nhướng mày một cái, nói chuyện gì? Diệp Thần nhét một chai thuần long đan đi qua, nói, không biết Thánh Thiên Phủ có cái gì buổi lễ trọng thể, làm sao nhiều người như vậy đi qua? Vậy ngự kiếm võ giả nhận lấy đan dược, sắc mặt hơi tỉnh lại, nhưng nghe đến Diệp Thần lời nói này, nhưng lại cảnh giác, nói, ngươi là ai, chuyện gì xảy ra, ai bảo ngươi tới nơi này, ngươi liền Thiên Tàm Nương Nương sinh nhật cũng không biết. Thiên Tàm Nương Nương sinh nhật. Diệp Thần nhất thời trong lòng chấn động một cái, không nghĩ tới lại có thể và Thiên Tàm Nương Nương có liên quan. Ha ha, huynh đài không muốn hiểu lầm, ta nghe nói Thánh Thiên Phủ vùng lân cận có mấy loại hiếm thấy dược liệu. Muốn vào hái thuốc thôi, lại không nghĩ rằng thấy nhiều người như vậy. Tâm niệm thay đổi thật nhanh gian, Diệp Thần tùy tiện tìm một cái cớ, lấp liếm cho qua. Vậy ngự kiếm võ giả nhìn xem trong tay đan dược, nói, lúc đầu ngươi là luyện đan sư, thật đúng là đủ gan lớn bằng trời, lại dám đạp nhập Thánh Thiên Phủ địa bàn hái thuốc. Ha ha, cái này Thánh Thiên Phủ là lánh đời cự phách, ngày thường rất hiếm vết người, nhưng cái này lần Thiên Tàm Nương Nương trước thời hạn cử hành sinh nhật buổi lễ trọng thể. Mời các khách khứa, cho nên mới náo nhiệt như vậy. Trước thời hạn cử hành thọ điển, Diệp Thần trong lòng động một cái. Vậy ngự kiếm võ giả nói, đúng vậy, vốn là muốn chờ mấy tháng sau đó, mới là Thiên Tàm Nương Nương thọ điển ngày, nhưng hiện tại nàng đột nhiên trước thời hạn cử hành, vậy chẳng biết tại sao, thọ điển ngày mai sẽ phải bắt đầu, ngươi nhưng có thư mời. Bắt đầu ngày mai, Diệp Thần và Lý Thanh Sơn nhìn nhau, hai người đều là chấn động. Cũng có loại bừng tỉnh hiểu ra cảm giác. Ngày mai, chính là 10 ngày kỳ ngày cuối cùng. Vốn là dựa theo ước định nói, Diệp Thần và Lý Thanh Sơn, hiện tại kịp thời chạy tới, có thể cùng Xích Huyên Thánh Vương chạm mặt, đạt được Thánh Thiên Phủ rất nhiều cao tầng đồng ý. Nhưng hiện tại, Thiên Tàm Nương Nương lại có thể cử hành thọ điển, nói rõ là muốn làm khó Lý Thanh Sơn, không để cho hắn trở về. Toàn bộ Thánh Thiên Phủ, đều đang bận rộn thọ điển sự việc. Thiên Tàm Nương Nương cắm một cước đi vào, Lý Thanh Sơn muốn trở về, cơ hồ không thể nào. Diệp Thần nội tâm nhất thời trầm xuống, ngoài mặt tỉnh bơ, hướng vậy ngự kiếm võ giả nói, tại hạ chỉ là tới hái thuốc, lại không có thư mời. Vậy võ giả nói, không có thư mời, vậy ngươi không thể đi vào, ta khuyên ngươi mau mau rời đi, Thiên Tàm Nương Nương nóng nảy ngươi cũng biết, một khi đắc tội nàng, các ngươi hai cái chết như thế nào cũng không biết. Nói xong. Vậy võ giả ngự kiếm bay khỏi đi, lưu lại Diệp Thần và Lý Thanh Sơn hai người tại chỗ. Hai người chố mắt nhìn nhau, đều cảm ngưng trọng. Thiên Tàm Nương Nương không chỉ là trước thời hạn cử hành thọ điển, thậm chí phải có thư mời mới cho phép tiến vào, nói rõ là gây khó khăn Lý Thanh Sơn. Diệp Thần và Lý Thanh Sơn cũng không có thư mời, căn bản không có bước vào Thánh Thiên Phủ cơ hội, tự nhiên không thể nào cùng Xích Huyên Thánh Vương gặp nhau. Đại ca, làm thế nào? Lý Thanh Sơn ánh mắt nóng nảy, không nghĩ tới sẽ đụng phải này cùng biến cố. Lại xem nói sau. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, lại không có dễ dàng buông tha, mà là mang Lý Thanh Sơn, tiếp tục bay đi phía trước. Thánh Thiên Phủ Sơn Môn đường danh, rất nhanh xuất hiện ở trước mặt hai người. Cả tòa Thánh Thiên Phủ, tọa lạc tại mờ mịt dãy núi tới giữa, từng ngọn phủ đệ nhà cửa, liên miên không biết có nhiều ít bên trong, phong cách cổ xưa khoáng đạt, thật là nguy nga. Ở Thánh Thiên Phủ bầu trời, có vô số cổ xưa cự thú, cưỡi mây lướt gió, trấn thủ khí vận. Phủ đệ bốn phía núi cao, đều là thúy tiễn đống xanh, tốt lâm tu trúc, động hắc bốc khói, khí vận lượn lờ, nhất phái thanh linh cuồn cuộn thở mạnh voi. Diệp Thần xem xuống phía dưới, đã thấy không thiếu võ giả, lục tục tiến vào Thánh Thiên Phủ. Thánh Thiên Phủ các cường giả, ở bốn phía tuần tra, có người chuyên kiểm tra thực hư thư mời, không có thư mời người. Nghiêm cấm tiến vào Thánh Thiên Phủ bên trong. Bất quá, nếu như là người làm nói,
không cần thư mời, cũng có thể đi theo chủ nhân đi vào. Tới phó thọ điển người, rất nhiều đều mang người làm người hầu, những người làm này người hầu, cũng không cần thư mời, đều có thể đi vào. Diệp Thần và Lý Thanh Sơn nhìn nhau, hai người đồng thời gật đầu, trong lòng đều là giống nhau ý. Ngụy trang thành người làm, chui vào. Thanh Sơn, chúng ta dịch dung chui vào. Diệp Thần tỉnh bơ, trực tiếp thi triển bát quái thiên đan thuật, thay đổi mình và Lý Thanh Sơn gương mặt. Nếu như phổ thông dịch dung thủ đoạn, khẳng định sẽ bị Thánh Thiên Phủ phát hiện, nhưng Diệp Thần bát quái thiên đan thuật, vô cùng cao minh, dùng để dịch dung, quỷ thần khó dò. Cái này một tí, hai người ngay tức thì dịch dung, chán đổi được hèn mọn rất nhiều, liền quần áo vậy thay đổi, tựa hồ thật sự là người làm. Hai người đáp xuống, liền xen lẫn trong Thánh Thiên Phủ trước cửa trong đám người, tìm cơ hội đi vào. Minh Long Thần Điện Trần trưởng lão đến. Thánh Thiên Phủ cửa, một cái phụ trách đón khách ông già, cao giọng tuyên sướng. Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, nhưng gặp trên bầu trời có một đám Minh Long phi hàng xuống, số lượng vô cùng nhiều, vừa rơi xuống đất liền hóa thành hình người, đều là Minh Long Thần Điện người. Một người cầm đầu, lại là Minh Long Thần Điện cao tầng trưởng lão, Trần Thương Sinh. Là hắn. Diệp Thần ánh mắt trầm xuống, tỉnh bơ. Trần trưởng lão tốt. Gặp qua Trần trưởng lão. Trần trưởng lão vẫn khỏe chứ? Chung quanh rất nhiều võ giả, thấy Trần Thương Sinh hạ xuống, đều là rối rít hỏi thăm sức khỏe. Trần Thương Sinh phản bội Thái Thượng Thiên Nữ ý chí, muốn tru diệt Diệp Thần, đã không phải là Thái Thượng Thiên Nữ thuộc hạ, nhưng hắn dẫu sao là Minh Long Thần Điện cao tầng trưởng lão, địa vị như cũ tôn quý. Dưới mắt Minh Long Thần Điện điện chủ Vũ Văn Thái, thay Trần Thương Sinh nhận chịu Thái Thượng Thiên Nữ thiên phạt, bị trọng thương, toàn bộ Minh Long Thần Điện quyền hành, mơ hồ có bị Trần Thương Sinh cầm giữ khuynh hướng. Cho nên, đám người đối đãi Trần Thương Sinh thái độ, tự nhiên cũng là vô cùng cung kính. Gặp qua các vị, Trần Thương Sinh khẽ mỉm cười, ôm quyền đáp lễ. Thiên Tàm Nương Nương thọ điển, đây là ta Minh Long Thần Điện một chút lễ mọn. Sau đó, Trần Thương Sinh lại hướng Thánh Thiên Phủ, đưa tới một phần lễ vật, nhưng là tất cả loại thiên tài địa bảo, ánh sáng mênh mông, sáng chói được người hoa mắt. Chung quanh vang lên không thiếu tiếng than thở, rõ ràng Trần Thương Sinh đưa thiên tài địa bảo, đều là vô cùng là vật chân quý. Đa tạ Trần trưởng lão, mời vào, mời vào. Vậy đón khách ông già, mỉm cười để cho Trần Thương Sinh đi vào, liền thư mời cũng không cần tra xem, có thể gặp Trần Thương Sinh thân phận cao. Trần Thương Sinh khẽ mỉm cười, lúc này sải bước vào Thánh Thiên Phủ, tay cái kế tiếp cái Minh Long Thần Điện đệ tử, người làm, vậy đi theo nối đuôi mà vào. Tốt cơ hội. Diệp Thần trong lòng động một cái, Trần Thương Sinh địa vị cao quý, Thánh Thiên Phủ cũng không thế nào tra xem, chính là đục nước béo cò thật tốt cơ hội. Lập tức Diệp Thần lặng yên không một tiếng động, xen lẫn trong đội ngũ phía sau. Lý Thanh Sơn cũng giống như nhau tâm tư, đi theo Diệp Thần chui vào, chỉ muốn lẫn vào Thánh Thiên Phủ. Thánh Thiên Phủ tôn trọng Trần Thương Sinh uy danh, quả nhiên không thế nào kiểm tra thực hư, Diệp Thần và Lý Thanh Sơn thuận lợi lẫn vào, hai cái chân cũng bước vào cửa phủ. Đợi một chút, có người đục nước béo cò. Bỗng nhiên, một đạo thanh âm bén nhọn, từ phía sau vang lên. Diệp Thần và Lý Thanh Sơn thân thể chấn động một cái, cũng hơi toát mồ hôi lạnh. Nhưng gặp người nói chuyện, phe phẩy quạt xếp, là một cái công tử ca mà, bên người đi theo không thiếu tùy tùng, tu vi đạt tới còn chân cảnh 5 tầng thiên, một viên đỏ au hạt châu, quanh quẩn hắn xoay tròn. Hạt châu này, cũng không phải phổ thông pháp bảo, mà là một viên thu nhỏ lại tinh thần, tên là Liệt Diễm Thiên Tinh, chính là hỗn độn cửu tinh một trong, là thứ thiệt hỗn độn chí bảo. Liệt Diễm Thiên Tinh, Tô Nam thiếu gia. Phá Quân Đại Đế con trai, một đời thiên kiêu Tô Nam. Người chung quanh thấy công tử này cậu ấm, đều là lấy làm kinh hãi. Người này tên là Tô Nam, nhưng là Phá Quân Đại Đế con trai, thiên nhân vực tiếng tăm lừng lẫy thiên kiêu, tuổi còn trẻ, tu vi liền đạt tới còn chân cảnh 5 tầng thiên. Mà Phá Quân Đại Đế, chính là ngày xưa Yến Trường Ca dưới quyền học trò, thất đại thánh đồ một trong. Phá Quân Đại Đế cởi dậy ra sau đó, ở thiên nhân vực tự lập môn hộ, thành lập một gia tộc, cái này Tô Nam, chính là hắn duy nhất con trai, ngày thường nhất là sủng ái, liền nhà tộc pháp bảo Liệt Diễm Thiên Tinh, vậy thật sớm truyền cho hắn. Diệp Thần và Lý Thanh Sơn đục nước béo cò, người khác không phát hiện được, nhưng Tô Nam Liệt Diễm Thiên Tinh chiếu một cái, tựa như một viên pháp nhãn, nhất thời bắt được khác thường.
cái này hai người không phải Minh Long thần điện người, bọn họ muốn đục nước béo cò. Tô Nam lớn tiếng chỉ trích, không chút lưu tình. Ừ, Trần Thương Sinh nhướng mày một cái, quay đầu vừa thấy, thấy được Diệp Thần và Lý Thanh Sơn, hai người dịch dung, hắn cũng không biết Diệp Thần thân phận, nhưng có thể xác định, đây tuyệt đối không phải Minh Long thần điện người làm. Các ngươi hai cái là ai, lén lén lút lút đi theo ta Minh Long thần điện phía sau, ý muốn vì sao là? Trần Thương Sinh lạnh giọng mắng. Không tốt. Diệp Thần và Lý Thanh Sơn thân thể căng thẳng, lại không nghĩ rằng sẽ nhanh như vậy bại lộ. Thương thương thương. Chung quanh Thánh Thiên Phủ các cường giả, nhất thời phát giác không ổn, lập tức rút ra binh khí, đằng đằng sát khí vây quanh hai người. Các ngươi là thân phận gì, còn muốn mưu toan lẫn vào ta Thánh Thiên Phủ, có phải hay không muốn đối với nương nương bất lợi? Một cái cường giả thủ lãnh nghiêm nghị dày, mắt xem thì phải động sát thủ. Diệp Thần và Lý Thanh Sơn sắc mặt, cũng khó coi tới cực điểm. Ha ha ha, cái đó gọi Tô Nam công tử, nhưng là đắc ý cười lớn, hai chân một bước, nói, tới tới tới, các ngươi hai cái phế vật, từ ta dưới háng chui qua, ta vì các ngươi nói mấy câu lời khen, để cho Thánh Thiên Phủ tha các ngươi không chết, cha ta và Thiên Tàm nương nương, giao tình cực sâu, chỉ cần ta một câu nói, Thiên Tàm nương nương khẳng định thả các ngươi. Ngay lúc nói chuyện, Tô Nam vênh váo nghênh ngang, vô cùng tự phụ. Hắn phụ thân phá quân đại đế, và Thiên Tàm nương nương có giao tình, cái này tự nhiên là đặc biệt đáng lấy le sự việc. Dẫu sao Thiên Tàm nương nương, là thượng cổ cường giả, tu vi sâu không lường được, có thể cùng nàng leo lên một chút giao tình, đều là không được duyên phận. Quả nhiên, nghe được Tô Nam mà nói, những người chung quanh, liền chặc chặc khen ngợi, đều là không ngừng hâm mộ. Thánh Thiên Phủ các cường giả, nghe được Tô Nam lên tiếng, cũng không có lộn xộn nữa, miễn được quấy rầy Tô Nam công tử nhã hứng. Ngươi nói gì sao? Lý Thanh Sơn nghe được Tô Nam mà nói, nhưng là tức giận vô cùng. Sĩ có thể giết, không thể làm nhục, Tô Nam kêu bọn họ chui vào dưới háng, cái này tự nhiên là thiên đại làm nhục, không có thể khoan dung. Các ngươi hai cái lén lén lút lút, ai biết các ngươi có âm mưu gì, nếu như không muốn chết, trước từ ta nơi này chui qua nói sau, nếu không ta một câu nói, các ngươi liền lập tức muốn hóa thành phấn vụn. Tô Nam hừ lạnh một tiếng, mặt đầy vẻ châm chọc, hắn xem Diệp Thần tu vi, chỉ có càn khôn cảnh 6 tầng thiên, mà Lý Thanh Sơn tu vi, tuy so Diệp Thần cao, nhưng vậy hoàn toàn kém hơn hắn, hắn tự nhiên không buông ở bên trong mắt. Hiện tại, hắn chỉ muốn hung hăng làm nhục hai người một lần, rồi trực tiếp giết chết, lấy biểu dương ác liệt thủ đoạn. Diệp Thần vừa nhìn thấy Tô Nam ánh mắt, cũng biết hắn tâm tư tàn nhẫn độc, nhất thời trong lòng run lên. Ta cùng ngươi liều mạng. Lý Thanh Sơn tính tình cương trực nóng nảy, nhưng là bị không được làm nhục, mãnh liệt một quyền bạo giết ra, lại có thể đánh đòn phủ đầu, trực tiếp hướng Tô Nam đánh tới. Ha ha, còn muốn động thủ. Tô Nam vừa thu lại quạt xếp, không sợ chút nào, thúc giục liệt diễm thiên tinh, liền chuẩn bị nghênh chiến. Đừng xung động. Diệp Thần vội vàng kéo Lý Thanh Sơn, mắt thấy chung quanh cường giả rình chung quanh, mình đục nước béo cò kế hoạch lại thất bại, liền muốn trực tiếp lợi dụng hắc ám nguyên phù, tránh chui đi. Chậm. Nhưng ngay vào lúc này, một hồi thanh âm già nua vang lên. Chỉ gặp một cái quân vương vậy uy mãnh nam tử, mang 7-8 cửa đồ, từ phía sau đi tới. Ngọa Long thần tôn. Lại là Ngọa Long thần điện điện chủ. Nghe nói trong tay hắn có một trang phong ấn thiên võ Ngọa Long kinh. Người này là 12 thần tôn, thái thượng thiên nữ người làm, lần này thọ điển hắn cũng tới. Thiên Tàm nương nương thật là lớn mặt mũi, cũng mời hai cái thần tôn dự tiệc. Mọi người thấy nam tử này, đều là thán phục. Lúc đầu nam tử này, chính là 12 thần tôn bên trong Ngọa Long thần tôn, Ngọa Long thần điện điện chủ. Ngọa Long thần tôn. Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, dĩ nhiên là nhận được Ngọa Long thần tôn. Ban đầu ở Dương Chân Vực, hắn tìm sạch sẽ Long Tuyền thời điểm, liền cùng Ngọa Long thần tôn đã gặp mặt. Cái này hai người là ta Ngọa Long thần điện đệ tử, không phải cái gì người xấu. Ngọa Long thần tôn mỉm cười đi tới, từ trong lòng ngực móc ra hai phong thư mời, đưa cho Thánh Thiên Phủ cường giả thủ lãnh, nói, đây là bọn họ thư mời. Thấy vậy, Diệp Thần và Lý Thanh Sơn, nhất thời ngạc nhiên. Ngọa Long thần tôn dưới quyền, có hai người đệ tử, cũng là ngẩng đầu ngạc nhiên, cái này hai phong thư mời, nhưng thật ra là bọn họ. Hiện tại Ngọa Long thần tôn, đột nhiên cầm đi ra ngoài,
bọn họ đều là sợ ngây người, nhưng biết rõ Ngọa Long thần tôn khác có an bài, cũng không dám lên tiếng. Cái gì, bọn họ là ngươi đệ tử, ta không tin. Tô Nam trợn to hai mắt, nhưng cũng không có tin tưởng. Vậy Thánh Thiên Phủ cường giả, mở ra thư mời vừa thấy, phát hiện phía trên thật có Diệp Thần và Lý Thanh Sơn khí huyết chập chờn, đích xác là thuộc về bọn họ thư mời, nhất thời rất cau mày, nói. Các ngươi hai cái, rõ ràng là Ngọa Long thần điện đệ tử, làm sao chạy đến Minh Long thần tộc bên này? Diệp Thần không có lên tiếng, ánh mắt nhìn về Ngọa Long thần tôn, trong đầu nghĩ, hắn khẳng định nhận ra ta thân phận, không biết khiến cho cách gì, lại có thể ngụy trang ra ta và Thanh Sơn khí huyết chập chờn. Ngọa Long thần tôn giải thích, ha ha, ta cái này hai người đệ tử, ngưỡng mộ Thánh Thiên Phủ nội tình, muốn sớm một chút đi vào xem ngưỡng, có thể vừa vặn đi theo Minh Long thần tộc phía sau, không phải cố ý mà là, xin hãy thứ lỗi. Phải không? Vậy Thánh Thiên Phủ cường giả như cũ cau mày, luôn cảm giác có điểm không đúng. Nhưng Ngọa Long thần tôn, thân phận không phải chuyện đùa, tổng không thể quá mức gây khó khăn. Hơn nữa, Ngọa Long thần tôn và Thiên Tàm nương nương, cũng có giao tình, không có hại người đạo lý. Các ngươi vào đi thôi. Vậy Thánh Thiên Phủ cường giả phất tay một cái, nhường đường cho đi. Đa tạ. Ngọa Long thần tôn chắp tay, mang môn hạ đệ tử, sải bước vào, và Diệp Thần, Lý Thanh Sơn hai người, đi Thánh Thiên Phủ bên trong đi tới. Tô Nam công tử ở phía sau thấy được, chau mày, nhưng cũng không dám lại qua loa mở miệng, dẫu sao Ngọa Long thần tôn cũng là người có thân phận, không tới phiên hắn cản rỡ. Chúng ta vậy đi vào. Tô Nam công tử khẽ cắn răng, vốn còn muốn chiết nhục Diệp Thần hai người, đáng tiếc thất bại, hắn cũng chỉ tốt mang người thủ hạ đi vào. Diệp Thần ha ha cười một tiếng, đi theo Ngọa Long thần tôn phía sau, cũng không có quá nhiều để ý Tô Nam công tử. Cái loại này con nhà giàu, hắn thấy cũng nhiều, không cần phải tận lực dây dưa. Trần Thương Sinh, làm sao thấy bạn cũ, vậy không chào hỏi một tiếng. Ngọa Long thần tôn đi ở phía trước, xa xa thấy phía trước Trần Thương Sinh bóng người, cởi mở cười nói. Hừ, Trần Thương Sinh hừ một tiếng, liền cũng không quay đầu lại, tựa hồ có chút chột dạ, vội vàng dẫn người đi. Hắn và Ngọa Long thần tôn, đều là thái thượng thiên nữ người làm, coi là đồng môn, nhưng hiện tại, hắn đã vi phạm thiên nữ ý chí, nhưng cũng không dám lại đối mặt Ngọa Long thần tôn. Mặc dù thái thượng thiên nữ ý chí, cơ hồ không có sẽ ở thế gian lưu tích chữ, nhưng truyền thuyết danh tiếng vẫn là quá lớn, xây dựng ảnh hưởng sâu nặng, Trần Thương Sinh tuy đã phản bội, vẫn là không dám chính diện nhiều lời. Diệp Thần nhìn Trần Thương Sinh thân ảnh đi xa, nhưng là thở phào nhẹ nhõm. Thật may Trần Thương Sinh đã phản bội Thái Thượng Thiên Nữ, nếu không, hắn nhất định có thể nhìn ra Diệp Thần là luân hồi chi chủ thân phận, vô luận Diệp Thần làm sao dịch dung ngụy trang, cái này sau lưng lớn nhân quả, là tuyệt đối thoát khỏi không hết. Cái này nhất thế, Diệp Thần và Thái Thượng Thiên Nữ tới giữa, định trước chỉ có thể có một người sống sót, nhân quả dây dưa chân thực quá to lớn, quá phức tạp. Cho nên, Ngọa Long thần tôn lập tức, liền phát hiện Diệp Thần thân phận chân thật, kịp thời ra tới giải vây. Đám người vào được Thánh Thiên Phủ bên trong, tự có đón khách trưởng lão, an bài mọi người dừng chân. Bây giờ cách Thiên Tàm nương nương thọ điển, còn có một ngày thời gian, đám người dĩ nhiên là ở tạm ở Thánh Thiên Phủ bên trong. Cái này Thánh Thiên Phủ nội bộ, ngày ánh lam quang, mưa thu đại sắc, lại có thể tự thành hiện tượng thiên văn khí hậu, khói dáng tán thải, cầu vòng xuyên qua, bích sương mù, đặc biệt tráng lệ. Vừa vào đình viện kiến trúc, khảm đầy lưu ly bảo ngọc, điêu khắc trước long phượng trình tường, chu môn nhà giàu, rất là khí phái. Diệp Thần, Lý Thanh Sơn, Ngọa Long thần tôn các người, được an bài ở một cái thụy khí phô địa sân nhỏ, bốn phía có ly long thải phượng quanh quẩn trang sức, xa xỉ lộng lẫy. Diệp, Hoang Trần, người cùng ta tới. Một nghỉ ngơi, Ngọa Long thần tôn hướng Diệp Thần vẫy vẫy tay, hiển nhiên là muốn đơn độc nói một chút. Diệp Thần hội ý, đi theo Ngọa Long thần tôn đi tới trong một phòng. Phốc xích, khóa lại cửa phòng, Ngọa Long thần tôn lại đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt phát trắng. Nằm long tiền bối, người thế nào? Diệp Thần lấy làm kinh hãi. Ta không có sao, chỉ là mới vừa rồi tạm thời ngụy trang các ngươi thư mời, dây dưa lực quá lớn thôi. Ngọa Long thần tôn khoát tay một cái, miễn cưỡng gạt bỏ một nụ cười. Mới vừa rồi Diệp Thần và Lý Thanh Sơn thư mời,
đều mang hai người riêng mình khí huyết chập chờn, đây thật ra là Ngọa Long thần tôn tận lực ngụy trang. Mà đây ngụy trang, nhưng hao hết hắn to lớn linh khí, dẫu sao muốn tránh thoát Thánh Thiên Phủ điều tra, tự nhiên không phải chuyện dễ dàng. Diệp Thần nhất thời im lặng, nói, đa tạ. Ngọa Long thần tôn nói, không sao, luân hồi chi chủ, có thể vì ngươi cống hiến, là ta vinh hạnh, chỉ là không biết ngươi tới Thánh Thiên Phủ, rốt cuộc là vì cái gì, chẳng lẽ ngươi và Thiên Tàm Nương Nương, cũng có giao tình. Không phải, ta và vậy cái gì Thiên Tàm Nương Nương, nửa điểm giao tình không có. Diệp Thần cắn răng, ánh mắt nhưng là tràn đầy hận ý, lập tức đem Thiên Tàm Nương Nương giết chết Ngũ Đế Ma Thần, hãm hại Lý Thanh Sơn, mình hộ tống Lý Thanh Sơn tới Thánh Thiên Phủ, muốn để cho hắn và Xích Huyên Thánh Vương phụ tử nhận nhau sự việc, đơn giản nói một lần. Ngọa Long Thần Tôn là Thái Thượng Thiên Nữ người làm, ở Diệp Thần và Thái Thượng Thiên Nữ, còn không chân chính xé rách ra mặt trước, đáng tin cậy. Cho nên, Diệp Thần cũng không có giấu giếm cái gì, mà là rõ ràng nói ra ngọn nguồn. Dẫu sao, Thánh Thiên Phủ cường giả san sát, nếu như Thiên Tàm Nương Nương làm khó dễ nói, Diệp Thần vậy làm khó. Nếu như có thể đạt được Ngọa Long Thần Tôn che chở, tự nhiên không thể tốt hơn nữa. Thì ra là như vậy. Xích Huyên Thánh Vương, quả nhiên có một cái con riêng. Ngọa Long Thần Tôn thất kinh, hiển nhiên không ngờ tới sau lưng còn có này cùng biến cố. Hắn đã sớm nghe nói qua, Xích Huyên Thánh Vương có một cái con riêng, nhưng không ngờ tới cái này con riêng, lại có thể liền ở bên ngoài. Mặc dù ta và Thiên Tàm Nương Nương, làm có giao tình, nhưng luân hồi chi chủ, vì ngươi, ta có thể dứt bỏ hết thảy. Nếu như Thiên Tàm Nương Nương muốn đối phó các ngươi, ta tuyệt sẽ không bỏ qua nàng. Dừng một chút, Ngọa Long Thần Tôn trong tròng mắt lướt qua một chút dùng mình, quyết đoán được thật nhanh. Đa tạ tiền bối. Diệp Thần trong lòng đại hỉ, đồng thời lại thầm kinh hãi. Ngọa Long Thần Tôn chịu bỏ ra hy sinh lớn như thế, thậm chí không tiếc cùng Thiên Tàm Nương Nương trở mặt, hiển nhiên là xem ở Thái Thượng Thiên Nữ phân thượng. Vì Thái Thượng Thiên Nữ kế hoạch, Ngọa Long Thần Tôn nguyện ý hy sinh hết thảy. Diệp Thần trong lòng không thể không khen ngợi, Thái Thượng Thiên Nữ ngự người thủ đoạn, đích xác là lợi hại, cho dù trải qua mấy chục ngàn năm bể dâu, nàng người cũng trở về Thái Thượng Thế Giới, nàng người làm còn thì nguyện ý là nàng bỏ ra hết thảy. Có Ngọa Long Thần Tôn lời nói này, Diệp Thần liền an tâm nhiều. Lập tức Diệp Thần và Lý Thanh Sơn, ở nơi này nghỉ ngơi, chờ đợi ngày mai thọ điển bắt đầu. Mà vào một ngày chờ đợi trong thời gian, Diệp Thần vậy dò xét được rất nhiều liên quan tới Thiên Tàm Nương Nương bí mật. Lúc đầu Thiên Tàm Nương Nương và Xích Huyên Thánh Vương, hai người kết hợp, không hề coi là hào quang. Năm đó, Hằng Cổ Thánh Đế muốn phi thăng Thái Thượng Thế Giới, gặp phải Vạn Khư chặn đánh, Xích Huyên Thánh Vương là Hằng Cổ Thánh Đế sư đệ, vậy được liên lụy, bị Võ Uy Kiếm Nô đánh trọng thương, chạy nạn chân trời. Mà Xích Huyên Thánh Vương trọng thương chạy nạn thời điểm, nhưng gặp Thiên Tàm Nương Nương. Thiên Tàm Nương Nương dốc lòng chiếu cố, cho đến Xích Huyên Thánh Vương hết bệnh. Xích Huyên Thánh Vương có vẻ cảm kích, vốn là muốn đưa rất nhiều hậu lễ đền đáp, nhưng Thiên Tàm Nương Nương lễ vật gì đều không muốn, liền muốn gả cho Xích Huyên Thánh Vương. Lúc ấy Hằng Cổ Thánh Đế đã thuận lợi phi thăng, thế gian lại cũng không người đuổi giết Xích Huyên Thánh Vương, Xích Huyên Thánh Vương ngược lại thừa kế Hằng Cổ Thánh Đế di trạch mưa móc, lấy được thiên nhiều chỗ tốt. Thiên Tàm Nương Nương muốn gả cho, nói rõ là hướng về phía chỗ tốt này tới. Xích Huyên Thánh Vương cố kỵ lớn nhân quả, cuối cùng chỉ có thể nhắm mắt đáp ứng. Hai người kết hợp, hoàn toàn là Thiên Tàm Nương Nương bức bách, cô gái này tinh thông tính toán, cái này mấy chục ngàn trong thời kỳ, Thánh Thiên Phủ ngược lại giống như nàng làm chủ, thế lực hừng hực hết sức. Mà kỳ quái chính là, Xích Huyên Thánh Vương và Thiên Tàm Nương Nương lập gia đình sau đó, hai người từ đầu đến cuối không có con cháu, tựa hồ gặp phải cái gì nguyền rủa. Có trên phố lời đồn đãi, Xích Huyên Thánh Vương vì duy trì đạo thống huyết mạch, ở Dương Chân vực đản cái kế tiếp con riêng. Diệp Thần biết, cái này lời đồn đãi là thật. Hiện tại Lý Thanh Sơn muốn trở về Thánh Thiên Phủ, Thiên Tàm Nương Nương nhất định là trăm phương ngàn kế ngăn cản, bởi vì một khi Lý Thanh Sơn trở về, Xích Huyên Thánh Vương có người nối nghiệp, nàng kiêu căng đem sẽ thật to bị nhục, mà nàng vừa không có con cháu, tuyệt đối không thể nào cùng Lý Thanh Sơn tranh phong, sớm muộn phải bị đoạt quyền. Rõ ràng liền một điểm này, Diệp Thần trong lòng càng chấn định, hiện tại Thiên Tàm Nương Nương bên kia, so hắn còn muốn khẩn trương. Đang. Lúc này, bầu trời bên ngoài trên, truyền đến một hồi tiếng chuông.
Thiên Tàm nương nương sinh nhật đại điển, muốn bắt đầu. Lần này thọ điển, là trước thời hạn cử hành, người ngoài không biết nguyên nhân, nhưng Diệp Thần rất rõ ràng, đây là vì chặn đánh Lý Thanh Sơn, chẳng muốn Lý Thanh Sơn thuận lợi trở về. Chỉ cần 10 ngày kỳ đi qua, Lý Thanh Sơn đều không có thể bước vào Thánh Thiên Phủ, vậy Thiên Tàm nương nương liền thắng. Nhưng là, nàng hiển nhiên không nghĩ tới, hiện tại Diệp Thần đã mang Lý Thanh Sơn, thuận lợi trà trộn đi vào. Nghe được thọ điển bắt đầu tiếng chuông, Diệp Thần lúc này mang Lý Thanh Sơn, đi theo Ngọa Long Thần Tôn, bay ra ngoài. Thọ điển ở Thiên Tàm nương nương bổn mệnh pháp bảo, đao kiếm thiên tinh giơ lên làm. Diệp Thần một bay ra ngoài, liền thấy Thánh Thiên Phủ bầu trời, một ngôi sao treo thật cao, tinh thần bên trên, cắm đầy to lớn thần đao tiên kiếm, vô số quang hà biến ảo thành cầu vồng, thụy khí dọn ra, đặc biệt nguy nga. Các phe chúc thọ tân khách, cũng mang theo lễ vật, hướng vậy đao kiếm thiên tinh bay đi. Đi! Diệp Thần mang Lý Thanh Sơn, lập tức bay đi đao kiếm thiên tinh. Tới gần một chút đao kiếm thiên tinh, thì có một cổ kinh khủng không gian phong bạo, xen lẫn loạn đao loạn kiếm, ở bên tai múa vặn cắt. Đây là Thiên Tàm nương nương, cho chúc thọ các tân khách, thiết chí một cái nho nhỏ bình phong che chở, nếu như liền điểm này chướng ngại, đều không thể giải quyết, vậy cũng không tư cách tham dự Thiên Tàm nương nương thọ điển. Phá! Điểm này đao kiếm gió bão, Diệp Thần tự nhiên không buông ở trước mắt, vung tay lên, lập tức phá hư gió bão, bay vào đao kiếm thiên tinh bên trong. Vừa tiến vào đao kiếm thiên tinh, Diệp Thần liền thấy chung quanh thần đao tiên kiếm, trưng bày ở hai bên, ở giữa kẹp ra một cái con đường thênh thang, đại lộ hai bên đứng đầy Thánh Thiên Phủ cường giả, một đường mây khói bồng bềnh, thụy khí nhô lên, biến ảo thành tất cả loại cung điện tiên cầm, bay lên trời linh thú vân. Vân ảo ảnh kỳ cảnh. Điều này con đường thênh thang cuối, chính là một tôn vô cùng đắt tiền ngai vàng bốn phía có hàng tỷ phi kiếm quanh quẩn, người ở nơi này vô cùng phi kiếm nổi bật hạ, giống như con kiến hôi nhỏ bé, tựa như tùy thời có thể bị chém chết. Ngôi sao to lớn, khoáng đạt không gian, tiên khí nhô lên đao kiếm, cuồn cuộn mây mù, vô số ảo ảnh, cấu trúc thành Thái Thượng Tiên Vương động phủ vậy kỳ cảnh, nguy nga tới cực điểm. Đại ca, thật là khí phái à. Lý Thanh Sơn đứng ở Diệp Thần bên người, nhìn trước mắt tráng lệ đường hoàng cảnh tượng, hoàn toàn rung động. Viên này đao kiếm thiên tinh, ở Thiên Tàm nương nương trong tay, hiển nhiên tóe ra nhất chói mắt thần thái, làm người ta tâm diêu thần trì. Ổn định, đi theo ta. Diệp Thần giọng nhàn nhạt, tình cảnh to lớn hắn thấy cũng nhiều, Thiên Tàm nương nương thọ điển lên khí tượng, mặc dù khí phái, nhưng vậy rung động không tới Diệp Thần. Các khách khứa bay vào, nhìn cái này đao kiếm thiên tinh lên tráng lệ cảnh tượng, cũng là chặc chặc khen ngợi, cũng bội phục Thiên Tàm nương nương đại thần thông. Ở Thiên Tàm nương nương ngai vàng hạ, còn có một chút tân khách chỗ ngồi, nhưng số lượng không nhiều, chỉ có chân chính có mặt mũi nhân vật lớn, mới có tư cách ngồi xuống. Ngọa Long Thần Tôn, Trần Thương Sinh nhóm cường giả, đều ngồi xuống, Tô Nam công tử miễn cưỡng vậy tranh đến một cái chỗ ngồi, ngồi ở chót hết. Diệp Thần và Lý Thanh Sơn, tự nhiên không có chỗ ngồi trống có thể ngồi, liền đứng ở Ngọa Long Thần Tôn phía sau. Toàn trường bên trong, trẻ tuổi đồng lứa nhân vật, chỉ có Tô Nam công tử, là miễn cưỡng có tư cách ngồi xuống, hắn nhìn khắp bốn phía, vui vẻ cười to ba tiếng, một bộ trí đắc ý đầy hình dáng, thậm chí khiêu khích nhìn Diệp Thần một mắt. Diệp Thần cũng không có xem nhiều, cái loại này con nhà giàu, hắn chân thực gặp được quá nhiều, căn bản không tâm tư dây dưa. Thiên Tàm nương nương đến. Đám người ngồi xuống và đứng ngay ngắn, ước chừng hai khắc sau, liền nghe được một cái Thánh Thiên Phủ trưởng lão, cao giọng hô hát. Rào. Theo trưởng lão thanh âm rơi xuống, từng cái bảy màu cầu vòng, nam bắc xuyên qua, đồ phun ra, ba hoa chích chòe, thụy khí cuồn cuộn. Vạn đạo kim quang còn quấn một cái ung dung người Mỹ phụ, từ trên trời hạ xuống. Người Mỹ phụ này thân người chu, long phượng bay lượn, thủy thú đằng vân, từng cái thị nữ giải hoa tươi, sau lưng có kim giáp chiến thần, giáp bạc chiến thần ở đánh trống sấm sét, phô trương lớn vô cùng, như chúng tinh phủng nguyệt. Ở vô số tiên khí, tường vân, hà thải, tiên nữ, chiến thần vây quanh, người Mỹ phụ cưỡi mây lướt gió, đáp xuống chí cao trên ghế. Bái kiến Thiên Tàm nương nương. Đao kiếm thiên tinh trên, rất nhiều Thánh Thiên Phủ cường giả quỳ xuống thi lễ, thái độ nhún nhường hết sức. Diệp Thần cùng tân khách, vậy mỗi người chắp tay thi lễ. Người Mỹ phụ này người, chính là Thiên Tàm nương nương. Thật là cường hãn khí thế.
Diệp Thần thầm kinh hãi, chỉ cảm thấy Thiên Tàm nương nương tu vi hơi thở, đã vượt qua còn thật cảnh, đạt tới sâu không lường được bước, hoàn toàn không biết là cảnh giới gì. Hằng cổ thánh đế phi thăng thái thượng thế giới, để lại hàng loạt di trạch mưa móc, thiên tài địa bảo, đều bị Xích Huyên thánh vương thừa kế. Mà Thiên Tàm nương nương, chuyên tâm tính toán, cưỡng ép gả cho Xích Huyên thánh vương, hiển nhiên cũng là lấy được thiên đại chỗ tốt. Hằng cổ thánh đế lưu lại di trạch, nói không chừng phần lớn đều bị nàng nuốt, nàng tu vi, tự nhiên cũng là nghịch thiên vậy mạnh mẽ, quang diệu vạn cổ, khoáng đạt hết sức. Thấy cái này Thiên Tàm nương nương, Diệp Thần không khỏi nghĩ đến Huyền Cơ Nguyệt. Huyền Cơ Nguyệt thực lực chân thật tự nhiên vượt quá còn thật cảnh, bùng nổ toàn lực, sâu không lường được. Diệp Thần cảm giác được, đơn thuần bàn về tu vi nói, Thiên Tàm nương nương sẽ không thua Huyền Cơ Nguyệt, chỉ là thua ở khí vận mà thôi. Huyền Cơ Nguyệt và Đế Thích Thiên, cái này hai người chỗ lợi hại nhất, không phải tu vi có cường đại dường nào, mà là giận vận cực kỳ thâm hậu, tương lai có vô hạn có thể, hơn nữa ở đại khí vận dưới sự che chở, đặc biệt khó khăn chết. Nói cách khác, Thiên Tàm nương nương và Huyền Cơ Nguyệt, mặc dù tu vi tương đương, nhưng nếu quả thật đang đánh, thất bại không thể nghi ngờ, bởi vì khí vận nội tình kém được quá xa, cuối cùng tuyệt đối phải bị đánh chết. Đây chính là khí vận tầm quan trọng, cao thủ tranh, thắng bại thường thường ngay tại một chiêu tới giữa, mà khí vận thâm hậu người, thường thường có thể ở cuộc chiến sinh tử bên trong, lấy được tuyệt đối ưu thắng địa vị. Thiếp hôm nay thọ điển, nhờ có các vị nể mặt, không xa vạn dặm phó sẽ, thiếp vô cùng cảm kích. Thiên Tàm nương nương khẽ mỉm cười, hướng đám người đáp lễ, sau đó ngồi xuống. Thiên Tàm nương nương khách khí. Nói chi vậy? Đám người rối rít khách sáo. Mời các vị ngồi. Thiên Tàm nương nương trên mặt như cũ mang hiền hòa nụ cười, vung tay lên gian, đao kiếm thiên tinh ủng ủng chấn động, bốn phương tám hướng có một cái cầm kiếm thật lớn, di động tới. Cái này nhất bà cự kiếm, mỗi một cầm cũng thật sâu cắm trên mặt đất, kiếm trên đỉnh trưng bày có tiệc rượu, trên tiệc rượu là tất cả loại món ăn ngon món ngon. Mọi người thấy những rượu này tiệc, nhất thời một hồi xôn xao. Thiên Tàm nương nương không có thời gian đầu tiên chuẩn bị xong, đem đám người lượng ở chỗ này, cho đến lúc này, mới bày ra tiệc rượu, cái này đạo đãi khách, chân thực không tính là phúc hậu, nói rõ là muốn biểu dương địa vị mình. Nhưng mọi người biết Thiên Tàm nương nương tinh thông tính toán, tuy có câu oán hận, ngoài mặt vậy không nói gì, rối rít ngồi. Diệp Thần, Lý Thanh Sơn, Ngọa Long thần tôn các người, cùng bay lên kiếm đỉnh, ngồi ở một bàn. Thiên Tàm nương nương ánh mắt híp lại, quét nhìn toàn trường, tựa hồ đang tìm cái gì. Diệp Thần trong lòng rét một cái, biết nàng là muốn tìm Lý Thanh Sơn cùng mình tung tích, thật may hai người đã dịch dung, trừ phi nàng trước mặt cẩn thận dò xét. Nếu không không thể nào phát hiện đầu mối. Quả nhiên, Thiên Tàm nương nương cũng không có phát hiện Diệp Thần và Lý Thanh Sơn tồn tại, chân mày to khẽ nhíu, tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Cái đó dã chủng, rốt cuộc ở nơi nào? Còn có luân hồi chi chủ, rốt cuộc ở nơi nào? Thiên Tàm nương nương nội tâm lướt qua sát ý, nàng biết Lý Thanh Sơn sau lưng, có luân hồi chi chủ chống đỡ, tâm phúc của nàng dưới quyền Liêm Trinh Đại Đế, chính là chết ở luân hồi chi chủ dưới quyền. Muốn giải quyết Lý Thanh Sơn, trước hết giải quyết hết luân hồi chi chủ chuyển thế. Nhưng hiện tại, nàng cũng không có phát hiện Diệp Thần tồn tại. Oanh, oanh, oanh. Lúc này, bốn phía kêu vang liền dây pháo chung tiếng trống, đặc biệt náo nhiệt. Thọ điển chính thức bắt đầu, Thiên Tàm nương nương tỉnh bơ, trên mặt mang nụ cười, và đám người tân khách hàn huyên. Diệp Thần các người ăn tiệc rượu, Diệp Thần nhưng đề phòng, vọng hướng bốn phía. Không gặp Xích Huyên Thánh Vương bóng người, cũng không gặp Thánh Thiên Phủ cao tầng trưởng lão. Cái này thọ điển hiện trường, chỉ có Thiên Tàm nương nương, và nàng người bên dưới, Xích Huyên Thánh Vương cũng không ở. Xích Huyên Thánh Vương đi nơi nào? Diệp Thần trong lòng rét một cái, muốn cho Lý Thanh Sơn phụ tử nhận nhau, điều kiện tiên quyết là Xích Huyên Thánh Vương muốn tại chỗ, nhưng hiện tại Xích Huyên Thánh Vương đều không ở đây, làm sao còn nhận nhau? Thiên Tàm nương nương. Ngày hôm nay người thọ điển may mắn thuận lợi, làm sao Xích Huyên Thánh Vương còn không xuất hiện? Có tân khách phát ra nghi vấn, thọ điển lớn như vậy ngày, Xích Huyên Thánh Vương thành tựu trưởng phu, lại có thể không xuất hiện, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Tướng công ta có muốn chặt việc lớn, cần xử lý, ngày hôm nay không thể ra tiệc, xin các vị thứ lỗi. Thiên Tàm nương nương mỉm cười nói. Mọi người vừa nghe, trố mắt nhìn nhau,
đều cảm thấy sau lưng khác có liên quan tiết, nhưng Thiên Tàm nương nương không nói, đám người cũng không dám hỏi nhiều. Diệp Thần trong lòng trầm xuống, cái này Thiên Tàm nương nương, không biết khiến cho cách gì, lại có thể ngăn cản Xích Huyên Thánh Vương xuất hiện, lần này nhưng có chút phiền toái. Đại ca, cha ta, hụ, vậy Xích Huyên Thánh Vương hẳn sẽ không xảy ra chuyện chứ? Lý Thanh Sơn hạ thấp giọng hỏi, vạn nhất Xích Huyên Thánh Vương xảy ra chuyện, vậy cứu chữa Lý Phi Tuyết kế hoạch, vậy sẽ bị nghẹt. Đừng nóng, yên lặng theo dõi kỳ biến. Diệp Thần tỉnh bơ, Xích Huyên Thánh Vương là hằng cổ thánh đế sư đệ, thủ đoạn thông thiên, thực lực ở Thiên Tàm nương nương bên trên, không thể nào bị mưu hại. Thiên Tàm nương nương những năm này làm mưa làm gió, Xích Huyên Thánh Vương không có để ý quá nhiều, chỉ là cố kỵ ngày xưa lớn nhân quả. Dẫu sao, Thiên Tàm nương nương đã cứu hắn tánh mạng, cái này nhân quả quá lớn, hắn cố kỵ cực sâu. Cho nên, Xích Huyên Thánh Vương không thể nào bị Thiên Tàm nương nương mưu hại, ngày hôm nay hắn còn chưa có xuất hiện, sau lưng khẳng định có ẩn tình khác. Diệp Thần vậy không nóng nảy, yên lặng theo dõi kỳ biến, dù sao hắn và Lý Thanh Sơn cũng tiến hành hoàn mỹ dịch dung ngụy trang, chỉ cần không chủ động bại lộ, cũng sẽ không có bị phát hiện nguy hiểm. Thiên Tàm nương nương ánh mắt không ngừng di động, rõ ràng cho thấy tìm kiếm cái gì, nhưng Diệp Thần dịch dung ngụy trang thật cao minh, nàng căn bản không có bất kỳ phát hiện. Các vị, đột nhiên, Thiên Tàm nương nương hắng giọng một cái, sử dụng một cái trận bàn, nói. Ta nơi này có một cái trận bàn, bên trong có một cái tàn trận, ai có thể phá giải cái này tàn trận? Rào. Ngay lúc nói chuyện, Thiên Tàm nương nương đánh ra pháp quyết, kích hoạt trận bàn, một cái mê cung tựa như đại trận, nhất thời hạ xuống ở trong hư không. Cái này đại trận, từng cái trận văn, phức tạp huyền ảo, cấu trúc thành trùng trùng mê cung, tựa hồ bất kỳ công kích nào, đánh vào chỗ tòa này trong mê cung, đều là châu đất xuống biển, sẽ không có chút nào tác dụng. Đại trận này mê cung, tựa hồ năm tháng bể dâu, đã hư hại, phía trên trận đạo tinh vị, không lành lặn không chịu nổi, để cho người không thấy rõ mê cung ngọn nguồn, cũng không biết điểm cuối ở nơi nào. Đây là cái gì trận pháp? Tựa hồ là ngày xưa trận đạo cự phách, Thái Huyền trận Hoàng Huyền Quá Thanh, lưu lại mê tung ảo ảnh trận. Mê tung ảo ảnh trận, truyền thuyết trận pháp này, là một tòa thuần túy mê cung, bất kỳ thần thông pháp bảo công đánh vào, cũng sẽ rơi vào mê cung vũng bùn bên trong, không phát huy ra tác dụng. Thậm chí, nếu như người đạp nhập trong mê cung đi, cũng sẽ bị hoàn toàn lượn quanh choáng váng, vĩnh viễn tránh thoát không ra. Thấy cái này mê cung đại trận, toàn trường các tân khách, xì xào bàn tán, có người nhận ra, là ngày xưa trận pháp cự phách cao thủ, Thái Huyền trận Hoàng lưu lại trận pháp. Tiền bối, là ngươi trận pháp. Diệp Thần trong mắt có giúp một cái, hắn thừa kế Thái Huyền trận môn đạo thống, tự nhiên biết mê tung ảo ảnh trận bí ẩn, chỉ là không nghĩ tới, sẽ ở Thiên Tàm nương nương thọ điển trên thấy. Ồ, không nghĩ tới ta trận bàn, lại có thể rơi xuống Thánh Thiên Phủ trong tay. Tiểu tử, ta không phải cùng ngươi nói qua sao, ta ở Hoang Thiên Hung Mạc bên trong, lưu lại một cái trận bàn, nếu như đạt được, có thể đảm bảo ngươi một mạng. Cái đó trận bàn, chính là chỗ này, bên trong Niêm Phong trận pháp, chính là cái này mê tung ảo ảnh trận. Luân hồi mộ địa bên trong, Thái Huyền trận Hoàng cũng là một tiếng khen ngợi, không nghĩ đến sẽ ở nơi này thấy mình trận bàn. Thì ra là như vậy. Diệp Thần bừng tỉnh hiểu ra, ban đầu hắn xuyên qua Hoang Thiên Hung Mạc thời điểm, cũng không có tìm được Thái Huyền trận Hoàng trận bàn, lúc đầu đã sớm bị Thánh Thiên Phủ lấy được, hiện tại Thiên Tàm nương nương lấy ra. Các vị, ngày hôm nay thiếp thọ điển, tới điểm tiết mục tăng hưng, nếu như ai có thể phá hư cái này mê tung ảo ảnh trận, ta nguyện ý tặng 10 triệu viên Thánh Thiên Đan, cái này Thánh Thiên Đan là ta Thánh Thiên Phủ đặc chế đan dược, dùng hằng cổ thánh đế lưu lại thiên tài địa bảo luyện chế, linh khí đặc biệt đậm đà, đối với tu luyện rất có ích lợi, ai có thể phá ra trận này, 10 triệu này Thánh Thiên Đan, liền trở về ai. Thiên Tàm nương nương khẽ mỉm cười, bàn tay vung lên, lại có từng hạt tròn đan dược, tựa như ngân hà vậy phiêu sái ra, còn quấn đúng viên đao kiếm thiên tinh, hình thành một cái thật dài đan dược ngân hà đai, đặc biệt nguy nga. Toàn trường một phiến xôn xao, đám người tân khách nhìn nhau, ánh mắt cũng không có so nóng rực. Thánh Thiên Phủ không hổ nội tình thâm hậu, ra tay một cái chính là hơn 10 triệu viên Thánh Thiên Đan, thật là số tiền khổng lồ. Liên liên Diệp Thần, thấy nhiều đan dược như vậy, đều là vô cùng động tâm. Nếu như những đan dược này, cầm đi nuôi Hoang Ma Thiên Kiếm mà nói, lại có thể tiến một bước tăng lên kiếm khí.
Bất quá, Diệp Thần không có hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì, hắn biết, nếu như mình qua loa động thủ, rất dễ dàng tiết lộ hơi thở, bị Thiên Tàm nương nương đoán được thân phận, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Dẫu sao, nơi này là Thiên Tàm nương nương địa bàn, nếu như nàng muốn động lời của sát thủ, Diệp Thần thì phiền toái. Đợi một chút, trận bàn này, tại sao có thể có tai nan thiên kiếm nhân quả? Bỗng nhiên, Diệp Thần phát hiện một kiện việc không đơn giản. Hắn ở Thiên Tàm nương nương trong tay trận bàn trên, bắt được một chút động trời nhân quả. Đó là tai nan thiên kiếm hơi thở. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Thái Huyền tiền bối, người biết tai nan thiên kiếm ở nơi nào? Diệp Thần kinh ngạc không thôi, ngày xưa Hằng Cổ Thánh Đế và Hồng Thiên Kinh thời điểm đại chiến, tai nạn ma nữ tự bạo, tai nan thiên kiếm cũng không biết bay xuống phương nào. Nếu như có thể đạt được tai nan thiên kiếm mà nói, cùng Lý Thanh Sơn tỷ tỷ hồi phục, kiếm linh cùng thân kiếm hợp nhất, tai nan thiên kiếm mũi nhọn, có thể ngay tức thì khôi phục. Đến lúc đó, Diệp Thần lập tức, có thể có được thiên đại trợ lực. Tưởng tượng một tí, đỉnh cấp cảnh giới tai nan thiên kiếm, vậy mũi nhọn nên có lợi hại dường nào, sợ rằng một kiếm là có thể giết chết Huyền Cơ Nguyệt. Này cùng thần binh lợi khí, nếu như mũi nhọn khôi phục khỏe hẳn, là nghịch thiên vậy khủng bố, không thể tưởng tượng nổi mạnh mẽ, liền cấp trên muốn kiêng kỵ. Mà hiện tại, vậy mê tung ảo ảnh trận bàn trên, đang có tai nan thiên kiếm nhân quả. Nếu là có thể đạt được trận bàn kia, Diệp Thần có thể ngay tức thì suy diễn ra tai nan thiên kiếm tung tích. Tai nan thiên kiếm, cái này cầm thiên kiếm nhân quả, tại sao sẽ ở ta trận bàn trên? Cái này không thể nào, người có phải hay không cảm ứng sai rồi? Thái Huyền trận hoàng thật sâu cau mày, cẩn thận cảm ứng, lại không có phát hiện trận bàn có cổ quái. Vậy nhân quả đặc biệt yếu ớt, chỉ có ta huyết mạch đặc thù, mới có thể rõ ràng cảm ứng. Diệp Thần ánh mắt nóng rực, vậy tai nan thiên kiếm lưu lại nhân quả, đặc biệt yếu ớt, nếu như không phải là hắn có luân hồi huyết mạch, căn bản không cảm ứng được. Phải không, đây có thể kỳ quái, ta trận bàn lại có tai nan thiên kiếm hơi thở. Thái Huyền trận hoàng chân mày càng nhíu càng sâu, muốn không rõ ràng hắn trong then chốt. Ai có thể phá trận? Thiên Tàm nương nương ánh mắt đảo mắt nhìn toàn trường, đám người tân khách chố mắt nhìn nhau, đều mong mỏi đạt được vậy 10 triệu viên thánh thiên đan, nhưng cái này cái mê tung ảo ảnh trận, hiển nhiên không phải tốt như vậy phá. Trận bàn đã không lành lặn, rất nhiều trận văn bí ẩn cũng không thấy rõ, nếu như tùy tiện bước vào, rất dễ dàng bị kẹt ở trận pháp bên trong, không cách nào thoát thân đi ra. Đến lúc đó, đừng nói phá trận, liền liền tự thân đều có bị kẹt chết nguy hiểm. Thiên Tàm nương nương, ta muốn thử một chút. Bỗng nhiên, một người đàn ông to con đứng lên, sử dụng pháp bảo, là một tòa vàng đúc bảo tháp, trôi lơ lửng ở sau lưng, ông ông tác hưởng, thả ra khí tức bàng bạc. Là Thái Vân Thiên Tông tông chủ. Có tân khách kinh hô lên, Thái Vân Thiên Tông là thiên nhân vực một cái cấp 2 tông môn, trưởng môn kêu Lưu Thái Vân, là còn chân cảnh 5 tầng thiên hảo thủ, có một tôn hoàng kim bảo tháp, là hết sức nặng nề pháp bảo, lấy hùng hồn bá đạo nổi danh. Thiên Tàm nương nương cười nói, Lưu tông chủ, lúc đầu ngươi vậy biết trận pháp chi đạo. Cái đó gọi Lưu Thái Vân người to con cười nói, trận pháp ta không quá tinh thông, nhưng cái gọi là một lực vượt 10.000 pháp, ta điểm này man lực vẫn phải có, muốn phá hỏng ngươi cái này tàn trận, muốn đến không phải cái gì chuyện khó khăn. Thiên Tàm nương nương nói, Lưu tông chủ thật can đảm khí, mời. Nàng đem trận bàn lưu tại chỗ. Mời. Lưu Thái Vân tự tin cười một tiếng, tung người bay ra, bước vào trận pháp bên trong. Vù vù. Trận bàn kia trôi lơ lửng ở trên trận pháp không, Lưu Thái Vân một bước vào, trận bàn chấn động đứng lên, toàn bộ mê tung ảo ảnh trận, vậy tóe ra càng chói mắt chói lọi. Tầng tầng trận văn, bắt đầu vặn vẹo, biến thành mê cung vậy vách tường, điên cuồng nổ tung đi ra, đem Lưu Thái Vân giam ở trong đó. Phá! Lưu Thái Vân thong thả, trực tiếp thúc giục hoàng kim bảo tháp, đánh ra. Phịch! Nhất thời, tầng tầng mê cung vách tường, không ngừng nổ tung. Nhưng toàn bộ trận pháp, nhưng đang xoay tròn di động, từ trong hư không hấp thu năng lượng, nhiên liệu tựa hồ vô cùng vô tận, mê cung vách tường một bị phá hủy, lập tức thì có mới vách tường, bạo phát ra. Tầng tầng trận văn, không ngừng xen lẫn, tựa hồ diễn hóa vô cùng. Lưu Thái Vân sắc mặt một trắng, cả người man lực không có chút nào tác dụng, chỉ cảm thấy cái này mê trận, tựa hồ năng lượng vô cùng, lực lượng gì cũng không phá nổi.
trùng trùng mê cung vách tường, bọc đè ép tới đây, Lưu Thái Vân vội vàng lắc mình né tránh, cũng không ngờ đột nhiên đạp vào trận pháp tử môn, dưới chân xuất hiện một cái lỗ xoáy đen. À! Lưu Thái Vân kêu thảm một tiếng, cả người bị hút vào lỗ xoáy đen bên trong đi, trong nháy mắt rơi vào hư không vực sâu, bị hư không chảy loạn chiếm đoạt, trong thoáng chốc hải cốt không còn. Ha ha! Thiên Tàm nương nương thấy một màn này, khinh thường cười một tiếng, trợn mắt nhìn Lưu Thái Vân gặp nạn, cũng không có cứu ý, một mặt biểu tình xem kịch vui. Xem ra Lưu Tông chủ võ lực, còn không phá hết ta tàn trận, thật sự là tiếc nuối sao? Thiên Tàm nương nương có nhiều thú vị uống một hớp trà, đảo mắt nhìn toàn trường, nói còn có ai muốn thử một chút. Đám người thấy vậy, đều là da đầu tê dại, cái này mê tung ảo ảnh trận, chỉ là tàn trận mà thôi, lại có thể chiếm đoạt còn chân cảnh 5 tầng thiên hảo thủ, đơn giản là đáng sợ. Cái này một tí, toàn trường yên lặng như tờ, ngược lại là không người nào dám đi lên qua loa phá trận, miễn được lại thâm sâu vùi lấp mê trận bên trong, bị sống sờ sờ chiếm đoạt. Thái Huyền tiền bối, ngươi trận pháp, thật đúng là vô cùng ảo diệu à. Diệp Thần vậy khen ngợi một tiếng, Thái Huyền trận hoàng thủ đoán xác thực cao minh, hắn lưu lại một cái tàn trận, cũng có thể giết chết còn chân cảnh 5 tầng thiên hảo thủ. Ha ha, là tên kia quá lỗ mãng thôi. Thái Huyền trận hoàng cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Thật ra thì mê tung ảo ảnh trận, muốn giết người, chân thực không dễ dàng, kẻ địch không thể nào một cước liền đạp nhập tử môn. Ở cảm thấy được nguy hiểm trước, đã sớm lui ra. Cái này Lưu Thái Vân, chỉ là một lòng muốn phá trận, cho nên càng lún càng sâu, cuối cùng bị chiếm đoạt. Thiên Tàm nương nương, ta cũng muốn thử một chút. Lúc này, một cái ông già bỗng nhiên đứng ra, nhưng là Minh Long Thần Điện cao tầng trưởng lão, Trần Thương Sinh. Hiển nhiên, 10 triệu viên thánh thiên đan, liền Trần Thương Sinh đều bị hấp dẫn, nhiều đan dược như vậy, lấy về đào tạo môn nhân đệ tử. Không biết sẽ có nhiều ít chỗ tốt. Trần trưởng lão, người cũng muốn lấy lực phá trận. Thiên Tàm nương nương mỉm cười nói. Có thể phá trận là được, thủ đoạn gì không trọng yếu. Trần Thương Sinh cười một tiếng, trực tiếp bay vút ra, thân thể trên không ngăn lại, hóa ra Minh Long chân thân. Ùm ùm, Trần Thương Sinh Minh Long chân thân, một hiển hóa đi ra, nhất thời mưa gió cuồn cuộn, hắc khí ngất trời, một phiến phiến vảy rồng rào 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 dương ra. Hiển hiện ra vô cùng nghiêm ngặt sát khí. Diệp Thần thầm kinh hãi, Trần Thương Sinh hơi thở, so sánh với lần cường đại hơn. Hiển nhiên, lần trước Hoàng Tuyền đổ thế giới đánh một trận, Trần Thương Sinh bại trốn sau đó, phá rồi sau đó lập, tu vi rất nhiều tinh tiến, muốn đến Vũ Văn Cơ cũng có tiến bộ. Diệp Thần nhất thời ngưng trọng xuống, trận bàn này bên trên, mang theo tai nan thiên kiếm nhân quả, nếu như bị Trần Thương Sinh đạt được, đó cũng không hay. Lấy Trần Thương Sinh thủ đoạn, cẩn thận lặp đi lặp lại điều tra, luôn có thể tra được thiên kiếm hơi thở tồn tại. Minh ma tay, oanh phá trời. Trần Thương Sinh bay vào đại trận bên trong, nhìn trước mắt tầng tầng mê cung trận văn, vẫn không có kỹ lưỡng phá giải ý, cũng là muốn dùng để lực phá trận biện pháp. Long chảo đột nhiên giết ra, sát khí nổ lên, như thái cổ minh ma, hung hăng đánh đi ra ngoài. Ùm ùm. Nhất thời, tầng tầng trận văn đều bị Trần Thương Sinh nổ. Toàn bộ trận bàn, kịch liệt lay động. Trần Thương Sinh minh ma tay, dễ như bớn, thế như phá trời, cây bản không có bất kỳ vật gì có thể ngăn trở. Hắn là hạng cường hãn nhân vật, cái này mê tung ảo ảnh trận, chính là tàn trận, coi như lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng vây khốn hắn. Trần Thương Sinh trên khuôn mặt, cũng là tràn đầy tự tin, chuẩn bị một lần hành động phá trận, đạt được vậy 10 triệu đan dược tưởng thưởng. Nhưng bỗng nhiên, trận pháp chỗ sâu, xông ra một cổ tối tăm khó khăn minh, thâm trầm tới cực điểm năng lượng, cái này đoàn năng lượng, phảng phất là một đoàn vòng xoáy, đem Trần Thương Sinh uy năng, toàn bộ hấp thu vào. Trần Thương Sinh oanh thiên nhất kích, cũng không có phá giải trận pháp, tất cả uy năng đều bị cắn nuốt. Thấy một màn này, toàn trường xôn xao. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới, cái này tàn trận sẽ như thế lợi hại, liền Trần Thương Sinh đều không thể phá giải. Oanh! Trận pháp bên trong, khắp nơi nổ lên lỗ xoáy đen, Trần Thương Sinh kinh thiên nhất kích, tựa hồ xúc động tử môn, phải bị trận pháp hắc động chiếm đoạt. Bất quá, Trần Thương Sinh quyết định thật nhanh, thân rồng ngăn lại, một cái hắc ám lóe lên, lập tức bay khỏi đi ra ngoài, tránh được trận pháp chiếm đoạt. Trần trưởng lão, xem ra ngươi muốn dùng sức mạnh phá giải trận pháp, vậy thất bại.
Thiên Tàm nương nương híp mắt cười một tiếng. Hừ, Trần Thương Sinh sắc mặt rất là khó khăn xem, nhưng cảm thấy trận pháp bị người động tới tay chân, tận lực tăng cường, mặc dù trận văn tinh vị đều không đổi, nhưng sau lưng nhiều một cổ năng lượng chống đỡ, rất miễn cưỡng hóa giải hắn công kích. Cái này bà nương, tinh thông tính toán, xem ra vẫn không muốn không lãng phí đan dược. Trần Thương Sinh trong lòng nghĩ ngợi, cũng không khám phá, biết là Thiên Tàm nương nương động tay chân, rõ ràng chẳng muốn đưa ra vậy 10 triệu viên đan dược. Tiền bối, người trận pháp có như thế lợi hại, liền Trần Thương Sinh cũng không phá được. Diệp Thần nhướng mày một cái, hỏi Thái Huyền Trận Hoàng, trong phảng phất liền cảm thấy có điểm không đúng. Không phải, là cái đó Thiên Tàm nương nương, làm tay chân, ở sau lưng quán chú một cổ cường đại năng lượng, muốn dựa vào man lực phá giải trận này, trừ phi tu vi thắng được nàng. Thái Huyền Trận Hoàng liếc mắt liền nhìn ra lai lịch, giải đáp nói. Thì ra là như vậy, ta cũng cảm thấy có cổ quái. Diệp Thần bừng tỉnh hiểu ra. Ngươi có muốn đi lên hay không thử một chút? Thái Huyền Trận Hoàng nói. Nghe vậy, Diệp Thần nhưng lại yên lặng. Vậy 10 triệu viên thánh thiên đan, mặc dù chân quý, nhưng cũng không thể hấp dẫn Diệp Thần ra tay. Chân chính để cho Diệp Thần động tâm, là tai nan thiên kiếm nhân quả. Trận bàn kia trên, có tai nan thiên kiếm hơi thở, nếu như đạt được trận bàn, hắn có thể ngay tức thì suy đoán đến tai nan thiên kiếm tung tích. Tai nan thiên kiếm, mới là Diệp Thần vật chân chính mong muốn. Một khi kiếm này bắt vào tay, hắn lại đi đối mặt Huyền Cơ Nguyệt và Đế Thích Thiên, cơ hồ nắm vững thắng lợi, chỉ có chân chính cấp trên, mới có thể uy hiếp được hắn. Bất quá, nếu như ra tay phá trận mà nói, rất có thể bại lộ. Một khi bại lộ, Thiên Tàm nương nương sấm sét ra tay, Diệp Thần không có nắm chắc chống lại. Nhưng mơ hồ tới giữa, Diệp Thần vậy cảm thấy, mình thân cái đại khí vật, khí số chính là hừng hực, xa xa không tới rơi xuống thời điểm, dưới mắt cũng không có cảm thấy rơi xuống hung hiểm. Tựa hồ coi như ra tay, cũng sẽ không có nguy hiểm tánh mạng. Ta tới. Ngay tại Diệp Thần cân nhắc suy tính thời điểm, một cái công tử ca mà phi thân ra, nhưng là Phá Quân đại đế con trai, Tô Nam công tử. Tô Nam công tử, hắn làm sao vậy dám ra tay? Cái này Tô Nam công tử, coi như là một đời thiên kiêu, nhưng hắn muốn phá trận, không thể nào đâu. Trận pháp này, liền Trần Thương Sinh cũng không phá được, hắn làm sao có thể phá hỏng? Đám người tân khách thấy Tô Nam công tử đi ra, đều là một hồi xì xào bàn tán. Tô Điệt mà, người cũng muốn phá trận. Thiên Tàm nương nương cười một tiếng, nàng và Tô Nam công tử phụ thân Phá Quân đại đế, rất có giao tình. Dạ, nương nương, chất nhi cũng muốn người vậy 10 triệu viên đan dược. Tô Nam công tử phe phẩy quạt xếp, mỉm cười nói. Mới vừa Trần Thương Sinh phá trận, đã hao hết trận pháp này năng lượng sau lưng, bây giờ là hắn tuyệt hảo lấy điện thoại ra sẽ, lại dùng sức mạnh phá trận, sẽ không phải chịu quá lớn trở ngại. Thiên Tàm nương nương cười nói, được, ngươi thử một chút đi. Ừ, Tô Nam công tử cười một tiếng, thu hồi quạt xếp, sử dụng liệt diễm thiên tinh, trực tiếp xông vào trong đại trận. Diệp Thần thấy Tô Nam công tử vào trận, vậy chấn định ngồi, yên lặng theo dõi kỳ biến. Liệt diễm thiên hỏa, bảo. Tô Nam công tử vừa vào trận, nhìn tầng tầng mê cung trận văn, sắc mặt ngưng trọng, hiển nhiên vậy không dám khinh thường, trực tiếp thúc giục liệt diễm thiên tinh. Đúng viên liệt diễm thiên tinh, điên cuồng tăng vọt, hóa thành một viên ngôi sao nhỏ, xoay tít xoay tròn, nổ ra thiên hỏa vạn trượng, vô cùng nham thạch nóng chảy, điên cuồng cuộn sạch ra. Suy suy suy, từng cái trận văn, gặp phải liệt diễm thiên hỏa cuộn sạch, lập tức hòa tan, lượn lờ khói đen bốc hơi lên lên, tầng tầng mê cung vách tường cũng bị đập sập. Hiển nhiên, Tô Nam công tử kế hoạch, cũng là dùng sức mạnh phá giải. Bất quá, hắn man lực, không là thuần túy lực lượng, mà là ngọn lửa, trực tiếp lợi dụng liệt diễm thiên tinh lửa trời, phá hủy hết thảy tồn tại. Oanh! Cuồng bạo lửa lớn, điên cuồng cháy, dọc theo trận pháp văn lạc lan tràn đi ra ngoài. Nhất thời gian, toàn bộ trận pháp thật to, cũng bị ngọn lửa bao trùm, đổi được lửa lớn dọn ra, một phiến đỏ thẫm, khắp nơi đều có nham thạch nóng chảy chảy ra đi. Diệp Thần vậy cảm thấy hào hùng hỏa khí, đập vào mặt. Vậy liệt diễm thiên tinh, không hổ là hỗn độn chí bảo, hơi thở đặc biệt bàng bạc, lửa cháy bừng bừng ngất trời. Bất quá, Diệp Thần không hề cho rằng, Tô Nam công tử có thể phá trận. Thiên Tàm nương nương dám bày trận đi ra,
tự nhiên có chỗ ỷ lại, muốn dùng sức mạnh phá giải, nơi nào có như thế dễ dàng. Oanh! Lúc này, Tô Nam công tử xúc động trận pháp tử môn, nhất thời từng cái lỗ xoáy đen nổi lên. Phá! Tô Nam công tử thong thả, sớm có chuẩn bị, liệt diễm thiên tinh thúc dục đến mức tận cùng, trên ngôi sao rắc rắc sát nổ vang, mặt đất rạn nứt, lòng đất thấm vào ra vô cùng nham thạch nóng chảy. Những thứ này nóng bỏng nham thạch nóng chảy, xông lên xoát đi ra, bơm vào nhập từng cái trận pháp hắc động bên trong, lại có thể rất miễn cưỡng đem từng cái lỗ xoáy đen, bơm vào được nổ tung, trực tiếp phá hủy. Thấy vậy, toàn trường vang lên một hồi tiếng than thở, cũng thán phục Tô Nam công tử thủ đoạn. Nhưng Thiên Tàm nương nương, nhưng là một mặt lạnh nhạt hình dáng, không có động tĩnh. Vù vù, đột nhiên, trôi lơ lửng ở trên trời trận bàn, thả ra vạn trượng kim quang, trận bàn trung ương hiển hóa ra một viên nho nhỏ tinh thạch, viên này tinh thạch, so bụi bậm chẳng qua nhiều ít, nhưng lại ánh sáng vạn trượng, vô cùng năng lượng chạy tràn ra. Lấy được viên này tinh thạch năng lượng bơm vào, trận bàn hơi thở bạo tăng, vô số trận văn rơi xuống, mới vừa bị lửa cháy mạnh nham thạch nóng chảy phá hủy trận pháp, lập tức khôi phục nguyên trạng. Thậm chí, trận pháp hơi thở, so mới vừa mạnh hơn, vô số lỗ xoáy đen, lần nữa nổi lên, không ngừng xoay tròn, tựa hồ phải chiếm đoạt hết thảy, trận cũng không trận nổi. Không tốt, Tô Nam công tử sợ hết hồn, vội vàng sử dụng liệt diễm thiên tinh, ngăn cản chiếm đoạt, phi thân lui đi ra. Có thể, hắn liệt diễm thiên tinh, lại một lần nữa bị lỗ xoáy đen chiếm đoạt. Ta pháp bảo, Tô Nam công tử cả kinh thất sắc, cái này liệt diễm thiên tinh nhưng mà hắn bổn mệnh pháp bảo, hiện tại lập tức bị chiếm đoạt, vô luận hắn làm sao thúc giục, đều không gặp có phản ứng. Ha ha, Tô Điệt mà, xem ra ngươi cũng không thể phá trận, thật là đáng tiếc. Thiên Tàm nương nương cười một tiếng, bàn tay lộn một cái, bị trận pháp cắn nuốt liệt diễm thiên tinh, nhưng ở trong tay nàng xuất hiện. Đỏ bừng tinh thần hạt châu, cuồn cuộn xích viêm lao nhanh, tỏa ra má của nàng, rất là xinh đẹp. Suy, hạ một sát, Thiên Tàm nương nương vung tay lên, liền đem viên này liệt diễm thiên tinh, bắn về phía Tô Nam công tử. Đa tạ nương nương. Tô Nam công tử tiếp lấy hạt châu, pháp bảo mất mà phục được, sống lưng xuất mồ hôi lạnh cả người, nhìn về vậy tàn trận trong ánh mắt, đã mang theo một chút sợ hãi. Cái này mê tung ảo ảnh trận, mặc dù là tàn trận, nhưng trận bàn phía trên, lại có thể nạm một viên thật nhỏ đặc thù tinh thạch, ở giây phút sau cùng, bộc phát ra kinh người năng lượng, duy trì tàn trận vận chuyển, cũng không có bị liệt diễm thiên tinh phá hủy. Tô Nam công tử vậy thất bại, ảo não trở về chỗ ngồi trên. Trận bàn này nàng cũng làm tay chân. Luân hồi mộ địa bên trong, Thái Huyền Trận Hoàng thấy trận bàn trên khảm nạm tinh thạch, sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Hiển nhiên, cái trận bàn này, Thiên Tàm nương nương cũng làm tay chân, quá mức tăng cường qua, cho nên vô luận là dùng sức mạnh, hay là dùng liệt diễm thiên tinh cái loại này lửa trời sát phạt, đều không thể phá trận. Là Thái Thượng Thế Giới tinh thạch. Diệp Thần ánh mắt sáng lên, nhưng cũng nhận ra, viên kia đặc thù tinh thạch và Thái Huyền Trận Môn Thiên Trận Tế Đàn, Thất Tinh Đồ Long Trận bên trong viên kia, thuộc tính giống nhau như đúc. Thiên Tàm nương nương viên này, muốn thật nhỏ rất nhiều, hoàn toàn không thể và Thái Huyền Trận Môn so sánh, nhưng muốn duy trì trận bàn vận chuyển, dư sức có thừa. Thánh Thiên Phủ nội tình, quả nhiên là thâm hậu, liền Thái Thượng Thế Giới tinh thạch đều có. Ngày hôm nay không người phá trận, thật đúng là đáng tiếc, còn có ai muốn thử một chút sao? Lúc này, Thiên Tàm nương nương mở miệng, ánh mắt đảo mắt nhìn toàn trường. Toàn trường tân khách trố mắt nhìn nhau, hiện tại liền Trần Thương Sinh và Tô Nam công tử đều thua, đã không ai dám nếm thử nữa. Hiển nhiên, muốn dựa vào man lực phá trận, cơ hồ là chuyện không thể nào. Tiền bối, ta muốn đi thử một chút. Diệp Thần ánh mắt ác liệt, và Thái Huyền Trận Hoàng thương lượng. Cái trận bàn này, lại có tai nan thiên kiếm nhân quả hơi thở, Diệp Thần không muốn bỏ qua. Ngươi không sợ bại lộ, ta luôn cảm giác cái trận bàn này, có thể là một con mồi. Thái Huyền Trận Hoàng nhướng mày một cái, trong phảng phất cảm thấy có điểm không đúng. Ta cũng cảm giác là con mồi, muốn dụ dụ ta điều động, nhưng ta thiên cơ thấy rõ, cũng không có phát hiện hung hiểm gì, coi như thật là con mồi, ta chắc có thể gặp giữ hóa lành. Diệp Thần không ngừng thôi diễn, mặc dù ở thiên nhân vực bên trong, hắn suy diễn thần thông lớn bị hạn chế. Nhưng liên quan đến tự thân sống chết họa phúc, vẫn có thể thấy rõ.
Hiện tại Diệp Thần suy diễn thấy rõ, cũng không có bắt được đặc biệt nguy hiểm tai khí, rõ ràng còn chưa tới đại họa ập lên đầu thời điểm, chuyện trước mắt rất có triển vọng. Chính ngươi quyết đoán, nếu quả thật gặp nguy hiểm, ta sẽ giúp ngươi một tay. Thái Huyền Trận Hoàng vậy không nói thêm gì nữa, hắn chỉ cảm thấy nếu như Diệp Thần lú đầu nói, rất có thể gặp nguy hiểm, nơi này dẫu sao là Thiên Tàm nương nương địa bàn, một khi bại lộ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Bất quá, Thái Huyền Trận Hoàng đối với tự thân thực lực, cũng có tuyệt đối tự tin, coi như Diệp Thần bại lộ, bị Thiên Tàm nương nương đuổi giết, hắn cũng có lòng tin trở lui toàn thân. Được, ta đi. Diệp Thần nhưng không muốn bỏ qua tai nan thiên kiếm, lập tức phi thân ra, nhìn về Thiên Tàm nương nương, nói, Ngọa Long Thần Điện tọa hạ đệ tử Hoang Trần, cả gan thử một lần, mời nương nương dạy bảo. Ừ, Thiên Tàm nương nương thấy Diệp Thần xuất hiện, còn người hơi co lại, trong phảng phất tựa hồ cảm thấy cái gì, nhìn kỹ Diệp Thần gương mặt, nhưng Diệp Thần bát quái dịch dung thủ đoạn, cao minh vô cùng, từ ngoài mặt, nàng cũng không có nhìn ra cái gì. Đại ca, Lý Thanh Sơn thất kinh, không nghĩ tới Diệp Thần lại đột nhiên phi thân đi ra ngoài, thật không muốn sống nữa. Vạn nhất bị Thiên Tàm nương nương phát hiện làm thế nào? Ngọa Long Thần Tôn cũng là ngạc nhiên, không nghĩ tới Diệp Thần biết chủ động đi ra ngoài. Toàn trường các tân khách, cũng là một cái không thể tưởng tượng nổi hình dáng, dưới mắt Diệp Thần lối ăn mặc, vẫn là ngày hôm qua người làm trang phục, bọn họ chỉ lấy là Diệp Thần, là Ngọa Long trong thần điện một cái người làm. Tiểu tử từ đâu tới, hắn vậy vọng tưởng phá trận. Liên Trần trưởng lão và Tô Nam công tử đều thất bại, chẳng lẽ hắn có thể thành công? Cái này không thể nào. Thiên Tàm nương nương ngày hôm nay bày ra trận pháp, như vậy phức tạp khủng bố, ai có thể phá giải? Đám người một mặt vẻ mặt không tin tưởng. Mà Tô Nam công tử, thấy Diệp Thần xuất hiện, cũng là thử ra. Thằng nhóc, liền ta đều không thể phá vỡ trận pháp, người có cái gì tư cách phá hỏng? Tô Nam công tử trực tiếp lên tiếng giễu cợt đứng lên, hiển nhiên không tin Diệp Thần có năng lực này. Trần Thương Sinh cũng là nhướng mày một cái, mặc dù không nói gì. Nhưng xem hắn diễn cảm, tự nhiên vậy không tin Diệp Thần. Một khi bước vào vậy mê tung ảo ảnh trận bên trong, không cẩn thận đạp phải tử môn, lập tức sẽ bị trận pháp hắc động chiếm đoạt, liền cặn bã đều sẽ không còn dư lại. Ở rất nhiều người trong mắt, Diệp Thần đã là một cổ thi thể. Thiên Tàm nương nương mắt đẹp chuyển động một tí, nhẹ khẽ gật đầu, nói, người tuổi trẻ, thật can đảm thức, người cứ việc thử một chút, người cũng muốn dùng sức mạnh phá trận sao. Diệp Thần nói, không, ta sẽ trực tiếp dùng trận pháp chi đạo, phá giải trận này. Tiếng nói rơi xuống, toàn trường vang lên một hồi khinh thường cười to, chỉ lấy là Diệp Thần đang khoác lác. Thiên Tàm nương nương cũng là cười một tiếng, nói cái này tàn trận, nhưng mà ngày xưa Thái Huyền Trận Hoàng lưu lại, người trận pháp tu vi, chẳng lẽ còn có thể cùng Thái Huyền Trận Hoàng sánh bằng. Diệp Thần chắp tay một cái, nói, vãn bối tạm thời thử một chút. Nói xong. Diệp Thần tung người bay vào tàn trận bên trong, nhất thời trận bàn ông ông tác hưởng, thả ra vô cùng năng lượng, đúng tòa đại trận vận chuyển, vô số trận văn xen lẫn, một phiến phiến cổ xưa đồ đằng cùng ký hiệu nổ lên, biến ảo thành tầng tầng mê cung vách tường, ùn ùn kéo đến hướng Diệp Thần đè ép tới đây. Thằng nhóc, lưu ý, chú ý trận pháp tinh vị vận chuyển. Luân hồi mộ địa bên trong, Thái Huyền Trận Hoàng lên tiếng chỉ điểm, dưới mắt Diệp Thần hiện thân đi ra. Muốn phá trận mà không bị Thiên Tàm nương nương đoán được thân phận, tự nhiên không thể dùng luân hồi chi chủ thủ đoạn, dùng sức mạnh là không được, phải dùng trận pháp thủ đoạn. Diệp Thần gật đầu một cái, tự nhiên cũng biết một điểm này. Hắn thừa kế tu La Ma Thần Đạo Thống, trận pháp tu vi đã mau đến gần Thái Huyền Trận Hoàng, thấy trùng trùng mê cung vách tường đè ép tới đây, lập tức thấy rõ kỳ môn độn giáp tuyệt diệu chỗ. Trận pháp chi đạo, nói chung không thể rời bỏ lưỡng nghi tam tài. Tứ tượng ngũ hành, bảy sao bát quái, cửu cung độn giáp phạm vi. Cái này mê tung ảo ảnh trận, chủ yếu vận dụng bát môn độn giáp thủ đoạn, có sống cửa, đóng cửa, kinh môn, hưu môn, tử môn vân. Vân tinh vị. Diệp Thần lập tức nhận đúng sanh môn, bước chân di động qua đi, lập tức tránh được trùng trùng mê cung vách tường khốn giết. Rào. Trận văn lóe lên, tóe ra càng ánh sáng sáng chói, vô số kỳ môn ảo ảnh, đao kiếm mãnh thú vân. Vân, đều ở đây Diệp Thần trước mắt lướt qua. Diệp Thần cố thủ chủ tâm, không có động tĩnh, nhận đúng sinh chỗ cửa, bước chân theo sanh môn không ngừng di động. Ồ, bên ngoài trận pháp mặt, toàn trường các tân khách, thấy Diệp Thần không dùng sức mạnh,
chỉ là bước chân sai rời, thì ung dung tránh thoát trận pháp sát phạt, không khỏi rất giật mình. Thằng nhóc này, thật chẳng lẽ tinh thông trận pháp chi đạo? Tô Nam công tử vậy câm, không nói ra lời. Diệp Thần dáng người tự nhiên, ở vô số trận văn và ảo ảnh sát phạt hạ, không ngừng qua lại, như bầu trời chim, rừng rậm con bướm, phong độ nhẹ nhàng, không có chút nào cản trở hình dáng. Thiên Tàm nương nương ánh mắt híp lại, nhìn chăm chú Diệp Thần động tác, muốn tìm ra đầu mối gì, nhưng thủy chung không có phát hiện. Ước chừng qua hai nén hương thời gian, Diệp Thần ở vô cùng trận văn sát phạt hạ, vậy không có một chút bị thương, càng không có bị chiếm đoạt. Mà đây hai nén hương thời gian, Diệp Thần vậy căn bản thăm dò trận pháp vận chuyển chiêu thức, tất cả độn giáp tinh vị biến hóa, cũng như vậy tại tim. Dồn vào tử địa rồi sau đó sinh, tử môn, phá. Diệp Thần ánh mắt đột nhiên ác liệt, ở rất nhiều ánh mắt kinh ngạc bên trong, hắn lại có thể một cước đạp vào tử môn. Tử môn, đây chính là trận pháp bên trong điểm chết người là tồn tại, một khi đạp lên, lập tức thì phải gặp phải ngập trời sát phạt. Thằng nhóc này điên rồi, lại có thể chủ động đạp lên tử môn. Toàn trường các tân khách, cũng lấy là Diệp Thần điên rồi, đây hoàn toàn là chịu chết hành vi. Ngọa Long Thần Tôn và Lý Thanh Sơn, cũng khẩn trương lên, hai người bỗng nhiên đứng lên. Oanh! Diệp Thần đạp một cái trên tử môn, bên trong trận pháp trong không gian, nhất thời tuôn ra dù sao cũng cái hắc động, vô cùng vô tận, vô số lỗ xoáy đen, điên cuồng chuyển động, nuốt phệ thiên giữa hết thảy, tựa hồ vô luận địch nhân gì, đặt mình vào ở trận pháp này bên trong, đều phải bị hoàn toàn nuốt sống. Diệp Thần đặt mình vào ở vô cùng lỗ xoáy đen bên trong, nhưng là thong thả, hắn rất rõ ràng phá trận biện pháp, chính là dồn vào tử địa rồi sau đó sinh, nếu muốn giết chết cửa. Sẽ ở vô biên hắc động tử vong bên trong, tìm ra sau cùng một chút sức sống. Ở bên này, Thái Huyền Trận Hoàng rất sợ Diệp Thần không thấy được, chỉ một cái phương vị. Phương vị này, nhưng là cửu tử nhất sanh vị trí, là tử môn bên trong sức sống, ở vô cùng lỗ xoáy đen sau lưng, cất giấu một cái cực kỳ kín đáo sanh môn, đây là duy nhất phá trận bí quyết. Ta biết, Diệp Thần khẽ mỉm cười, sớm liền thấy sanh môn chỗ, thân thể lập tức chớp mắt. Như sao rơi, từ tầng tầng lỗ xoáy đen bên trong qua lại mà qua, một cước đạp chúng sau cùng sanh môn. Oanh! Theo Diệp Thần một cước rơi xuống, chung quanh trận văn, kịch liệt lay động, sau đó rối rít nổ tung tán loạn, tựa như bị đạp phải tử huyệt, ngay tức thì băng diệt đi xuống. Đối với Diệp Thần mà nói, đây là một cái sanh môn, nhưng đối với trận pháp bản thân mà nói, là một cái tử huyệt, chỉ cần đạp chúng, trận pháp lập tức tan vỡ. Một màn kinh khủng xuất hiện, toàn bộ trận pháp, cũng đang điên cuồng sụp đổ than rúc, vô số trận văn nổ tung, từng cái lỗ xoáy đen héo rút đi xuống, phát ra vũ trụ thiên thể sắp chết trước vậy ô minh tiếng, gió lớn cổn đáng, hô hô vang dội. Tất cả trận pháp khí tượng, đều ở đây tan vỡ biến mất. Ngay chớp mắt, toàn bộ tàn trận, hoàn toàn tán loạn tiêu trừ, trôi lơ lửng ở trên trời trận bàn, vậy mất đi tất cả ánh sáng, đánh mất ở Diệp Thần trên tay. Phá trận thành công. Cái gì? Thằng nhóc này, lại có thể thật thành công phá trận. Cái này không thể nào, hắn làm sao làm được. Đây quả thực là kỳ tích à. Ngọa Long Thần Điện lúc nào ra như thế một vị thiên kiêu, lại có như thế nghịch thiên trận pháp tu vi, liền Thái Huyền Trận Hoàng lưu lại tàn trận, cũng có thể như thế ung dung phá hỏng. Thật lợi hại, liền Tô Nam công tử cũng kém hơn hắn. Đám người thán phục khen ngợi, thật sự là xem thế là đủ rồi. Diệp Thần lần này phá trận, toàn bộ hành trình nước chảy mây trôi vậy, không có chút nào cản trở, trương hiện ra vô cùng tinh thâm trận pháp tu vi, phong độ nhẹ nhàng, tư thái ưu nhã, làm người ta vô cùng tán thưởng. Tô Nam công tử ngơ ngác nhìn một màn này, nhưng cũng không dám tin tưởng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Thần lại có thể thật nắm giữ trận đạo bí ẩn, hơn nữa lợi hại đến tình cảnh này, không phí nhiều sức, thì ung dung phá hư Thiên Tàm nương nương bố trí tàn trận. Phải biết, cái này tàn trận, cho dù là hắn, còn có Minh Long Thần Điện Trần Thương Sinh, đều không có thể phá hư, Diệp Thần nhưng làm được. Trần Thương Sinh ngồi ở chỗ ngồi, ánh mắt khát khao nhìn chằm chằm Diệp Thần, tựa hồ bắt được cái gì, nhưng lại không dám xác định. Đại ca thật lợi hại. Lý Thanh Sơn nhưng là thở phào nhẹ nhõm, còn lấy là Diệp Thần sẽ xảy ra chuyện, không nghĩ tới như thế thuận lợi. Hơn nữa, phá trận trong quá trình. Diệp Thần vậy không có dùng cái gì linh khí, cho nên không có bại lộ luân hồi chi chủ thân phận, yên ổn vượt qua.
Ngọa Long Thần Tôn cũng là lau mồ hôi một cái, xem ra là thành công, hắn chỉ sợ sẽ phát sinh cái gì bất ngờ. Quá tốt, trận bàn tới tay. Diệp Thần lấy được rồi trận bàn, nhất thời đại hỉ. Chú ý! Thái Huyền Trận Hoàng lại đột nhiên hô to, tràn đầy cảnh giác. Lúc này, trận bàn suy một tiếng, nhưng có một đạo kiếm khí, mãnh liệt bắn ra. Đạo kiếm khí này, đặc biệt ác liệt, ngoài mặt bị tầng tầng thiên cơ thủ đoạn che giấu, nhìn giống như là thông thường một kiếm, nhưng trong thực tế, kiếm khí bên trong hàm chứa hào hùng thiên tai hơi thở, sát phạt mũi nhọn cuồn cuộn. Lại là tai nan thiên kiếm kiếm khí. Thiên Tàm Nương Nương mai phục một tay. Cái gì? Diệp Thần cả kinh thất sắc, không nghĩ tới Thiên Tàm Nương Nương còn có hậu thủ, kiếm khí này ẩn núp được quá sâu, hắn căn bản không có phát hiện. Kiếm khí bén nhọn, chém thẳng Diệp Thần, thế tới đặc biệt hung cấp, Thái Huyền Trận Hoàng muốn xuất thủ cản đường, cũng không kịp. Tiệc rượu bên kia Ngọa Long Thần Tôn, thấy kiếm khí bão tố bắn ra, sắc mặt đại biến, biến cố đột nhiên phát sinh, hắn vậy không có biện pháp ngăn trở. Toàn trường các tân khách, cũng là lớn hô đứng lên. Không nghĩ tới cái này trận bàn bên trong, lại còn mai phục một tay kiếm khí, không nghi ngờ chút nào là Thiên Tàm Nương Nương kiệt tác, nàng rốt cuộc muốn làm gì. Hôm nay là nàng thọ điển, chẳng lẽ nàng còn muốn giết người? Xích Trần Thần Mạch, mở. Diệp Thần mắt gặp kiếm khí hung cấp, sát phạt nhân tâm, vội vàng mở Xích Trần Thần Mạch, cả người tuôn ra một cái kim trung cháo tựa như vòng bảo vệ được mình. Chanh! Tai nan thiên kiếm kiếm khí. Chém vào Xích Trần Thần Mạch trên vòng bảo vệ, cũng không có chảm phá, vậy không có tổn hại đến Diệp Thần. Đạo kiếm khí này, mặc dù hung cấp, nhưng lực sát thương xa xa chưa tới đỉnh cấp, Diệp Thần đủ để chống đỡ. Ha ha ha, thằng nhóc, quả nhiên là ngươi, chính là ngươi, giết chết thủ hạ ta, Liêm Trinh Đại Đế, có phải hay không? Vẫn không có mở miệng Thiên Tàm Nương Nương, cái này một tí ý định giết người hiện lên, cắn răng nghiến lợi. Ung dung mặt xinh đẹp trứng trên, tất cả đều là nồng nặc hận ý. Diệp Thần mặc dù không có bại lộ luân hồi huyết mạch hơi thở, nhưng Thiên Tàm Nương Nương người thế nào, nàng tu vi nhưng mà sâu không lường được bước. Diệp Thần ra tay một cái, nàng lập tức bắt được thiên cơ, biết được Diệp Thần là luân hồi chi chủ thân phận. Bất quá, Thiên Tàm Nương Nương không có trực tiếp khám phá. Bởi vì, luân hồi thiên uy, sát phạt đặc biệt xâm nghiêm, nàng không phải Huyền Cơ Nguyệt. Không có lớn như vậy khí vận, có thể chịu đựng ở luân hồi uy áp. Coi như muốn giết Diệp Thần, cũng không thể ngay trước mọi người bại lộ Diệp Thần thân phận, nếu không sẽ đưa tới kinh khủng thiên phạt, khó mà ngăn cản. Mặc dù Thiên Tàm Nương Nương không có nói phá, nhưng Diệp Thần đã biết, mình bại lộ. Cái trận bàn này, quả nhiên là một con mồi, Thiên Tàm Nương Nương ở bên trong mai phục một tay tai nan thiên kiếm kiếm khí, cùng Diệp Thần vừa vỡ trận, kiếm khí bạo giết ra tới. Ép Diệp Thần ra tay, từ đó bại lộ thân phận. Toàn trường các tân khách, thấy Thiên Tàm Nương Nương đằng đằng sát khí hình dáng, đều là một mặt mờ mịt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bọn họ tự nhiên không biết, Diệp Thần chính là luân hồi chi chủ, nhưng nghe Thiên Tàm Nương Nương lời nói, tựa hồ Diệp Thần giết chết Liêm Trinh Đại Đế. Liêm Trinh Đại Đế, nhưng mà Thiên Tàm Nương Nương thủ hạ tâm phúc, thực lực vô cùng cường đại. Bọn họ cũng không dám tin tưởng, Liêm Trinh Đại Đế lại bị Diệp Thần giết chết. Thằng nhóc này, có năng lực giết chết Liêm Trinh Đại Đế. Cái này không thể nào. Tô Nam công tử một hồi kinh ngạc, gia tộc hắn và Thiên Tàm Nương Nương có giao tình, chính là Liêm Trinh Đại Đế làm mối. Hắn phụ thân Phá Quân Đại Đế, và Liêm Trinh Đại Đế là ngày xưa đồng môn, đều là thánh nhân môn đồ. Liêm Trinh Đại Đế đầu phục thánh thiên phủ, gia tộc hắn vậy đi theo thâm lây. Những năm này lấy được Thiên Tàm Nương Nương rất nhiều che chở. Tô Nam công tử cũng biết, Liêm Trinh Đại Đế gần đây chết, nhưng chưa từng nghĩ hung thủ lại là Diệp Thần. Hắn thật sâu hoài nghi Diệp Thần thân phận, Diệp Thần tuyệt đối không thể nào là Ngọa Long Thần Điện một cái đệ tử bình thường, bởi vì đệ tử bình thường không thể nào có thực lực giết chết Liêm Trinh Đại Đế. Bên trái xem bên phải xem, Diệp Thần tu vi, cũng chỉ càn khôn cảnh 6 tầng thiên mà thôi, toàn trường tân khách đều là ngạc nhiên. Cũng không tin cảnh giới thấp như vậy tồn tại, có tư cách giết chết Liêm Trinh Đại Đế. Người dám giết ta, ta muốn ngươi để mạng lại bổ sung. Thiên Tàm Nương Nương ánh mắt vô cùng tàn bạo, nơi này chính là đao kiếm thiên tinh nội bộ, nàng là bổn mệnh pháp bảo địa bàn, nàng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, giống như nắm giữ. Oanh! Thiên Tàm Nương Nương vung tay lên,
ngoài ngàn dặm, triệu thần đao tiên kiếm, hội tụ ra ngút trời nước lũ, khí thế so chu thiên thần kiếm quyết còn kinh khủng hơn, điên cuồng chém chết tới đây, phá vỡ trùng trùng thời không, trực tiếp hướng Diệp Thần chém xuống đi. Ở chém Diệp Thần đồng thời, Thiên Tàm nương nương ánh mắt, vậy chú ý tới Lý Thanh Sơn. Đoán được Diệp Thần thân phận ngay tức thì, Thiên Cơ thấy rõ, nàng cũng biết Lý Thanh Sơn, chính là nàng một mực khổ khổ muốn phải trừ hết cái đó con riêng. Diệp Thần, coi như là Lý Thanh Sơn hộ đạo người. Chỉ cần giết chết Diệp Thần, chính là Lý Thanh Sơn, trong nháy mắt có thể diệt. Lý Thanh Sơn con người có giúp lại, tuyệt đối không nghĩ tới Diệp Thần thật bại lộ. Cái này một tí, Thiên Tàm nương nương toàn lực ra tay, uy thế quá kinh khủng. Đúng viên đao kiếm thiên tinh, cũng đang điên cuồng chấn động, vậy triệu thanh đao kiếm, ánh chiếu ánh mặt trời, không biết có bao nhiêu huy hoàng sáng chói. Thiên Tàm nương nương tu vi cực kỳ khủng bố, nàng một tí toàn lực bạo giết, đao kiếm thiên uy có kinh khủng dường nào, có thể tưởng tượng được, chỉ sợ là phổ thông còn thật cảnh đỉnh cấp cường giả, đều phải bị nàng một chiêu trong nháy mắt giết. Diệp Thần nhìn trước mắt cuồn cuộn đao kiếm, cũng là sắc mặt phát trắng, không nghĩ tới Thiên Tàm nương nương như thế lợi hại. Thiên Võ Long dọn ra pháp. Lúc này, Ngọa Long thần tôn thấy Diệp Thần gặp phải nguy hiểm, lập tức gầm thét một tiếng, một trang Thiên Võ Ngọa Long trải qua kinh thư, từ trong cơ thể hắn bão tố bắn ra, ngay tức thì phóng đại, hóa thành che khuất bầu trời hình dáng. Kinh thư phía trên, tầng tầng xiềng xích bao trùm quấn quanh, phong ấn rất nặng.